Cái này ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm, thấm vào đến phệ hồn thú mỗi một tấc máu thịt, nó xì ra trong máu, lại ngưng tụ thành một đống cỡ quả đấm, hắc ám cực kỳ tim. Cái này tim, là mãi mãi chủ cũ tim. Diệp Thần trong lòng giật mình, một giây kế tiếp đã mang Lý Phi Tuyết bay về phía đại điện một bên. Vậy tim nổ tung ra hắc khí, tạo thành ngập trời sóng lớn, cơ hồ đem toàn bộ đại điện cũng lật. Vậy thập phương ngọc bàn lên kỳ chân dị bảo, nhưng là không có bị chút nào ảnh hưởng, ngọc bàn phảng phất là bảo vệ che chở như nhau, đem chúng vững vàng bảo vệ ở trong đó. Khặc khặc, phệ hồn thú tà ác nói, hắc ám bên trong đã lần nữa ngưng kết ra một bóng người, không mặt vô trạng, chỉ như vậy chạy thẳng tới chân bảo đi. Diệp đại ca, Lý Phi Tuyết lúc này có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, tai nạn khí càng phát ra nồng đậm, nhưng nếu không có mãi mãi đế vương cốt, là Diệp Thần bình phục tai nạn khí, vậy một khi chập chờn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho ta trấn áp. Mậu thổ nguyên phù lưu chuyển, mậu thổ hơi thở nhanh chóng lưu chuyển, chín chuôi cự kiếm, ầm ầm bao vây ở phệ hồn thú bên người. Diệp Thần bất ngờ sử dụng trấn thiên hoàng thành kiếm, hình thành một khối thủ, vững vàng đem phệ hồn thú phong tỏa. Phệ hồn thú lúc này đều cơ hồ tuyệt vọng, nó nguyên bổn chính là dựa vào hư vô công kích mới có thể chiếm đoạt vạn vật. Vì hoàn toàn chiếm đoạt mãi mãi chủ cũ, hắn đã hao phí quá nhiều tinh lực. Lúc này bị kẹt ở nơi này tù bên trong, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ sau cùng. Mãi mãi chủ cũ bóng dáng, từ phệ hồn thú sau lưng hiện ra, hạ xuống ở trấn thiên hoàng thành kiếm bên trên, ánh mắt giống như địa ngục ngắm nhìn, trùng trùng u ám bao phủ ở cũi bên trên. Không nghi ngờ chút nào, cái này mãi mãi chủ cũ bóng dáng, đúng là mãi mãi chủ cũ sau cùng thần niệm. Hắc ám nguyên phù. Diệp Thần cơ hồ không chút do dự hô, mà ở nơi này hắc ám nguyên phù hắc ám khí trạch bao phủ dưới, trong hoàng tuyển đồ hoang ma thiên kiếm lại hơi run run. Hoang ma thiên kiếm lại muốn đối với phệ hồn thú ra tay. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, một chuôi hoang ma thiên kiếm lặng lẽ ra. Chém. Hoang ma thiên kiếm nhất kiếm chém trừ, mãi mãi chủ cũ hư ảnh, đã bị chém một cái mà đoạn. Phệ hồn thú sợ hãi diễn cảm còn đọng trên mặt, một giây kế tiếp, vậy hoang ma thiên kiếm đã vạch qua nó thân thể. Cứ như vậy vẫn thân. Lý Phi Tuyết có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Thần, vậy phệ hồn thú có thể là có thể chiếm đoạt một phe này mãi mãi chủ cũ. Diệp Thần lại cứ như vậy chém giết. Nếu như ta suy đoán không sai. Phệ hồn thú không phải đánh chết mãi mãi chủ cũ hung thủ, nó bất quá là cuối cùng chiếm tiện nghi dị thú, cho nên mới xài nhiều năm như vậy, cũng còn không có hoàn toàn chiếm đoạt mãi mãi chủ cũ. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lý Phi Tuyết mới chợt hiểu ra, tiếp đó có lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, vậy. Thiên đạo lời thề. Hôm nay vực ngoại, thiên đạo biến mất, tự nhiên vô dụng, huống chi ta có suối vàng thánh thủy, có thể lọc sạch vạn vật, chính là thiên đạo bùa chú. Căn bản cũng không tính là thuần túy thiên đạo lời thề. Lý Phi Tuyết lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, sóng mắt rơi vào cách đó không xa trên ngọc bàn. Mãi mãi đế vương cốt. Phệ hồn thú sức sống dần dần biến mất, vậy nguyên bản cung điện bên trong hắc ám khí, đã toàn bộ tiêu tán. Trên ngọc bàn lưu chuyển chân bảo sáng bóng, đang chậm rãi tản ra để cho người nhìn chăm chú sáng bóng. Chú ý! Lý Phi Tuyết khẩn trương hô. Nhìn về phía Diệp Thần chậm rãi đưa về phía mãi mãi đế vương cốt. Vậy một khối xương trắng hếu, lúc này lại là lưu chuyển màu vàng kim sáng bóng, vắng lặng chất phác hơi thở, đã đập vào mặt. Làm gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phi Tuyết. Lý Phi Tuyết lúc này mới hậu chi hậu giác từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản. Mãi mãi đế vương cốt, có bao dung vạn thức vạn vật khả năng, tương kỳ luyện hóa sau đó dung nhập vào mình huyết cốt bên trong. Xem ra cái này mãi mãi đế vương cốt không hề giống như hoàng tuyển đồ như nhau, có lọc sạch khả năng, mà là có ôn hòa bao dung quy luật lực. Phi Tuyết, người giúp ta hộ pháp, ta hiện tại liền luyện hóa cái này mãi mãi đế vương cốt. Diệp Thần ngồi xếp bằng, tai nan thiên kiếm hơi thở tràn ra càng phát ra nhanh chóng, đã không thể kéo dài được nữa. Lý Phi Tuyết cầm kiếm đứng ở Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn bốn phía. Hô! Diệp Thần mồm miệng tới giữa khạc ra lau một cái chọc khí. Lúc này mãi mãi đế vương cốt đã hóa là xương tay hắn một phần chia, hơn nữa, hắn mơ hồ phát giác cái này mãi mãi đế vương cốt bên trong, lại thấm vào đạo gia quy luật lực. Ôn hòa và bao dung lực, xít sao bao quanh tai nan thiên kiếm thân.
Nguyên bản chấn động thân kiếm, chỉ như vậy từ từ bình phục lại. Thành. Diệp Thần nụ cười liên miên nhìn về phía Lý Phi Tuyết, lần này thật phải cảm tạ ngươi và Xích Huyên Thánh Vương. Lý Phi Tuyết nhưng là lắc đầu một cái, vô luận là Diệp Thần vẫn là luân hồi chi chủ, nàng cũng đang mong đợi hắn trưởng thành, cùng hắn kiên định đứng chung một chỗ. Diệp Thần bàn tay một phen, trên ngọc bàn kỳ chân dị bảo đã toàn bộ thu ở nàng lòng bàn tay. Cùng Trung Yên Khê trận chiến ấy, hắn cơ hồ dùng hết đại đa số bảo vật, mới sử xuất có thể đẩy lui nàng ngàn binh bảo. Lúc này, nhưng lại lấy được mấy kiện quy luật thần khí. Phi Tuyết, những thứ này, có hay không ngươi và Thanh Sơn yêu cầu? Diệp Thần ân cần hỏi nói, đối với Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn, hắn từ trước đến giờ là càng xem trọng một ít. Phụ thân đã cho chúng ta đầy đủ tài nguyên, ngươi cũng giữ đi. Lý Phi Tuyết lắc đầu, nàng cũng không có Diệp Thần như vậy nhiều thần thông cùng với thực lực, giữ lại những thứ này cũng bất quá là trưng bày mà thôi. Ồ! Diệp Thần nhìn vậy duy nhất một tôn không có bị hắn bám vào lên gương đồng. Lý Phi Tuyết hiển nhiên vậy chú ý tới cái này tôn đặc biệt gương đồng. Trên người nó thật giống như không có một chút linh lực, tựa như đã suy kiệt liền như nhau. Diệp Thần gật đầu, nếu cái này gương đồng có thể bị đặt ở cung điện này bên trong, thuyết minh nhất định cũng vật phi phàm. Lý Phi Tuyết cảm nhận được trong cơ thể một nơi bất an kêu gào, không xác định mở miệng nói, để cho ta thử một chút đi. Nàng là tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, trong cơ thể còn có kiếm linh còn sót lại ý chí, lúc này chính là kiếm kia linh đang phát ra gào thét. Lý Phi Tuyết đầu ngón tay máu tươi chảy quay lại ra, hướng gương đồng mặt kiếm nhỏ xuống. Ngươi là người phương nào? Phong cách cổ xưa thanh âm từ trong gương đồng trực tiếp nhìn về phía Lý Phi Tuyết thức hải thâm sử. Ta! Lý Phi Tuyết có chút thấp thỏm nhìn cái này gương đồng, lúc này... Nàng chỉ có thể đem vấn đề đẩy cho tai nan thiên kiếm kiếm linh. Thời gian như thoi đưa, năm tháng trôi qua, người mất như vậy, quyển tịch hoang sông, nghìn năm ngược dòng, một tập trung thời gian. Trong gương đồng thanh âm đứt quãng, giống như pháp chú vậy, chậm rãi khắc ở Lý Phi Tuyết trong óc. Một nơi nguy nan, một nơi hiểm, tấc tấc đồng hy, một phiến quang. Thanh âm kia còn ở đứt quãng, kiếm linh thanh âm nhưng càng rõ rệt. Diệp Thần nhìn Lý Phi Tuyết có chút phảng phất diễn cảm, cầm gương đồng tay, đều run rẩy. Ý thức ở trao đổi. Diệp Thần lo lắng nhìn về phía Lý Phi Tuyết, hắn lúc này, nhưng là cái gì cũng làm không được. Nắm lấy nó. Đi qua máu tươi thấm nhuần gương đồng, lúc này mặt kiếm bên trên vẽ ra một đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Lý Phi Tuyết tự mình. Rồi sau đó đúng mặt gương đồng, đã hóa là từng luồng kim quang, trực tiếp tiến vào Lý Phi Tuyết thân thể bên trong. Lúc này Lý Phi Tuyết, trong óc một phiến sôi trào, vậy nhiều lần kim quang tiến vào nàng thức hải sau đó, ngưng tụ thành một khối kiếm nhỏ. Tiểu kiếm này hình dáng, cùng tai nan thiên kiếm giống nhau như đúc. Cái này vốn là hư vô không gian, ở nơi này nhỏ gương đồng tan thành mây khói trong nháy mắt, đã sụp đổ, hình thành một phiến hư không mảnh vỡ. Diệp Thần hai chân phát lực, đem Lý Phi Tuyết ôm vào trong ngực, một bước đạp bể hư không. Nháy mắt đúng lúc trở lại mãi mãi nguyên trong thành trì. Lý Phi Tuyết lúc này nhắm chặt hai mắt, chán rỉ ra giọt mồ hôi, hiện lên nàng lúc này trạng thái cũng không lạc quan. Không có phệ hồn thú khống chế, lao nhanh dị thú, đối với thành trì này đã không có sợ hãi, rối rít ngó giáo giác đi tới Diệp Thần và Lý Phi Tuyết bên người. Diệp Thần hai hàng lông mày khều một cái, khí thế không giận mà uy, để cho những dị thú kia rối rít lui bước. Diệp đại ca. Lý Phi Tuyết lần nữa mở mắt sau đó, sợi tóc đã bị mồ hôi ướt, lúc này lại là vạn phần mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Diệp Thần hỏi, xem nàng bộ biểu tình này, nhất định là có đại cơ duyên. Nếu như ta không có đoán sai, ta nhiều một đạo lá bài tẩy. Lý Phi Tuyết thần thần bí bí nói. Bài tẩy gì? Diệp Thần buồn cười nhìn nàng, lau một cái cô bé hoạt bát lúc này đang lơ lửng Lý Phi Tuyết trên mặt. Cái này gương đồng tiến vào ta thân thể sau đó, biến thành một chuôi kiếm nhỏ, là tai nan thiên kiếm. Tai nan thiên kiếm, ngươi nói là, bên trong cơ thể ngươi có một chuôi tai nan thiên kiếm non kiếm sao? Lý Phi Tuyết lắc đầu một cái, chưa tính là non kiếm, nói như thế nào đây, chính là đang khẩn cấp giây phút, ta cũng có thể mượn tai nan thiên kiếm một nén nhang thời gian. Ý ngươi là có thể phát huy tai nan thiên kiếm toàn bộ uy năng. Diệp Thần thanh âm cũng là vô cùng ngạc nhiên,
phải biết tai nan thiên kiếm khủng bố nhưng mà có thể chấn động thái thượng thế giới một ít tồn tại. Bất quá, lấy ta tình huống trước mắt, đại khái dùng một lần thì phải mệt lả. Lý Phi Tuyết có chút ngượng ngùng nói. Không quan hệ, lúc mấu chốt, ngươi có thể bảo vệ tánh mạng là được, như vậy Xích Huyên Thánh Vương vậy sẽ thả để tâm một chút. Diệp Thần nói, Lý Phi Tuyết có lớn như vậy cơ duyên, hắn dĩ nhiên là giạt rào vui mừng. Ồ, đó là... Lý Phi Tuyết thấy phương nam bầu trời lưu chuyển đỏ màu xanh quy luật ánh sáng, có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Đỏ xanh dị tượng, cái đó phương vị tựa hồ là hằng cổ vực. Diệp Thần trong bụng trầm xuống, là Tiểu Hoàng. Coi là hạ ngày, Tiểu Hoàng trứng khổng lồ đã yên lặng thời gian rất dài, cũng là thời gian thức tỉnh. Chẳng lẽ là Tiểu Hoàng? Hai con người ác mộng đưa tới thiên địa dị tượng, nhất định sẽ đưa tới các vực cường giả tranh đoạt. Chúng ta được nhanh chóng dám đi hằng cổ vực. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, một cước đã đạp ở trên hư không, lúc này Tiểu Hoàng nên là suy yếu nhất, làm chủ nhân, hắn nhất định phải bảo vệ ở nó bên người. Cùng lúc đó, hằng cổ vực thượng không, thương khung lăn lộn, đào đào lưu ba đưa tới toàn bộ vực không chấn động. Thân ở hằng cổ vực dưới người, rõ ràng thấy trong hư không đỏ xanh hai màu quy luật ánh sáng tầng tầng lớp lớp, giao hội ở trong bầu trời. Sấm sét, mau mưa. Ở đó đỏ ánh sáng màu xanh xen lẫn dưới, hư không bị cắt rời, trong phút chốc nước mưa rót ngược vậy trào hướng toàn bộ hằng cổ vực. Mà đây dày đặc sáng bóng ngọn nguồn, bất ngờ chính là một mực yên lặng Tiểu Hoàng trứng khổng lồ. Lúc này trứng khổng lồ quanh thân đều là hiện đầy đường vân sáng bóng, giao hội lưu chuyển ra đỏ xanh trong ánh sáng, còn có kim quang rồi rào trong đó. Ở đó đồ sộ xác bên trên, tạo thành từng cái mô hình nhỏ thái cực đồ dạng. Quỷ dị u quang biểu dương ra quả trứng khổng lồ này cùng người khác không cùng. Cùng lúc đó, một tòa đơn sơ thảo lư. Một đầu tóc bạc tán lạc xuống, đế thích thiên đang ngưng mắt nhìn trước mắt bàn cờ, đen trắng của cờ đang khẩn trương chém giết. Đối diện với hắn không có ai, một đen một trắng của cờ lại là ở cùng mình đánh cờ. Tâm ma đứng đầu, không biết mình nhưng mà cùng tâm ma của mình ở đấu tranh. Hai con người ác mộng, đưa tới thiên địa dị tượng. Có chút ý tứ. Đế Thích Thiên hơi ngẩng đầu một cái, cặp mắt kia tựa như đã là đạp phá hư không, thấy được hằng cổ vực cảnh tượng. Thiên cơ, người tới thay ta đi một chuyến đi. Đế Thích Thiên vừa dứt lời, một vị sức lực trang nam tử đã ở nơi này thảo lư bên ngoài hiện thân. Thiên cơ là tâm ma đứng đầu Đế Thích Thiên trung thành cảnh tín đồ, cho tới nay cũng coi là đi ở thiên nhân vực tâm ma đứng đầu chuyện người, mặc dù không có tâm ma đứng đầu lớn như vậy uy danh. Nhưng lại danh bất hư truyền thừa kế tâm ma đứng đầu lén lút làm việc tác phong. Tôn chủ. Nếu như gặp phải Huyền Cơ Nguyệt, không cần tranh đoạt, đảm nhiệm nàng lấy đi là được. Từ đồ sát thánh đại hội sau đó, Huyền Cơ Nguyệt bị thương nặng, nguyên bản hai người kết minh ba lần bốn lượt xuống, đối mặt Diệp Thần nhiều lần thất lợi, lúc này Đế Thích Thiên cố ý dặn dò, liền thì không muốn nếu lại bùng nổ không cần thiết tranh chấp. Mà lúc này cung điện bên trong, Huyền Cơ Nguyệt đang nửa nằm ở trên giường nhỏ, dáng thướt tha hình dáng, mặt mũi gian lưu chuyển ung dung cao nhã, dĩ nhiên là một fan siêu phàm thoát tục người đẹp khí độ. Ồ, Huyền Cơ Nguyệt khẽ di một tiếng. Một khối màn sáng chậm rãi dâng lên, màn sáng bên trong bất ngờ chính là hằng cổ vực bùng nổ ngút trời dị tượng cảnh tượng. Nuốt trời diệt ngày mau mưa cùng với vậy quấn vòng quanh lôi đình lực, điên cuồng đụng vào vậy trứng khổng lồ bên trên. Trứng khổng lồ trên mình đỏ màu xanh đường vân vậy theo mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng. Một tấc, hai tấc. Tựa như ở một giây kế tiếp, thì phải bể ra, mà ẩn núp ở trong đó Tiểu Hoàng mơ hồ cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Huyền Cơ Nguyệt mâu sắc lạnh nhạt nhìn về phía một màn này, chậm thân ngồi dậy, nhỏ hết sức ngón tay hư hư thoáng một cái, một đạo pháp thì đã hạ xuống. Ngươi đi xem một chút đi. Nguyên bản tại hậu cung thưởng thức món ăn ngon rượu Chu Duyệt Lưu chém lên tiếng đáp lại ngẩng đầu. Nàng ánh mắt có chút kích động. Nhiều ít năm, mình chưa bao giờ từng bước ra nữ hoàng cung điện. Hôm nay nữ hoàng thật chuẩn bị vận dụng nàng. Nàng có thể so với thiên hoàng địa lão trọng yếu hơn. Mấu chốt, thế gian có rất ít người biết nàng tồn tại. Được. Một đạo thân ảnh ngay tức thì biến mất. Thánh thiên phủ bên trong. Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm Nương Nương đang bưng tòa ở đồng nhất phương bốn góc trong đình, nhưng nếu không phải ngày hôm nay hằng cổ vực dị tượng, muốn đến bọn họ cũng sẽ không có cái này cùng nhau thưởng thức trà cơ hội.
vậy chứng khổng lồ trên mình nhân quả, nếu như ta không đoán sai, và tiểu tử thúi kia Diệp Thần có quan hệ rất lớn. Thiên Tàm nương nương trong giọng nói rất có giận dữ ý, đối với Diệp Thần chán ghét nàng cho tới bây giờ đều là biểu lộ không thể nghi ngờ. Ta sẽ không nhúng tay, thế gian nhân quả, không nên dính quá nhiều. Dính qua nhiều, vạn kiếp bất phục. Xích Huyên Thánh Vương lông mày cũng không có nhúc nhích một tí, bình tĩnh nói, phảng phất là ở nhắc nhở Thiên Tàm nương nương như nhau. Hừ, thật không biết các ngươi một cái hai cái tại sao phải giúp hắn. Thiên Tàm nương nương đôi môi khẽ nhếch, Xích Huyên Thánh Vương rõ ràng là trưởng phu mình, ở Diệp Thần trong chuyện này, nhưng thủy chung cùng mình đứng ở phía đối lập. Hai người mặc dù không hợp, nhưng cuối cùng là vì Thánh Thiên Phủ lợi ích mới đúng. Xích Huyên Thánh Vương nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta cũng khuyên ngươi, không muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt đi quá gần, thế đạo luân hồi chung có báo. Thiên Tàm nương nương trên mặt tức giận, bàn tay một chụp, trước mặt ngọc thạch bàn ngay tức thì vết nứt. Cùng trong chốc lát, vô số trong hình diễn. Minh Long thần điện bên trong. Một tên ông già ngồi xếp bằng ở cái này trong hư không, biểu tình trên mặt chợt một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, rồi sau đó hai tròng mắt mở ra. Đây thật là trời ban thời cơ tốt. Vũ Văn Thái đại hỉ, trước bởi vì tổ Long thần điện 9 tầng trời thần thuật, Long thần phá thiên quyết không có bắt được mà tiếc nuối. Lúc này, trong sâu thẳm lên trời nhưng lại cho bọn họ một cái cơ hội. Lúc này vậy dị thú chính gặp đột phá lúc đó, nhất là yếu ớt, nếu như bọn họ có thể yên lặng chờ đợi, chiếm đoạt hắn hai con ngươi ác mộng năng lực, vậy nhất định có thể nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Cha, ngài nói gì? Vũ Văn cơ hội nhìn mình phụ thân vậy mặt mày nụ cười, có chút nghi ngờ hỏi. Có người truyền tin, hằng cổ vực một con dị thú sắp ra đời, tương truyền là vậy hai con ngươi ác mộng đột phá đưa tới thiên địa dị tượng, lúc này nếu như chúng ta có thể đi trước, đem tranh đoạt lại. Vậy Minh Long thần điện thực lực tự nhiên trong buổi họp thăng một đoạn lớn, đến lúc đó bất kể là hoang ma chi trùng, vẫn là Long thần phá thiên quyết, có cũng giống như lấy đồ trong túi. Thậm chí chúng ta Minh Long thần điện có thể trấn áp mấy lớn thiên điện. Sau đó, đạo tinh liền là chúng ta nắm trong tay. Nhưng mà, Vũ Văn cơ hội muốn nói lại thôi, Minh Long thần điện nhiều lần vây quét Diệp Thần đều là không công mà về. Diệp Thần lá bài tẩy nhiều. Để cho Minh Long thần điện rất nhiều tinh nhuệ chết hiểu. Lần trước là có Thái Huyền Trận Hoàng tương trợ, mới để cho Diệp Thần chạy khỏi, nếu không hắn tuyệt đối không phải ngươi Phong Bá Bá đối thủ. Ngay lúc nói chuyện, Vũ Văn Thái đánh ra một phiến vảy rồng, đưa tin cho Gió Vô Cực, thỉnh cầu ra tay. Vũ Văn cơ hội trong lòng đại hỉ, lần trước Gió Vô Cực ra tay, có thể nói là toàn diện chế trụ Diệp Thần, sau đó thằng nhóc kia không biết mượn cái quỷ gì mị năng lực, mới nghịch thế lật bàn. Nhưng Gió Vô Cực dẫu sao là Vạn Khư thần điện đệ tử ký danh, đạt được Vạn Khư ban phúc, hơn nữa vực ngoại thiên đạo suy thoái, Gió Vô Cực vậy mượn thế đột phá rất nhiều. Lần này có chuẩn bị, coi như là lại đụng phải Diệp Thần. Vậy nhất định sẽ đem hắn chém chết. Mấy hơi thở sau đó, một chỗ khác không gian bên trong. Gió Vô Cực nhíu mày một cái, thấy Vũ Văn Thái truyền thư, lần trước nếu như không phải là có Vạn Khư ngọc phù, hắn đã sớm vẫn diệt. Lần này, biết rõ còn sẽ gặp Diệp Thần, còn muốn đi sao? Vẻ sợ hãi tràn ngập trên hắn trong lòng. Nếu như lúc này Diệp Thần biết, nhất định sẽ bật cười, Gió Vô Cực trong lòng đã có sợ hãi, lại vậy không phải là đối thủ. Đây đúng là một cái chiếm đoạt hai con ngươi ác mộng tốt cơ hội. Tham lam con mắt từ Gió Vô Cực trong con ngươi chợt lóe lên, mặc dù hắn đã là Vạn Khư đệ tử, nhưng là khoảng cách phi thăng thành cấp trên, còn có hồng câu giống vậy khoảng cách. Thượng cổ dị thú hai con ngươi ác mộng, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đẹp cơ hội. Đánh cuộc. Gió Vô Cực trong bụng đưa ngang một cái, hướng Minh Long thần điện phương hướng đi. Cùng trong chốc lát, thiên nhân vực một nơi lánh đời chi địa. Hoành đoạn sơn mạch dưới, nửa đường bị cắt đứt con sông, cuồn cuộn đập ở mấy ngàn thước sâu vách đá bên trên. Một tên người đàn ông trung niên, cúi đầu quỳ xuống ở đó treo sông ra. Chuyện gì? Treo sông bên trong, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ từ hỏi, xen lẫn không biết kinh niên bể dâu cảm. Lão tổ, thuộc hạ thăm dò đến hằng cổ vực thiên địa dị tượng, thiếu chủ nói ít ngày nữa có thượng cổ chân bảo hiện thế. Thượng cổ chân bảo, một tiếng cực kỳ thấp cười khẽ truyền tới, khó trách thằng nhóc kia cũng không nén được tức giận. Lão tổ, thiếu chủ mời ngài rời núi. Ta biết, thanh âm như cũ trôi giạt gào thét,
rồi sau đó chính là thật lâu yên lặng. Một ngày sau, Hằng Cổ Vực, vô số dị tượng lưu chuyển. Hôm nay Hằng Cổ Vực, và trước đây Diệp Thần tiến vào hoàn toàn không cùng. Tiểu Hoàng tồn tại, tựa hồ vào giờ khắc này, thay đổi toàn bộ Hằng Cổ Vực. Rào 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 rào. Động trời sóng lớn đã đem toàn bộ trứng khổng lồ cọ rửa ánh sáng dị thường. Nguyên vốn chỉ là đỏ màu xanh sáng bóng lưu chuyển, lúc này đã biến thành 7 màu vầng sáng. Cuồn cuộn nước lũ đã hình thành một quyển con sông, trứng khổng lồ trôi lơ lửng trên đó, rộng rãi mặt sông tiết lộ ra vô tận quỷ bí vẻ. Mà vào thời khắc này, đã có vô số thế lực đi tới Hằng Cổ Vực. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nửa giờ sau đó, một chiếc mang cổ vận trẻ trung thuyền nhỏ, phá vỡ ngược dòng mà lên mặt nước, thuyền nhỏ nhanh chóng đi về phía trước phương hướng lại là 7 màu trứng khổng lồ chỗ ở phương hướng. Thuyền nhỏ mũi thuyền, là một vị ngồi xếp bằng khải đàn thiếu nữ mệnh giá che cái khăn che mặt, đàn cổ hoành thả, du dương uyển chuyển tiếng đàn phiêu sái ra, như có xuyên thấu vân tiêu khả năng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện phụ nữ kia chính là tổn thương nặng kỳ tư thanh Trung Yên Khê. Mà một chỗ khác, thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt phái ra Chu Duyệt Lưu chém đang nghiêng dựa vào một khối trên đá lớn, tuấn Mỹ trên mặt mũi lộ ra một nụ cười châm biếm, nhàn nhạt nói, lại liền nàng đều đến, cái này hai con người ác mộng sức hấp dẫn coi là thật vô cùng à. Một bên Vũ Văn Cơ hội thấy cô gái này lại liều mạng trực tiếp hướng trứng khổng lồ đi, có chút không kềm chế được. Không sao. Gió Vô Cực nhưng là một mắt nhìn thấu cô gái này bất phàm, tu vi không có ở đây hắn dưới. Lúc này ra tay khiêu khích không phải thích hợp nhất thời điểm. Màu xanh thuyền nhỏ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới, chậm rãi dừng ở khoảng cách trứng khổng lồ không tới 3 dặm địa phương. Ừ, Chu Duyệt Lưu chém khá là kỳ quái nhìn thuyền nhỏ chiều hướng, còn lấy là cái này cô gái thần bí có thể cứ như vậy cầm trứng khổng lồ cướp đi, xem ra cũng không quá như vậy. Ung ung sấm sét đột nhiên dừng lại. Trên hư không ngừng chảy vậy chậm rãi lưu nghỉ. Bất ngờ có vô số màu vàng kim ngói lưu ly, oánh oánh sáng bóng hàng ngàn hàng vạn ly linh đèn ở từ trên hư không phiêu phất ra. Vô cùng là chói mắt sáng chói kim quang từ nơi này ly linh đèn bên trên chút xuống ra, toàn bộ vẩy vào trứng khổng lồ bên trên. Trứng khổng lồ tiểu hoàng lưu quang lưu chuyển, bị cái này sáng chói kim mang mạ lên một tầng kim quang. Cái này, đây là thần tích à? Rất nhiều nhìn chằm chằm trong thế lực có người không nhịn được than thở nói. Trong này, phải là nhiều ít kỳ chân dị bảo à. Tham lam ánh sáng ở thánh thiên phủ cường giả trong con ngươi thoáng qua. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Từng tiếng thanh thúy sắc nứt ra tiếng, lại từ trứng khổng lồ bên trên nứt ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị thật chặt hấp dẫn, vũ khí trong tay đều đã toàn bộ nắm trong tay. Tế văn chậm rãi tạo thành lớn đường vân, đem vậy trứng khổng lồ chia làm hai. Tiểu hoàng bóng người co giúp ở nửa xác bên trên, kim quang phúc chiếu bên trong, tản ra thượng cổ thần thú uy áp, lúc này bất ngờ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Này cùng dị thú, ta thánh thiên phủ đã lưu lạc bên ngoài đã lâu, lúc này tìm được, nhất định là hạ ta Xích Huyên thánh vương cùng thiên tàm nương nương vạn năm sinh nhật. Ta khinh, ngươi thánh thiên phủ thật là không muốn một chút ra mặt, cái này thần vật rõ ràng là ta Minh Long thần điện vật. Minh Long thần điện thật đúng là điên đảo đen trắng. Ở nơi này bẩn thỉu vùng nước dưới, các ngươi thật đúng là một như thường lệ buồn nôn. Bọn họ rõ ràng biết được đây là Diệp Thần linh thú, lúc này lại là rối rít đem nói thành nhà mình đồ, không biết xấu hổ cực kỳ. Thánh thiên phủ đã tới Minh Long thần điện cường giả, lời nói tới giữa, đã dẫn đầu hướng tiểu hoàng đi. Minh Long thần điện các cường giả rối rít hóa thân hình rồng, thoáng qua tới giữa đã đạt tới tiểu hoàng bên người. Ở ta trước mặt, cũng dám lỗ mãng. Âm thầm thiên cơ bàn tay một chụp, cách hắn gần đây đầu kia Minh Long thủ hạ đã bị đánh ra xuống, hung hãn rơi vào mặt sông bên trên. Máu tươi tiệm nhiễm, ngươi lại cũng tới. Chu Duyệt Lưu chém đứng dậy, nhìn về phía thiên cơ màu sắc bên trong toát ra một loại nghiền ngẫm nụ cười. U, nữ hoàng bệ hạ lại phái ngươi tới, nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như vẫn không có xuất hiện qua đi. Bị nhốt mùi vị, dễ chịu sao? Thiên cơ nhìn về phía Chu Duyệt Lưu chém châm chọc nói, một cổ khí tức mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn tản ra, tạo thành gió lốc lớn, thổi được tứ phương đá lớn đều tựa hồ ở chập chờn hoan hô. Bất quá, điện chủ đã phân phó, nếu như nữ hoàng điện hạ muốn, chúng ta liền chắp tay nhường nhịn. Thiên cơ dứt lời,
lại thật nhường ra một con đường, tựa hồ thật sự là phải đem Tiểu Hoàng trực tiếp nhường cho Chu Duyệt Lưu chém. Chu Duyệt Lưu chém nhoẻn miệng cười, coi như là các ngươi điện chủ có lòng, ta nhất định cho biết nữ hoàng bệ hạ. Chỉ là, trứng khổng lồ này, thật giống như cũng không phải một mình ngươi định đoạt đi. Nàng ánh mắt trực tiếp vượt qua vậy một đám môn nhân, trực tiếp rơi vào trên thuyền nhỏ Trung Yên Khê trên mình. Thời khắc này Thiên Cơ hai tay ôm ngực, hoàn toàn không có người giúp ý, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đám người nhìn nhau, không do dự nữa, trực tiếp ra tay. Ung ung. Loạn chiến bắt đầu, ánh sáng lưu chuyển tới giữa, tràn đầy chửi mắng tiếng. Vô số chân bảo, thần thông, quy luật đồng thời sử dụng, hằng cổ vực bên trên tạo thành một phiến sát tràng, mùi máu tanh cuốn sạch toàn bộ hư không. Ngủ say Tiểu Hoàng tựa hồ là hoàn toàn không có bị quấy dày, yên ổn nằm ở đó phiến kim quang dưới, nhận lấy ánh sáng rực rỡ tẩy rửa. À! Một tên thánh thiên phủ cường giả bàn tay xuyên thấu màu vàng màn hào quang trong nháy mắt, bàn tay liền giống như nướng vậy, đã bị cháy lột ra, chảy ra rách thịt đau đớn để cho hắn không khỏi được kinh hô lên. Hộ thể thần thông đối với kim quang này không tạo tác dụng. Những cái kia sắp chạm được màn hào quang cường giả, nghe lời nói này, rối rít và Tiểu Hoàng giữ một khoảng cách. Gió vô cực nhưng toát ra vẻ mỉm cười, còn con này kim quang, còn không đả thương được hắn. Luân hồi chi chủ, người chờ. Cái này hai con người đã là ta Minh Long thần điện vật trong túi. Mà ngươi sắp chết ngày, vậy sắp tới gần. Trong nháy mắt, dị biến nổi lên. Nguyên bổn đã bị xé ra kẽ nứt, lần nữa bị vỡ ra tới. Một đôi to lớn tay từ trong đưa ra, vậy bàn tay khổng lồ lại có thể thẳng xuyên qua kim quang. Trực tiếp đem Tiểu Hoàng thân thể bắt ở trong đó, rồi sau đó, lần nữa biến mất ở toàn bộ trong hư không. Nháy mắt tức thì, mọi người con người đều là một đột, nhìn như, tựa như đều phải trừng ra hốc mắt vậy, không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hình ảnh. Lại có người âm thầm ra tay. Hơn nữa từ hơi thở tới xem, đối phương thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít thái chân cảnh bên trên. Cái gì? Gió vô cực kinh hãi, một kiếm sử dụng, muốn lưu lại vậy đồ sộ trong bàn tay Tiểu Hoàng. Có thể, thực lực sai biệt quá mức to lớn. Kiếm kia mang vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đánh vào tay khổng lồ bên trên, cũng đã đánh mất, không chút nào lưu lại bất kỳ thương thế, cũng không có sinh ra trở ngại tác dụng. Mà bên kia, Trung Yên Khê nhưng ngưng mắt nhìn Chu Duyệt Lưu chém, hai người lại quen biết. Hơn nữa ngay lập tức tới giữa, đã ra tay. Trung Yên Khê xích hỏa đế giang mặc cửu sắc dáng ngũ sắc, đang nghe lời đứng ở nàng bên người, Trung Yên Khê con ngươi đông lại một cái, nói Chu Duyệt Lưu chém, còn muốn xuất thủ không? Mà Chu Duyệt Lưu chém trên mặt, lúc này lưu truyền một cổ chưa thỏa mãn vẻ, nhưng nếu không phải mình thương thế không hết bệnh, Trung Yên Khê cũng sớm đã sa sút. Quá đáng tiếc, tai nàng ở giữa nặng nguyên dao găm lúc này sắc bén thu liếm, nhiều năm không gặp, Trung sư muội tu vi, vẫn là như vậy, tựa hồ cũng không có quá mức tiến bộ. Trung Yên Khê đối với nàng khiêu khích tựa hồ là không phản ứng chút nào, ngón tay lật bay tới giữa, xích hỏa đế giang đã tiêu tán. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Thật không rõ ràng, năm đó ngươi thực lực vượt xa thượng giới nữ hoàng, vì sao sẽ chọn ở nàng bên người? Liền vì mượn huyền cơ nguyệt khí vận khôi phục thương thế. Ta tuy tu vi không tăng trưởng quá nhiều, nhưng, đối phó ngươi, đủ. Chu Duyệt Lưu chém cũng không phản bác, quay đầu nhìn về phía vậy tay khổng lồ tiêu tán địa phương, nhìn dáng dấp vậy hai con ngươi ác mộng, tựa hồ chúng ta cũng không có phúc hưởng thụ. Trung Yên Khê nhắm mắt lại, hơi cảm thụ, nàng tự nhiên cảm nhận được liền vậy đôi hư không tay hơi thở. Nàng mơ hồ đoán được cái gì, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, xuất thủ hẳn là thiên nhân vực huyền nhất môn huyền nhất lão tổ. Thiên cơ lúc này cũng là từ từ đi liền tới đây, một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm, so với để cho huyền cơ nguyệt đạt được cái này hai con ngươi ác mộng, một ngày kia trở thành đế thích thiên điện chủ những ràng buộc, còn không bằng tiện nghi huyền nhất môn. Thiên cơ, ngươi thực lực mặc dù không đạt tới, nhưng ngươi vì sao không nếm thử ra tay ngăn cản? Chu Duyệt Lưu chạm đôi môi khẽ mở, sắc mặt nhưng cũng không nóng nảy, dẫu sao nữ hoàng đại nhân cũng không có hạ lệnh để cho nàng nhất định mang về hai con ngươi ác mộng. Chỉ cần không rơi ở đời này luân hồi chi chủ trên tay, rơi vào trên tay người nào, đối với nàng mà nói đều giống nhau. Ta, ngươi quên, mới vừa ta đã nhường cho ngươi. Thiên cơ nụ cười lúc này vô cùng hết sức chân thành,
giống như đứa nhỏ vậy ngây thơ dưới cất giấu giống như hồ ly giảo hoạt. Máu tanh vị còn không có toàn bộ tiêu tán, vậy chứng khổng lồ xác như cũ tán lạc ở con sông bên trên. Đạp phá hư không mà đến Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn con người đông lại một cái, mắt gặp cái này cảnh sắc, tựa hồ đoán được cái gì, tiêu trước nắm chặt trong tay sát kiếm. Lãnh đạm gương mặt lại nữa, thay vào đó là sâu đậm ngưng trọng. Vẫn là tới trễ sao? Lý Phi Tuyết theo thật sát Diệp Thần bên người, cũng là mặt đầy vẻ lo lắng nhìn vậy đã bể chứng khổng lồ xác. Tiểu Hoàng đâu? Tiểu Hoàng bị vậy vô căn cứ mà đến tay khổng lồ mang đi sau đó, đủ loại thế lực trong lòng biết đã lại không đoạt được chân bảo có thể, chỉ có thể hậm hực rời đi. Lúc này con sông bên trên, lưu tồn chỉ còn lại vẫn diệt thi thể. Diệp đại ca, ngươi xem. Lý Phi Tuyết chỉ vậy một chiếc thuyền con, toàn bộ hằng cổ vực bên trên, lúc này nhưng chỉ có cái này một người sống. Diệp Thần nhìn về phía nàng lúc đó, nhưng là nhướng mày một cái. Vậy khải đàn cô gái, bất ngờ chính là trước đây không lâu Kỷ Tư Thanh mang hắn đi thấy Trung Yên Khê. Nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng sẽ biết Tiểu Hoàng tung tích sao? Lý Phi Tuyết tự nhiên không biết Diệp Thần và Trung Yên Khê ân oán, trước tiên trước một bước, phi thân tới Trung Yên Khê trước người, rất có lễ phép chắp tay hỏi, tiền bối, quấy dày, xin hỏi ngài biết chứng khổng lồ này bên trong dị thú, là bị kia phe thế lực mang đi. Trung Yên Khê đầu cũng không có mang một tí, tựa như chỉ là ở chuyên tâm đánh đàn. Tiền bối. Lý Phi Tuyết lần nữa mở miệng nói, tiền bối, ta phụ thân trong điện có một phe thượng cổ đàn cổ tên là Giao Quang. Ngài nếu là có thể cho biết ta một hai, vãn bối tất đem Giao Quang đàn cổ hai tay dâng lên. A, à, một tiếng châm biếm từ cái khăn che mặt dưới chậm rãi ra. Xem ra ngươi thật đúng là thói quen liền núp ở sau lưng đàn bà. Diệp Thần gặp Tiểu Hoàng tung tích không rõ, lúc này trong lòng cơn giận đốt trời tiệm khởi, nghe được Trung Yên Khê giễu cợt, lại là nóng nảy dâng lên. Xem ra ngươi là đặc biệt lưu ở chỗ này chờ ta. Vậy là ngươi biết Tiểu Hoàng tung tích. Diệp Thần quanh thân đã quấn vòng quanh hắc ám nguyên phù khí trạch, lại là chuẩn bị tùy thời vận chuyển huyền thể hóa linh thần thông. Hắn từng bước một đến gần Trung Yên Khê. Hừ, khúc trầm yên nhất thế hai đời coi trọng người đàn ông, thật sự là để cho ta quá thất vọng, suy nhược không chịu nổi. Phải không? Diệp Thần càng phát ra xanh mét sắc mặt, thanh âm lạnh như băng phảng phất từ cửu u địa ngục truyền tới. Đây là bão tố tới bình tĩnh như trước. Lý Phi Tuyết tự nhiên từ trong cảm giác được hai người tới giữa có lẽ chỉ có thù cũ, lúc này vậy không tiện mở miệng, liền lui đến Diệp Thần sau lưng. Xem ở khúc trầm yên đối với ngươi không để ý hết thảy phân thượng, ta có thể nói cho ngươi. Nguyên bản Diệp Thần đã động sát ý tim, lúc này vậy kiềm chế xuống tới. Hắn cần bình tĩnh. Hắn phải biết Tiểu Hoàng bị ai mang đi. Ngươi muốn biết Tiểu Súc Sinh kia bị Huyền Nhất Lão Tổ mang đi, ngươi nếu như van cầu ta. Ta có thể mang ngươi đi gặp nó một mặt. Trung Yên Khê cao ngạo thanh âm truyền tới, mị sắc lưu chuyển bên trong, nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Diệp Thần, muốn xem cái này càn khôn cảnh tiểu tử cúi đầu. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng, ta cảm ơn ngươi cho biết Tiểu Hoàng tung tích, còn như cầu ngươi. Không thể nào. Hắn thân trong lòng võ tổ đạo tâm và lăng tiêu võ ý, vô luận vì sao trường hợp, hắn tuyệt sẽ không cúi đầu. Lý Phi Tuyết lúc này nghe được phụ nữ kia lại để cho Diệp Thần cầu hắn, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nữ nhân này thật đúng là được voi đòi tiên. Ngươi nhất định phải cự tuyệt sao, để cho khúc trầm yên tâm huyết uổng phí. Trung Yên Khê ngược lại là chưa từng có hơn dây dưa, vẫn là nhẹ bỗng nói. Đa tạ tiền bối cho biết, cáo từ. Lúc này đã biết Tiểu Hoàng bị Huyền Nhất Lão Tổ mang đi, thời gian cấp bách, Diệp Thần cũng không có tâm tư cùng nàng chu tuyền. Xoay người mang Lý Phi Tuyết trở lại Thái Huyền trận môn. Hồ đồ ngu xuẩn. Trung Yên Khê nhìn Diệp Thần rời đi, tức giận mà phát, thuyền nhỏ hướng ngược lại nghiêng về ra. Thái Huyền trận môn bên trong. Chủ nhân, ngài nói gì? Tiểu Hoàng bị người mang đi. Huyết Long trước đây không lâu đã trở về, khí tức cường đại vậy không thiếu. Hắn thậm chí thật sâu áy náy không có bảo vệ tốt Diệp Lạc Nhi. Dưới mắt, Tiểu Hoàng lại có thể bị mang đi. Giờ phút này, hắn trừng mắt mà tính, tiếp tục nói, là Minh Long Thần Điện vẫn là Thánh Thiên Phủ. Vẫn là Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Nhất Lão Tổ. Diệp Thần lắc đầu một cái này Huyền Nhất Lão Tổ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lúc này cũng là hoàn toàn không có đầu mối.
chân thực không được, hắn dự định đi Bắc Lăng Thiên Điện, có lẽ Nhâm lão cùng với điện chủ chắc có nghe thấy. Hắn thậm chí nghĩ tới Tần Tử Vi. Tần Tử Vi nắm giữ tin tức đường dây nói không chừng biết cái này cái gọi là Huyền Nhất lão tổ tung tích. Một bên Già Thiên Ma Đế cũng là lắc đầu một cái, đối với thiên nhân vực môn phái, hắn cũng không hết sức tường thật. Đi hỏi một chút Dương Hề đạo nhân, Thái Huyền trận môn đã ở nơi này thiên nhân vực lập phái hồi lâu, có lẽ hắn biết được. Viêm Khôn suy nghĩ một chút sau đó nói. Diệp Thần gật đầu, thân hình đã tiêu tán. Rất nhanh, Diệp Thần liền gặp được Dương Hề đạo nhân, nói đơn giản một lần chuyện đi qua. Để cho hắn không có nghĩ tới phải, Dương Hề đạo nhân tựa hồ thật biết người này. Trưởng giáo, ngài là nói Huyền Nhất lão tổ. Dương Hề đạo nhân lúc này hơi có chút yếu ớt ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt vẫn là trắng bệch, kinh này đánh một trận, hắn tựa như già 10 năm, cho dù Diệp Thần lấy bát quái thiên đan thuật là hắn chữa trị, khôi phục tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp. Dẫu sao phần lớn người cũng không có Diệp Thần kinh khủng này sinh mệnh lực. Diệp Thần sắc mặt toát ra một chút mừng rỡ, xem Dương Hề đạo nhân phản ứng, hắn hẳn là nghe nói qua cái này Huyền Nhất lão tổ. Dương Hề đạo nhân nhưng là khẩn trương trà sát tay, có chút thấp thỏm nhìn về phía Diệp Thần, tựa như không dám tin tưởng hắn nói. Xác nhận là Huyền Nhất lão tổ. Không nên à, Dương Hề đạo nhân thở dài, Huyền Nhất môn ở Huyền Nhất sơn mạch chỗ sâu nhất, nhưng là đã có gần như ngàn năm đóng cửa không ra, năm đó hắn ra đời thời điểm, thiên điện đều phải là hắn nhường đường, chỉ là sau đó, chẳng biết tại sao, hoàn toàn đoạn tuyệt ngoại giới liên lạc. Tiền bối có thể hay không cho biết, Huyền Nhất sơn mạch ở nơi nào? Diệp Thần sắc mặt lo âu, tiểu hoàng mới vừa đột phá, lúc này là nhất là yếu ớt thời điểm, hắn phải lập tức tìm được tiểu hoàng. Huyền Nhất môn, rất ít ra đời, nhưng là mỗi lần ra đời, cơ hồ đều là long trời lở đất. Hơn nữa, cái này Huyền Nhất môn bên trong, cường giả rất nhiều, nếu như ngươi một mình đi, nhất định sẽ nguy hiểm trùng trùng. Ta thành tựu tiểu hoàng chủ nhân. Lúc này phải không có chút nào lý do không sợ hãi chút nào bảo vệ nó. Diệp Thần kiên định nói, nhìn về phía Dương Hề đạo nhân ánh mắt càng lửa đốt có lực, tiểu hoàng không chỉ là hắn dị thú, lại là đồng bọn của hắn. Được, nếu ngài nói như vậy, ta liền cho ngài một khối pháp bảo. Dương Hề đạo nhân từ trong lòng ngực móc ra một khối nhỏ ấn, cắn bể ngón tay nhỏ xuống liền một giọt máu tươi thấm vào trong đó. Nhỏ ấn sẽ chỉ dẫn ngươi đi Huyền Nhất môn chỗ. Diệp Thần gật đầu, đa tạ. Trưởng giáo, vạn sự chú ý. Dương Hề đạo nhân dặn dò, cái này Huyền Nhất môn chuyến đi, nhất định nguy cơ trùng trùng à. Cùng lúc đó, Huyền Nhất sơn mạch chỗ sâu, một nơi tường đổ thác nước bên trong. Chủ nhân, như cũ hôn mê bên trong tiểu hoàng, chợt có mê sảng, một tiếng gọi Diệp Thần tên chữ. Quả nhiên là hai con ngươi ác mộng. Vậy Huyền Nhất lão tổ một tiếng thét kinh hãi. Chuyến này thật là lợi nhuận rất phong phú à. Phải biết, cái này thượng cổ hai con ngươi ác mộng, mỗi một lần tu hành đột phá, vậy cũng là dẫn được các lộ cường giả tranh tiên cướp đoạt, trước ở luân hồi chi chủ trên tay nhưng mà được nhiều thành tựu xuất sắc. Không nghĩ tới lần này, lại thu hoạch như vậy ung dung. Huyền Nhất lão tổ bàn tay cùng hắn tuổi tác lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, lúc này tản ra lưu trắng khí trạch, trực tiếp ụp lên tiểu hoàng mặt bên trên. Quá đáng tiếc. Cái này hai con người ác mộng đã nhận chủ. Huyền Nhất lão tổ mi sắc bên trong có chút thất vọng, nhưng nếu không có nhận chủ, vậy lúc này sẽ là bọn họ Huyền Nhất môn nhất thời cơ tốt, một đầu thượng cổ hai con người ác mộng, nếu như tài nguyên đống triệt, để cho nó trưởng thành đến cuối cùng hình thái, ở toàn bộ thiên nhân vực bên trong, bọn họ Huyền Nhất môn đem nhìn bằng nửa con mắt toàn vực. Nếu đã nhận chủ, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi cùng chúng ta Huyền Nhất môn vô duyên. Nguyên bản huỳnh quang tập tập màu trắng bàn tay, lúc này, mang theo lau một cái mây tía, vậy chập chờn quỷ dị ánh sáng, lần nữa bao phủ ở tiểu hoàng quanh thân bên trên. Tiểu hoàng nguyên bản khép lại trong mắt, lúc này giống như là được cực lớn chèn ép, con ngươi ở trong đó lưu chuyển, quanh thân đỏ xanh hai màu sáng bóng, bỗng nhiên chút xuống ra, lại đem một màn kia mây tía toàn bộ đánh tan. Hừ, còn muốn phản kháng. Huyền Nhất lão tổ mặt mũi nhíu một cái. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, lúc này không chiếm đoạt hai con người ác mộng, cùng nó tỉnh lại, liền hoàn toàn không có cơ hội. Càng sâu thẳm màu tím sáng bóng lần nữa ngưng tụ, giống như một bình lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm rách đỏ xanh hai màu sáng bóng, đưa về phía tiểu hoàng. Nửa ngày sau,
Huyền Nhất Sơn Mạch, ẩn giấu ở thiên nhân vực kẽ nứt tới giữa, nhưng nếu không có Dương Hề đạo nhân chỉ dẫn, Diệp Thần muốn tìm ra được, chỉ sợ là mất thời gian phí sức. Lúc này cả tòa Huyền Nhất Sơn Mạch, bao phủ ở một phiến ngân hà dưới, mông lung bên trong tản ra không giận tự uy tư thế. Sâu thẳm rừng cây bí mật thâm thúy hơi thở, một vũng thanh hà lại là quanh co ra, vậy thanh hà chỗ ở vị trí, cùng dãy núi xây cơ thế đi hoàn toàn nhất trí, bất ngờ hô ứng ngũ hành bát quái phương pháp cửa, cùng Huyền Nhất Long Mạch tướng hô ứng. Diệp Thần phi hành thẳng đến dãy núi chỗ sâu nhất, nhưng là bị một khối treo xuống thác nước ngăn trở ngăn cản. Một khối bia đá to lớn, đứng sừng ở thác nước trước. Tự tiện bước vào huyền hồ người, chết. Diệp Thần khóe miệng tung lên vẻ mỉm cười, cái này Huyền Nhất môn, thật đúng là khẩu khí thật là lớn à. Chính là thác nước chỉ muốn ngăn trở hắn bước chân, thật là quá ngây thơ rồi. Diệp Thần hai tay tới giữa lưu chuyển ra một đạo thánh Phật chói lọi, bất ngờ chính là tám bộ phù đồ khí, vậy thánh khiết Phật quang giống như nước gợn như nhau, dạo dực ở nơi này huyền hồ bên trên. Một tiếng vang động to lớn, ngay tại Diệp Thần hai tay ghé vào thác nước bên trên lúc đó, bỗng nhiên bung ra. Có hộ pháp đại trận. Diệp Thần trong lòng giật mình, quả nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này Huyền Nhất Sơn môn vốn đã quá gần ẩn núp, không nghĩ tới cái này hộ pháp đại trận cũng là uy năng vô cùng. Diệp Thần trên mình một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Nhưng rất nhanh, hắn liền dừng lại, nếu như cưỡng ép phá trận, ắt phải sẽ đưa tới đối phương cường giả chú ý, như vậy tìm tiểu hoàng tung tích đem sẽ thành được càng gian nan hơn. Thần tình nóng nảy hiển lộ ở Diệp Thần trên mặt, nước chảy xiết để cho hắn càng phiền não bất an. Thác nước, nước, tinh hải thần. Ý niệm lưu chuyển, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, thần thức đã tiến vào luân hồi mộ địa. Lúc này luân hồi mộ địa giống nhau đã bởi vì lạc thái hư tồn tại, một cong trong suốt tinh hải con sông đang quanh co lưu chuyển, đem vốn là hoang vu luân hồi mộ địa, tăng thêm lau một cái linh động. Tinh hải thần tiền bối, xin tiền bối giúp ta. Diệp Thần đứng ở tinh hải thần mộ bia trước, sắc mặt tiêu lửa đốt. Thằng nhóc, lại có chuyện gì? Lạc thái hư hư ảnh chậm rãi hiện lên, hệ nước trên ngai vàng, hắn bóng người cao ngạo ngồi ngay ngắn trong đó, siêu nhiên lớn lao. Tiền bối, tiểu hoàng hiện bị kẹt Huyền Nhất môn bên trong, ta không muốn bại lộ thần thông, để cho vậy Huyền Nhất môn người biết được, rồi sau đó tổn thương tiểu hoàng. Xin tiền bối giúp ta tiến vào huyền hồ. Diệp Thần lời ít ý nhiều giải thích trước cái này đúng một chuyện ngọn nguồn. Lạc thái hư khẽ vuốt cằm, khinh thường nói, cái này cùng chuyện nhỏ, còn cần ta đích thân ra tay. Diệp Thần trong lòng biết Lạc thái hư tâm cao khí ngạo, vậy không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh chờ Lạc thái hư trả lời. Đây là yên tĩnh tươi ngon mọng nước, người vận tức sau đó đem bọc lại thân xác, nó tức sẽ biến ảo thành huyền hồ nước hơi thở, người liền có thể không tiếng động tiến vào. Lạc thái hư trong tay hiện lên một quả tròn xoe giọt nước, chậm rãi rơi hướng Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, trong bụng đại hỉ, im hơi lặng tiếng tức có thể vào cái này huyền hồ trong nước. Nước kia trâu ở Diệp Thần điều khiển dưới, hóa là một kiện nước trạng khinh y, trực tiếp đem Diệp Thần từ đầu tới đuôi bao vây lại. Sau đó, Diệp Thần phi thân tiến vào thác nước, giống như là một giọt nước sông vậy tràn vào trong đó, hoàn toàn không có đưa tới bất cứ ba động gì. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, cái này tinh hải thần thật sự là trong nước chí tôn, có nước địa phương, hắn chính là vương giả. Trong huyền minh động, tiểu hoàng như cũng ngủ say. Mà giờ khắc này Huyền Nhất lão tổ có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm bàn tay mình, lòng bàn tay còn có một chút phát mộc, mới vừa một kích kia lực lượng, tương đối lớn, để cho hắn cơ hồ muốn hoài nghi đối phương phải chăng thật còn không có tỉnh lại. Thật không hổ là hai con người ác mộng à. Cho dù hôn mê bên trong, cũng có uy năng có thể trấn nhiếp ta. Huyền Nhất lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi xúc động đến, ngay sau đó đóng kín một cái ngọc giản bay ra, ngọc giản kia ngự không ra, lại là chạy thẳng tới Huyền Nhất cung điện đi. Lão tổ, Huyền Nhất trưởng môn nhận được ngọc giản sau đó, thoáng qua tới giữa đã tới cái này trong huyền minh động. Ta kêu ngươi tới đây, là muốn cùng ngươi nói một tí cái này chân bảo sự việc. Huyền Nhất lão tổ nhàn nhạt nói. Huyền Nhất trưởng môn vui mừng, chắp tay nói, lão tổ mời nói. Hắn đã sớm biết lão tổ đem vậy sinh ra dị tượng chân bảo mang về sự việc, trong lòng mặc dù không dằn nổi, nhưng là quấy dày không được, chỉ có thể ở Huyền Nhất trong cung chờ đợi tin tức.
cái này sinh ra dị tượng cũng không phải là cái gì đời này đan dược thần thông pháp khí, mà là một con linh thú. Huyền Nhất lão tổ lộ ra lau một cái biểu tình cao thâm khó lường, tựa như đang đợi Huyền Nhất trưởng môn đặt câu hỏi. Linh thú, Huyền Nhất trưởng môn lúc này cũng rất có suy nghĩ mãi không xong nghi ngờ, dạng gì linh thú có thể làm cho lão tổ lộ ra thần thái như thế. Người có thể nghe năm đó ở luân hồi chi chủ bên người đầu kia ngút trời cự thú hai con người ác mộng. Nháy mắt tức thì, Huyền Nhất trưởng môn ánh mắt trợn to, hắn không nghĩ tới cái này thượng cổ linh thú hiện giờ vẫn còn có sống sót, hơn nữa hiện tại ở hắn Huyền Nhất sơn mạch bên trong. Chỉ tiếc, cái này thượng cổ linh thú đã nhận chủ, nếu không, sẽ là ta Huyền Nhất môn chí bảo. Huyền Nhất lão tổ có chút thất vọng nói, thần sắc bên trong ngưng tụ một chút dữ tợn. Ý của ngài là, Huyền Nhất trưởng môn trong tay làm một cái hoành hướng động tác tay. Hơn nữa thanh âm cũng không tự chủ thả thấp xuống, tựa như tùy thời sẽ đánh thức tiểu hoàng như nhau. Huyền Nhất lão tổ gật đầu một cái, bất quá con thú này vậy không phải là không có chỗ dùng, ta như cắn nuốt, hẳn có thể nắm giữ hắn một phần chia huyết mạch và lực lượng. Lần này, ta sẽ đem hết toàn lực đi chiếm đoạt hắn, ngươi tới giúp ta hộ pháp. Ánh mắt của hai người rơi vào hôn mê bất tỉnh tiểu hoàng trên mình, ánh mắt toát ra tham lam ánh sáng, đây thật là Huyền Nhất môn lớn nhân quả. Vệt trắng ánh sáng từ Huyền Nhất lão tổ bàn tay tim tứ tán ra, đem toàn bộ Huyền Minh động chiếu dị thường ánh sáng. Một vòng ánh sáng đường vân ở tia sáng này bên trong, từ từ sanh thành, từ trên xuống dưới lại hình thành một khối hồ lô bạch ngọc. Hồ lô kia quanh thân màn sáng phảng phất là ghi lại trưởng pháp thần thông, vô luận là cái nào góc độ nhìn sang, đều đang là một cái bàn tay to lớn, khi thì nắm quyền, khi thì đẩy trưởng, khi thì kích thích. Cho ta hấp thu. Vậy hồ lô bạch ngọc ở Huyền Nhất lão tổ hiệu lệnh dưới, đổ ngưỡng xuống, miệng hồ lô thẳng ngay tiểu hoàng. Một bó bạch ngọc huyền chỉ từ miệng hồ lô khơi thông ra, đang bao phủ ở tiểu hoàng trên mình. Huyền Nhất trưởng môn chắp hai tay, trong miệng không ngừng niệm chú, đã ở kết ấn, bảo vệ Huyền Nhất lão tổ. Mà tiểu hoàng ở nơi này sáng bóng chiếu sáng dưới, thân thể bắt đầu uốn éo. Do chậm đạt tới mau, dần dần run rẩy. Chân mày vậy thật chặt nhíu chung một chỗ, tựa hồ là rất thống khổ. Lão tổ thấy vậy, vẻ vui mừng treo ở mặt mũi tới giữa, xem ra hắn cái này thần thông pháp khí có thể thu cái này thượng cổ thú à. Đỏ xanh hai màu hơi thở từ tiểu hoàng thân thể bộc phát ra. Trực tiếp cùng vậy bạch ngọc huyền quang tạo thành đối lập cục diện, xen lẫn va chạm, tạo thành ánh lửa liên liên. Cho ta trấn áp. Toàn bộ Huyền Nhất sơn mạch ngút trời linh khí lúc này rối rít chảy hướng lão tổ. Oanh thanh âm ùng ùng làm cho cả Huyền Nhất sơn mạch đều có chút chấn động. Như bạch ngọc bàn tay tập hợp kinh khủng này linh khí, lần nữa dốc vào đến vậy hồ lô bạch ngọc bên trong. Hồ lô bạch ngọc huyền quang nháy mắt tức thì càng thuần hậu, rất miễn cưỡng phải đem vậy đỏ xanh hai màu hai con ngươi hơi thở áp đảo. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, tiểu hoàng đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Đỏ xanh hai màu con mắt ầm ầm nhìn về phía Huyền Nhất lão tổ, giống như là từng cây một đổ gai vậy. Đâm thẳng vào Huyền Nhất lão tổ thức hải bên trong. Là thần hồn công kích. Huyền Nhất lão tổ lúc này muốn lấy lại hồ lô bạch ngọc, đã muộn. Hai con người ác mộng cắn trả lực, đã dốc hết. Ngay lập tức tới giữa, hồ lô bạch ngọc tan vỡ. Mà Huyền Nhất sơn mạch trên bầu trời lại là xuất hiện một đạo kinh thiên dị tượng. Giống như hai đạo sóng biển hư ảnh ở trên bầu trời cao va chạm. Vô tận biến dạng và bùng nổ vào giờ khắc này đạt đến mức tận cùng. Trong huyền hồ, Diệp Thần tự nhiên chú ý tới trên bầu trời dị tượng. Quả nhiên là tiểu hoàng. Diệp Thần trong bụng kinh hãi, tiến vào huyền hồ ở một chớp mắt kia, hắn đã cảm giác được tiểu hoàng chập chờn. Mà ngay mới vừa rồi, tiểu hoàng hơi thở vô cùng là cường hãn bộc phát ra. Chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm? Lập tức hắn ở trong huyền hồ tốc độ đi tới càng nhanh mạnh. Mà hắn di động phương hướng đã hướng Huyền Nhất bên trong hồ đi. Cùng đạo Diệp Thần lần nữa lúc ngẩng đầu, chung quanh đã là cây cối san sát, đã sớm bơi ra vậy kích động nước chảy xiết thác nước. Diệp Thần thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, ngay tức thì phát hiện hồ này bên trong lại có người. Chẳng lẽ là Huyền Nhất môn trưởng lão hoặc là đệ tử? Đáng chết! Diệp Thần lặng lẽ chui ra mặt nước, ẩn thân tại trên cây. Thần thức đã thấy rõ cách đó không xa một ít Huyền Nhất môn người quần áo trên người. Hắn lấy ra một vật, ngay tức thì trên gương mặt nhưng là che một tầng lụa mỏng,
cái này lụa mỏng chính là được từ huyền thiên bia bên trong quy luật thần khí một trong, tên là giao dịch hóa bảo sợi bông, một cái trong đó tác dụng chính là đổi thay đổi gương mặt hình dáng. Không chỉ là dung mạo, thậm chí liền cốt linh cũng có thể thay đổi. Chỉ là cái này huyền nhất môn người, mỗi cái giữa eo đều có tiêu bài, Diệp Thần nếu như tránh đại quang minh đi, nhất định sẽ bị người phát hiện. Diệp Thần ngón tay lộn một cái, yên tĩnh giọt nước xuất hiện lần nữa ở bên trong tay hắn, rồi sau đó lần nữa xoay mình vào nước. Tí tách lịch nước hồ càng đi sâu vào, nhiệt độ lại dần dần cao lên. Tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ ở trên mặt nước, cho dù là ở yên tĩnh giọt nước bọc một tí, Diệp Thần tầm mắt cũng là tung bay thấm thoát, không thấy rõ phía trước cảnh trí. Mà giờ khắc này, huyền hồ bên trong ven hồ, một nhỏ hết sức hiểu điệu bóng người, đang rút đi cuối cùng một tầng áo quần, cả người chậm rãi trượt nhập trong huyền hồ. Đạt tới eo mái tóc dài, tứ tán ở trong nước, tạo thành một đạo đen nhánh mạc ảnh. Ánh sáng lưu chuyển tới giữa, ở đó tầng tầng lớp lớp hơi nước bên trên, huỳnh huỳnh tay trắng, nhỏ hết sức ngón tay thon dài rơi vào trên cổ. Tốt một bộ người đẹp tắm đồ. Diệp Thần con người đông lại một cái, hiển nhiên người này chính là mình cảm giác được tồn tại. Hắn mặc dù muốn theo bản năng tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, nhìn triệt để. Chỉ là trong nháy mắt, ở yên tĩnh giọt nước dưới che chở, Diệp Thần đã cùng thiếu nữ này thân thể cực kỳ đến gần, nhưng mà chẳng biết tại sao, yên tĩnh giọt nước bị áp lực phá sập, đưa tới nước bắn tung tóe. Bốn mắt nhìn nhau dưới, thiếu nữ ánh mắt trợn to, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, rồi sau đó đỏ ửng từ cổ trực tiếp bay lên đến gò má. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có người ở chỗ này xuất hiện. To gan. Một giây kế tiếp, thiếu nữ một trưởng đã đẩy ra Diệp Thần, một đạo to lớn huyền hồ cột nước bay lên, ngăn ở thiếu nữ trước người, cô gái kia chân ngọc nhẹ một chút nước hồ, đã đến bên bờ, đem bên ngoài áo lót ngay tức thì mặc xong. Thiếu nữ trong mắt như lửa, vô tận lửa giận cháy, gần từng chữ ta làm sao chưa từng gặp qua ngươi cái này vị đệ tử, ngươi là người nào? Vì sao sẽ ở chỗ này, lại dám rình coi bổn tiểu thư tắm? Thật là không muốn sống. Thiếu nữ lúc này tràn đầy vẻ thẹn thùng, nàng lớn như vậy, lần đầu tiên để cho người như vậy khi dễ, người đàn ông này, nàng nhất định phải giết hắn lấy giải tâm đầu oán phẫn. Diệp Thần liền liền né tránh, theo bản năng trong đầu ngược lại là lại hiện ra thẳng thắn gặp nhau hình ảnh. Bất quá như đã nói qua, cô gái kia tuổi tác chừng mực, nhưng là vóc người trưởng thành ngược lại là vô cùng là hoàn hảo, thậm chí so Thủy Kính Hoa còn muốn ngạo nhân không thiếu. Thiếu nữ thấy Diệp Thần lúc này bộc lộ ra ngoài diễn cảm, trong bụng biết được, cái này người đàn ông thúi nhất định lại đang ý nghĩ kỳ quái, trong lồng ngực nổi cơn giận dữ, dưới quyền thế công càng đầm đìa. Cái này huyền hồ nước giống như là thiếu nữ này vũ khí như nhau, theo thiếu nữ ngón tay kết ấn không cùng, biến đổi bất đồng công kích hình thái. Ban đầu Diệp Thần chỉ là không muốn bại lộ mình công pháp thần thông, mà lựa chọn lần nữa né tránh. Nhưng hắn lúc này lại đột nhiên phát hiện, cái này huyền nhất môn bên trong lại có áp chế bên ngoài môn công pháp tồn tại, rất nhiều công pháp lại được hạn chế, không cách nào toàn bộ sử dụng. Diệp Thần lúc này sắc mặt vậy từ lúc ban đầu nghiền ngẫm, từ từ đổi được ngưng trọng nghiêm túc, nếu như tu vi không thể thi triển, đối mặt trước mắt sát ý này hừng hực thiếu nữ, hắn nên làm thế nào cho phải đâu. Huyền nhất môn ở toàn bộ thiên nhân vực vậy từng là vang đương đương thế lực môn phái. Lúc ban đầu lại ỷ vào huyền nhất lão tổ đã từng lấy được một cấp trên đại cơ duyên. Cũng chỉ có một nửa huyền thiên tâm kinh. Chính là trong tin đồn thượng vị thế giới thái thượng thiên nữ đã từng đã dùng qua thượng cổ thần thông, trong đó đặc thù huyền diệu nội thức vận hành pháp môn, để cho huyền nhất môn chỉ dùng thời gian trăm năm, đã ở nơi này thiên nhân vực bên trong tạo cho một khối phách tên. Mà đây huyền thiên tâm kinh, ở huyền nhất lão tổ chuyên tâm điều nghiên dưới. Hình thành huyền thiên ngũ hành tu hành pháp cùng với một bộ sát chiêu huyền thiên ngọc trường. Tránh, hừ, ta đây muốn xem ngươi còn có thể tránh tới khi nào. Để cho ngươi xem ta huyền vân tịch lợi hại. Huyền vân tịch kiều dung lúc này mang phẫn uất, nàng tu hành là huyền thiên trong ngũ hành nước, tu vi lại là ở còn thật cảnh tầng 8 thiên. Ở nơi này trong huyền hồ, nàng tựa như cùng là nước này bên trong linh, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Diệp Thần một mực né tránh. Diệp Thần lúc này cũng là có khổ khó nói, một mặt hắn tu vi và công pháp có hạn chế, mặt khác lại không thể cưỡng ép ra tay, miễn được trước thời hạn bại lộ thân phận, để cho tiểu hoàng rơi vào hiểm cảnh. Mà ở huyền vân tịch trong mắt, Diệp Thần giống như một huyền nhất môn người, thực lực bình thường, chính là càn khôn cảnh,
nhưng có một viên tà ác sắc tâm. Huyền Thiên Thủy Băng Gai. Nguyên vốn còn có chút nóng bỏng huyền hồ nước, lúc này nhiệt độ chợt giảm xuống. Nguyên bản chảy nước hồ, cơ hồ khoảnh khắc tới giữa đã kết thành mặt băng, liền liền cái này chung quanh cây cối, vậy trùm lên liền một tầng băng xương. Gai. Đóng băng trên mặt hồ, từng cục dịch thấu trong suốt nước đá phá vỡ thương khung, ngay lập tức tới giữa hướng Diệp Thần bay tới. Diệp Thần vội vàng điều chỉnh thân hình, ở nơi này ùn ùn kéo đến nước đá gai tới giữa né tránh, trong chốc lát lại ép được có chút tay chân luống cuống. Sát kiếm cơ hồ đều muốn bạo thể ra, bị Diệp Thần rất miễn cưỡng khắc chế. Mà vậy từng viên nước đá, nhưng là cuộn sạch, tựa như không biết mệt mỏi vậy, lướt qua Diệp Thần thân thể mà qua. Từng đạo nhỏ nhẹ vết máu, ở Diệp Thần trên da thịt tạo thành. Huyền Vân Tịch lúc này phương mới lộ ra lau một cái mỉm cười đắc ý, chỉ cần đem người này tiêu diệt ở chỗ này, vậy ngày hôm nay sự tình phát sinh, liền nhất định sẽ không có cái người thứ ba biết. Có thể rất nhanh, nàng diễn cảm thay đổi. Tiểu tử này vết thương, lại ngay lập tức tới giữa, lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực. Nàng sóng mắt ở giữa lạnh như băng vẻ tràn vào nồng. Sát ý sâu hơn, bàn tay bên trong ẩn chứa ra một chút huyền thiên nguồn sáng, toàn bộ huyền hồ huyền thiên khí, lại là rối rít chảy hướng nàng lòng bàn tay bên trong. Thậm chí được thành một chút thủy ý quy luật. Nguyên bản mảnh khảnh bàn tay, lúc này giống như thánh Phật vậy, độ lên một tầng thuần khiết không tì vết vầng sáng. Huyền Thiên Ngọc Trường. Huyền Vân Tịch lại là trực tiếp sử dụng huyền nhất môn lớn nhất sát chiêu Huyền Thiên Ngọc Trường. Vậy Ngọc Trường ở trong hư không dần dần phóng đại. Sau đó hướng huyền hồ trên nước Diệp Thần đánh xuống. Dễ như bỡn thái độ thế, ước chừng một chiêu này, muốn đem Diệp Thần vẫn giết tại chỗ. Rào 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 rào. Vậy bàn tay lớn đánh vào trên mặt nước, hình thành to lớn sóng lớn, ngút trời lên, cơ hồ đều muốn chạm được mái vòm. Huyền Vân Tịch trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần trước đứng địa phương, khóe miệng lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt, bỏ mặc ngươi là ai, đây chính là ngươi kết quả. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị sử dụng sát kiếm, huyền thể hóa linh thần thông thi triển thời điểm, tinh hải thần thanh âm lần nữa truyền tới. Thằng nhóc, ta bỏ ra tay, con bé này lại dám ô nhục hệ nước công pháp. Diệp Thần trong lòng vui mừng, một giây kế tiếp, hắn ánh mắt thay đổi. Đó là tinh hải thần hơi thở. Đó là nước người điều khiển hơi thở. Nguyên bản cho rằng đắc thủ Huyền Vân Tịch hiển nhiên phát hiện cái gì, vẻ đẹp của nàng một lần nữa tính được lưu viên. Bởi vì mình như vậy nhất kích dưới, Diệp Thần như cũ êm đẹp đứng tại chỗ. Thất thủ, không thể nào à. Huyền Vân Tịch cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, ở toàn bộ huyền nhất môn bên trong, nàng tu vi có thể coi là thượng đẳng, mượn huyền hồ lực lượng, còn có thể vượt cấp mà chiến. Mà lúc này nàng trong miệng con kiến hôi, lại tránh thoát nàng cái này một sát chiêu. Lúc này Diệp Thần, hai tròng mắt đông lại một cái, ngút trời hơi thở bùng nổ. Giống như trong nước thân. Vậy khí thôn núi sông tinh hải lực, đã từ hắn trong ngón tay nghiêng ra. Vậy nguyên bản vẫn là hết sức nghe lời huyền hồ, lúc này ở cái này tinh hải lực dưới tác dụng, trực tiếp thoát ly Huyền Vân Tịch nắm trong tay. Huyền hồ nước ở tinh hải lực khuấy động dưới, hình thành một chi chiến mâu, trực tiếp rơi vào Huyền Vân Tịch trên cổ. Chỉ kém một chút, Huyền Vân Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc này Huyền Vân Tịch sắc mặt sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này thuật pháp. Nàng tựa như thấy được thái chân cảnh mới có thể nắm giữ nguyên vẹn pháp thuật hệ nước thì. Điều này sao có thể? Cho tới bây giờ không có người có thể đem cái này huyền hồ nước thoát khỏi mình nắm trong tay, cho dù là ra ra mình vậy không làm được, cái này là vì nàng đặc biệt huyết mạch, có hệ nước tu hành được trời ưu đãi điều kiện. Mà lúc này, chuôi này nước gợn lưu chuyển chiến mâu đang vô cùng chính xác trôi lơ lửng ở cổ mình bên trên. Chỉ dùng một chiêu sao? Đây là cường hãn dường nào hệ nước kỹ năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Vân Tịch lúc này trong đầu đều là Diệp Thần triển hiện ra thần tích, hoàn toàn không quan tâm mình tình cảnh. Ngươi lại là ai? Diệp Thần hỏi ngược lại nói, nhìn qua, người thiếu nữ này thân phận cũng không đơn giản. Ngươi cũng không biết ta thân phận, ra ta nhưng mà huyền nhất môn lão tổ. Diệp Thần suy nghĩ, không ra mình sở liệu. Thiếu nữ này thân phận quả nhiên không đơn giản, chỉ là như thế nào mới có thể thông qua nàng thấy tiểu hoàng. Không tốt. Diệp Thần ngay tức thì phát hiện vô số tiếng bước chân đồng loạt đạp tới,
hiển nhiên là bị trước hắn cùng Huyền Vân Tịch đưa tới động tĩnh hấp dẫn tới. Lúc này cũng không phải là một cái hiện thân thời cơ tốt. Diệp Thần không để ý tới Huyền Vân Tịch, trong tay yên tĩnh giọt nước lại xuất hiện, cả người đã lần nữa lật vào trong nước. Sư tỷ, vô số huyền nhất cường giả cũng không có cưỡng ép đến gần, bọn họ đã sớm biết Huyền Vân Tịch tắm thói quen. Nếu như tùy tiện bước vào, lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ là, lớn mạnh như vậy chiến đấu hơi thở, bọn họ thật sự là lo lắng Huyền Vân Tịch gặp phải nguy hiểm. Cũng cho ta lui ra, ta bất quá là đang tu luyện. Ra dưới nước Diệp Thần ý liệu, Huyền Vân Tịch chỉ là sửa lại một chút tóc mình, sắc mặt âm trầm hô. Tiểu sư tỷ, nhưng mà chúng ta mới vừa phát hiện trận pháp dị động, còn có rất mạnh chiến đấu hơi thở hiện lên, không biết ngài. Là ta có cảm ngộ, làm một ít thuật pháp diễn luyện. Huyền Vân Tịch tùy ý làm lấy lệ trước, thậm chí còn vô tình hay hữu ý nhìn một cái đáy nước Diệp Thần. Tiểu sư tỷ, nếu như ngài thuận lợi, chúng ta thay ngài dò xét một tí. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một giây kế tiếp, huyền hồ nước phun trào. Huyền Vân Tịch lạnh như băng thanh âm vang khắp. Ngươi nói là có người có thể đủ vượt qua chấp pháp đường, xông đến ta nơi này sao? Đệ tử không dám. Vậy còn không lui xuống. Nghe ra Huyền Vân Tịch trong giọng nói tức giận, huyền nhất môn rất nhiều cường giả và đệ tử chỉ có thể giống như thủy triều vậy, từ từ tản đi. Diệp Thần cảm giác được những cường giả kia cửa rời đi sau đó, mới lần nữa trở lại hồi bên bờ. Huyền Vân Tịch đã sớm thừa dịp cái này cơ hội, đem quần áo đều mặc mang ngay ngắn, lúc này trừ tóc ngoài ra, cái khác đã sớm không nhìn ra có nước đọng. Thời khắc này Huyền Vân Tịch đang ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Thần, tựa như trước hoang đường một màn cho tới bây giờ không có phát sinh qua như nhau. Diệp Thần cũng là hồ nghi nhìn về phía Huyền Vân Tịch, trong chốc lát cũng không biết cô gái này muốn làm cái gì. Hắn cũng không cho rằng, mình thấy hết đối phương thân thể, thì phải ỷ lại vào mình. Huyền Vân Tịch thiên phú và địa vị, định trước ánh mắt sẽ cực kỳ cao. Huyền Vân Tịch lúc này gặp Diệp Thần tới đây, lộ ra một đạo nụ cười, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là ai? Ngươi mới vừa thi triển hệ nước công pháp là cái gì? Ừ. Diệp Thần tạm thời tới giữa lại bị nàng hỏi lừa, sau đó mới rõ ràng, cô gái này nguyên lai là một và Chu Uyên vậy võ si. Mới vừa tinh hải thần vậy dễ như bỡn một màn, một chiêu phá vỡ nàng nhất đại sát chiêu, hiển nhiên đối với nàng đả kích rất lớn. Huyền Vân Tịch gặp Diệp Thần không nói lời nào, hơi đến gần Diệp Thần, khá là kích động nói, mới vừa, ta cảm nhận được vậy huyền hồ nước bên trong, hàm chứa một chút càng thuần túy hệ nước lực. Ngươi có thể nói cho ta đó là cái gì sao? Huyền Vân Tịch lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong mới vừa vậy một đạo hệ nước chiến mâu trong công kích. Ngón tay thay đổi, huyền hồ nước đã lần nữa hình thành mới vừa lạc thái hư ngưng tụ chiến mâu dáng vẻ. Chỉ là tựa như mà không có giống. Ngươi là chuyên tu hệ nước võ học sao? Diệp Thần nhìn nàng cái này hứng thú ngẩng cao dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Mặc dù ở lòng hắn bên trong sớm đã có câu trả lời. Đúng vậy, ta huyết mạch đặc thù, Gia Gia nói ta là hoang thủy linh mạch, cuộc đời này chỉ có thể tu hành hệ nước công pháp. Huyền Vân Tịch ánh mắt hết sức chân thành, đơn thuần mà thẳng trắng. Diệp Thần trong bụng động một cái này huyền nhất môn lão tổ cháu gái, lại là một đơn thuần như vậy người tu hành. Xem ra huyền nhất môn đóng đời không ra, để cho môn hạ đệ tử cũng càng là đơn thuần. Diệp Thần con người đông lại một cái, hơi suy tính, như thế nào mới có thể hướng nàng hỏi thăm tiểu hoàng tung tích. Thấy Diệp Thần trên mặt quấn quýt mâu thuẫn vẻ, Huyền Vân Tịch lấy làm cho này là môn phái bí mật không thể lộ ra ngoài, vội vàng lại bổ sung, nếu như ngài nguyện ý dạy ta này cùng võ đạo thần thông, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Diệp Thần cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, thế gian âm hiểm xảo trá người quá nhiều, hắn đã rất lâu không gặp qua như thế người đơn thuần. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, một khi mình thu cái tiện nghi này học trò, vậy khoảng cách tìm được tiểu hoàng, há chẳng phải là càng gần một bước. Diệp Thần mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng sắc mặt vẫn như cũ là duy trì rửng rưng, tựa như không thèm để ý chút nào vậy, nhàn nhạt nói, người thành tựu huyền nhất môn thiếu chủ, muốn bái ta làm sư phụ. Ta tự nhiên muốn bái sư, Gia Gia nghiên cứu huyền thiên tâm kinh, tạo thành huyền thiên ngũ hành tu hành pháp. Nhưng ở hệ nước võ đạo công pháp điều nghiên bên trong, hắn bây giờ không có tinh lực. Huyền Vân Tịch giải thích nói, tựa như rất sợ Diệp Thần không tin như nhau, lại nhanh chóng tăng thêm nói.
nếu như ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ, dạy ta đây càng là cường hãn công pháp, ta nhất định sẽ không tiết lộ cho Huyền Nhất Môn liên quan tới ngươi tung tích, ta có thể lập được thiên đạo lời thề. Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, được, nếu ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Có cái tiện nghi này học trò hộ thân, Diệp Thần cảm giác được mình ít nhất có tự do ra vào Huyền Nhất Môn giấy thông hành. Sư phụ, ngài có thể cùng ta nói, trước cái này chiến mâu bên trong ẩn chứa lực lượng là cái gì không? Huyền Vân Tịch lập tức vui vẻ ra mặt, truy đuổi ở Diệp Thần sau lưng hỏi. Tinh hải lực. Diệp Thần lộ ra một bộ cao thâm khó lường nụ cười, ngươi lại thật tốt suy tính một tí mới vừa rồi vi sư xuất thủ võ đạo ý vật, xem có thu hoạch hay không. Huyền Vân Tịch gật đầu liên tục, thức hải bên trong, mới vừa một màn đã lần nữa tái diễn. Vậy tràn đầy tinh hải lực chiến mâu một lần lại một lần từ trong tay đối phương rời tay ra, mơ hồ chạm được nàng cổ. Tinh hải lực, tinh hải lực. Diệp Thần nhìn Huyền Vân Tịch một bộ mê mệt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi được cảm khái nói, không thua bất kỳ cô gái nào tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, lại là một và Chu Uyên giống vậy võ si. Sư phụ, ta biết, tinh hải lực là hội tụ ánh sao lực sấm sét oai, hơn nữa lúc thi triển, ngưng tụ huyền hồ bên trong ở lực lượng. Huyền Vân Tịch mừng rỡ nhìn Diệp Thần, chỉ là cái này chốc lát ngay tức thì, nàng đã lĩnh ngộ vào sâu như vậy. Nàng ngược lại là rất tốt, ở hệ nước võ đạo bên trong rất có thiên phú, đáng tiếc, không có một cái tốt sư phụ. Nếu như ta không có bị kẹt, ta ngược lại nguyện ý thu nàng làm đồ đệ. Lạc Thái Hư mà nói, nhưng là trực tiếp rơi vào Diệp Thần trong tai, cô gái này đối với nước thật sự là có được trời ưu đãi thiên phú. Diệp Thần trong lòng biết Lạc Thái Hư từ trước đến giờ cao ngạo hết sức lông bông, lúc này Huyền Vân Tịch có thể có được hắn như vậy đánh giá, đã là khá vô cùng. Ừ, không tệ. Diệp Thần bày ra một bộ cao nhân hình dáng, người có thể đơn độc ấp úng cái này mơ hồ lực lượng, cảm thụ ta vận dụng vậy đạo tinh hải quy luật, tỉ mỉ thưởng thức cái này hệ nước liên thông phương pháp. Huyền Vân Tịch gật đầu liên tục, mặt mũi treo đầy mừng rỡ, nếu như nàng lúc này diễn cảm rơi vào Huyền Nhất Môn người trong mắt. Nhất định sẽ thán phục lúc đầu say mê công pháp băng sơn người đẹp cũng sẽ có như vậy nụ cười sáng lạng. Sư phụ, không còn sớm, ta mang ngài hồi cung điện nghỉ ngơi. Huyền Vân Tịch lúc này nhún nhường nói, mang Diệp Thần đi mình Huyền Tịch điện đi tới. Diệp Thần một đường quan sát tỉ mỉ trước hoàn cảnh, đem quanh có khúc khuỷu đường mòn toàn bộ nhớ trong lòng. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này bôi đen âm thầm thân hình. Đang xa xa đi theo Diệp Thần và Huyền Vân Tịch sau lưng. Huyền Tịch điện. Sư phụ, ngài ngồi trước, ta phân phó người cho ngài pha trà. Diệp Thần nhưng là không thèm để ý chút nào khoát tay một cái, tiểu hoàng tung tích không rõ, lúc này hắn nào có cái gì tâm tình thưởng thức trà. Đột nhiên, dị biến nổi lên, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Đây là Huyền Tịch điện, người chờ dám xông vào. Cung điện bên ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Huyền Vân Tịch nhướng mày một cái, ngày hôm nay thật đúng là mọi chuyện không thuận, lúc này còn có người nào, dám ở mình bàn ngang ngược. Các ngươi chấp pháp đường thật đúng là thật là lớn mặt mũi, thiếu chủ cung điện lại cũng dám xông vào. Chúng ta chấp pháp đường, là vì bảo vệ Huyền Nhất Môn an toàn, nhận được mật báo, có người len lén lẻn vào Huyền Nhất Môn, phải điều tra kỹ. Vậy là ngươi nói thiếu chủ cố ý chứa chấp sao? Thuộc hạ không dám. Chấp pháp đường cũng là vì bảo vệ an toàn của thiếu chủ. Huyền Vân Tịch thị nữ cùng chấp pháp đường đệ tử đang lải nhải không ngừng cãi vã. Huyền Vân Tịch có chút ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thần, mới vừa nàng vẫn còn cho Diệp Thần nói nàng là cả Huyền Nhất Môn tôn quý nhất người, lúc này cái này chấp pháp đường rõ ràng chỉ muốn đánh mặt nàng vậy. Mặt nàng trên hiện ra tức giận, nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Chấp pháp đường muốn xông vào ta Huyền Tịch điện. Không giận tự uy thanh âm. Mang phái nữ đặc biệt ôn hòa. Chấp pháp đường đệ tử vội vàng cúi đầu, không dám có từng tia bất kính. Ta ngày hôm nay ngược lại là muốn xem, là ai nếu không phải là vào ta Huyền Tịch điện. Huyền Vân Tịch nói mặc dù nhẹ nhàng, bàn tay tới giữa đã lưu chuyển ra huyền thiên nguồn sáng ánh sáng nhạt, quy luật lực quanh quẩn trong đó. Hơi thở nổi lên đến mức tận cùng. Mà giờ khắc này, huỳnh huỳnh quang trạch, đang chậm rãi tung hướng chấp pháp đường đệ tử trên mình. Uy hiếp trắng trợn. Cảm nhận được Huyền Vân Tịch uy thế, đám người ngay tức thì hơi biến sắc mặt. Tiểu sư tỷ, chúng ta lập tức rời đi. Chấp pháp đường đệ tử vậy vô cùng sẽ gặp gió chiều nào theo chiều đó,
thấy Huyền Vân Tịch lúc này muốn hạ sát chiêu, vội vàng ảo não rời đi. Bọn họ không chỉ không dám đắc tội Huyền Vân Tịch, lại không dám đắc tội Huyền Vân Tịch sau lưng Huyền Nhất Môn lão tổ à. Nếu như lão tổ cơn giận, bọn họ cũng đừng hòng sống đi ra Huyền Nhất Môn. Mà giờ khắc này, vậy nguyên bản lén lén lút lút đi theo Diệp Thần và Huyền Vân Tịch người phía sau hình, lúc này đã xuất hiện ở Huyền Thiên Trưởng Môn bên trong cung điện, một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn. Hắn do dự mấy giây mở miệng nói, phụ thân đại nhân, người nó tuyệt không phải ta Huyền Nhất Môn đệ tử, hắn cùng Vân Tịch cùng nhau, hơn nữa cũng là nắm trong tay hệ nước công pháp võ giả, rất có thể là muốn tước đoạt Vân Tịch huyết mạch. À, Vân Trảm, người xác định sao? Chấp pháp đường người giữ cửa, có thể cũng không dị thường. Huyền Nhất Trưởng Môn cũng là mới vừa trở lại cung điện không lâu, trước hắn thay Huyền Nhất lão tổ hộ pháp, không nghĩ tới thất lợi, lão tổ còn tổn thất một quả hồ lô bạch ngọc, tâm tình lúc này tránh đại là khó chịu. Phụ thân ta xác định, Vân Tịch thân phận tôn quý, là ta Huyền Nhất Môn thiếu chủ, lại là rất nhiều đệ tử trong mắt tiểu sư tỷ, nhất định không thể bị người ngoài mơ ước. Huyền Vân Trảm trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị, hắn vốn là trưởng môn chi tử, nhưng cái này Huyền Nhất Môn thiếu chủ chỗ ngồi nhưng phải rơi vào Huyền Vân Tịch trên đầu, hết thảy các thứ này, bất quá là dựa vào gia gia nàng là Huyền Nhất lão tổ thôi. Hắn thiên phú và võ đạo, lại lúc nào bại bởi Huyền Vân Tịch qua. Lần này, Huyền Vân Tịch tự mình thả người ngoài nhập đạo cửa, coi như không thể bắt lại nàng thiếu chủ vị, cũng phải để cho nàng hết một lớp ra. Trắng trợn ghen tị cơ hồ để cho Huyền Vân Trảm mất lý trí, những năm gần đây, Huyền Vân Tịch quang vòng quá mạnh mẽ, để cho ngày khác ngày hàng đêm không thở nổi. Đã như vậy, ta đi liền xem. Huyền Nhất Môn lánh đời nhiều năm, không cho phép bất kỳ không sạch sẽ người ngoài bước vào. Nếu như sự thật, đây cũng là đối với Huyền Nhất Môn ô nhục. Huyền Nhất Trưởng Môn phất tay áo đi, ngón tay bắt pháp quyết, đã để cho người kêu chấp pháp đường trưởng lão cùng đi. Mấy hơi thở tới giữa, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Huyền Vân Tịch đền chỗ. Mà Huyền Vân Tịch hiển nhiên vậy cảm giác được cái gì, khẽ cau mày, một giây kế tiếp, cũng không nói nhảm, hướng một phương hướng đi. Trưởng môn bá phụ, ngài làm sao đột nhiên tới? Huyền Vân Tịch đi nhanh xuất cung điện, nàng thần sắc có chút bối rối, dẫu sao Diệp Thần thân phận kết quả là cái gì, nàng cũng không biết hết hiểu, nhưng lúc này bảo vệ Diệp Thần là nàng nhất định phải làm sự việc. Huyền Nhất Trưởng Môn nhìn trước mặt Huyền Vân Tịch, khẽ mỉm cười, Vân Tịch à, đoạn thời gian này, công pháp có hay không tiến bộ à? Hắn giả vờ hỏi thăm, dưới chân bước chân nhưng càng đi càng nhanh, bên người chấp pháp đường trưởng lão cũng là cùng ở trái và phải. Huyền Vân Tịch đưa tay muốn ngăn trở, lại bị Huyền Nhất Trưởng Môn nhẹ nhàng lấy tay vừa đỡ, vô tận uy áp phun trào, ngay tức thì nửa người đã tiến vào cung điện bên trong. Mà giờ khắc này Diệp Thần, hiển nhiên bị đám người phát hiện. Phải biết, Huyền Vân Tịch cung điện có thể rất ít có người đàn ông có thể tùy tiện bước vào. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần trên mình không có một chút Huyền Nhất Môn hơi thở. Tất nhiên là người ngoài. Huyền Nhất Môn làm sao có thể có càn khôn cảnh? Tiểu tử, ngươi là ai? Chấp pháp đường trưởng lão ngay tức thì cảnh giác nói, thanh niên trước mắt, hắn nhưng mà chưa bao giờ gặp qua. Diệp Thần ngược lại thì lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, khí định thần nhàn nói. Ta là Vân Tịch bằng hữu. Huyền Nhất Trưởng Môn trực tiếp vượt qua Diệp Thần, ngồi vào trên chủ vị, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần, hắn nhìn cái này lãnh đạm nam tử, ngược lại là hiếu kỳ nói. Ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Thần nhìn xem Huyền Nhất Trưởng Môn, hắn trên người có một chút tiểu hoàng hơi thở, thần sắc ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, tiểu hoàng trước là cùng hắn chung một chỗ, vậy hiện tại, tiểu hoàng vận dụng một kích mạnh nhất sau này, hiện tại như thế nào? Ta từ Huyền Hồ tới. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói. Hắn cũng không muốn cho đối phương giải thích mình tiến vào mục đích, chỉ có thể cho Huyền Vân Tịch nháy mắt ra dấu. Huyền Vân Tịch lúc này cũng có chút bể đầu sứt chán, nàng cũng không biết Diệp Thần là ai, từ đâu tới đi nơi nào, thậm chí liền Diệp Thần tên chữ nàng cũng không biết. Hồi lâu sau này Huyền Vân Tịch rốt cuộc nghĩ ra đối sách, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trưởng môn sư bá, hắn là ta mang vào Huyền Nhất Môn. Một giây kế tiếp, bầu không khí ngay tức thì ngưng trọng. Vân Tịch, nghỉ ẩu tả. Huyền Nhất Trưởng Môn ngay tức thì sắc mặt tái xanh, có chút không vui nhìn về phía Huyền Vân Tịch, con bé này đã thời gian rất dài không có rời đi Huyền Nhất Sơn Mạch. Thật là bị tu hành làm trễ nãi, liền nói láo đều sẽ không.
Chấp pháp đường trưởng lão bước ra một bước, đối với hắn mà nói, người ngoài xông vào huyền nhất môn, hắn phải gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Len lén lẻn vào ta huyền nhất môn muốn làm gì? Vẫn là nói người đối với ta huyền nhất môn thiếu chủ có gì ý đồ? Chấp pháp đường trưởng lão Nghĩa nói xong, vậy nhìn về phía Diệp Thần con mắt thật giống như giết hắn vậy. Diệp Thần cũng không muốn cùng huyền nhất môn nổi lên va chạm, chỉ có thể trả lời nói ta. Ta cũng là tu tập hệ nước công pháp, có một chút và Vân Tịch không sai biệt lắm huyết mạch, nhiều năm trước cùng Vân Tịch quen biết, lúc này tùy tiện viếng thăm, bất quá là muốn cùng nàng cùng thăm dò mới điều nghiên đi ra ngoài hệ nước công pháp thôi. Liền nói bừa. Huyền nhất trưởng môn trợn mắt nhìn, ta huyền nhất môn đạo pháp siêu nhiên, còn cần học tập ngươi vậy bất nhập lưu công pháp. Chấp pháp đường trưởng lão vậy nhanh chóng truy đuổi nói, ngươi nhất định là rất lưu luyến thiếu chủ của ta huyết mạch. Lúc này mới len lén lẻn vào. Huyền Vân Tịch nghe được vậy hai người một hơi một cái rất lưu luyến, mưu đồ, không khỏi phải nghĩ dậy trước trong nước một màn, vẻ đỏ ửng ngay tức thì đóng đầy toàn bộ gò má. Trưởng môn, thằng nhóc này cự không giao đại, mời ngài đem hắn đánh chết, bảo toàn ta huyền nhất môn an toàn. Chấp pháp đường trưởng lão biết rõ Huyền Vân Tịch ở bảo vệ Diệp Thần, lúc này lại đã cùng Huyền Vân Trảm kết thành đồng minh, hoàn toàn không định cho Diệp Thần lưu lại đường sống. Trưởng môn sư bá, tuyệt đối không thể, hắn chuyến này quả thật cùng ta tham khảo võ đạo, ở sự giúp đỡ của hắn dưới, ta nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Huyền Vân Tịch khẩn trương nói, trừ phi lão tổ tại chỗ, nếu không, nàng hoàn toàn không làm gì được huyền nhất trưởng môn. Trưởng môn, người này chắc hẳn đã nắm giữ tự do ra vào ta huyền nhất môn phương pháp, tuyệt đối không thể giữ lại hắn gieo họa huyền nhất môn. Nếu không, huyền nhất môn sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngay lập tức tới giữa, huyền nhất trưởng môn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm bất ngờ là quy luật thần khí. Quanh thân lại là quấn vòng quanh xích diễm lưu chuyển kim ô ánh sáng. Hắn thân là trưởng môn, người ngoài tùy tiện bước vào, hắn tự nhiên muốn lấy thân làm mẫu mực. Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, huyền nhất trưởng môn tu hành bất ngờ chính là hỏa đạo quy luật, nước lửa không tương thích, ở hắn nhũng dáng dấp tu hành đạo pháp bên trong. Huyền Vân Tịch nước đá thuật, ngây thơ giống như đứa nhỏ. Trưởng môn sư bá dừng tay, Huyền Vân Tịch lớn tiếng la lên, lại không thể ảnh hưởng vậy một chuôi kim ô xích kiếm. Kim ô gào thét thanh âm vang khắp hư không, thanh cự kiếm kia đã hướng Diệp Thần đi, kinh khủng quy luật vần quanh. Chỉ là huyền nhất trưởng môn cũng không có đem Diệp Thần coi ra gì, một chiêu này sử dụng, cũng không có sử dụng toàn lực, phản ngược lại là cho Diệp Thần thừa cơ lợi dụng. Diệp Thần không do dự nữa, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đúng cái bóng người lắc một cái chuyển, người đã tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi vòng qua huyền nhất trưởng môn sau lưng. Thần sắc nhàn nhạt, làm sao có thể. Nhất kích rơi vào khoảng không, thậm chí còn để cho Diệp Thần bơi đi tới sau lưng mình, huyền nhất trưởng môn nguyên bản liền mưa rầm răng đầy trên mặt, tất cả đều là tức giận. Bàn tay quy luật ý ngay tức thì tràn ngập. Toàn bộ cung điện lúc này đã giống như một phiến biển lửa. Nóng bỏng hơi thở từ dưới chân truyền tới, vậy vỡ dọn ra ngọn lửa, cơ hồ muốn chạm được Diệp Thần gò má. Thái chân cảnh siêu cường uy áp vậy hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần thần sắc lại nữa lãnh đạm, mà là ngưng trọng. Nếu là thật không tránh được đánh một trận, hắn thả bị thương, cũng phải tìm được tiểu hoàng tung tích. Nhưng mà, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Một giọng già nua vang lên, vô số thủy liên nở rộ, đem vậy vô biên vô tận biển lửa, nháy mắt dây chôn vùi. Cần gì phải như vậy tức giận? Hư không run run, một cái ông lão bóng người như ẩn như hiện. Mà đám người khi thấy thân ảnh này, diễn cảm ngay tức thì thay đổi. Rất nhiều đệ tử lại là đồng loạt quỳ xuống. Lão tổ, ngài làm sao tới? Huyền nhất trưởng môn gặp lão tổ hiện thân, một chiêu tới giữa cũng đã phá vỡ mình lửa hình thái. Liền có chút thấp thỏm nhìn trước mắt ông già, cũng lén lút len lén đưa một cái ánh mắt cho chấp pháp đường trưởng lão. Chấp pháp đường trưởng lão ngay tức thì rõ ràng, vội vàng quỳ xuống chắp tay nói, lão tổ, thằng nhóc này lại mình đột phá huyền nhất môn hộ tông đại trận, len lén lẻn vào thiếu chủ trong điện, hơn nữa hắn tự thân cũng là tu tập hệ nước công pháp, chúng ta lo lắng hắn muốn phải chiếm đoạt thiếu chủ huyết mạch, vì bảo vệ toàn bộ huyền nhất môn an toàn, phòng ngừa ra vào pháp môn để cho hắn người biết được. Ta đề nghị tru diệt người này. Lão tổ nghiêng đầu nhìn một cái Huyền Vân Tịch, ánh mắt có chút phức tạp, ngay vừa mới rồi,
Huyền Vân Tịch truyền tin cho hắn, bất quá nàng báo cáo cái này phiên bản cùng chấp pháp đường báo cáo cho mình phiên bản hoàn toàn không cùng. Con bé này, lại gây chuyện. Mà giờ khắc này, Huyền Vân Tịch nhưng là một mặt thản nhiên nhìn về phía Huyền Nhất Lão Tổ. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại Gia Gia, hy vọng Gia Gia xem ở phần của nàng trên cứu Diệp Thần. Huyền Nhất Lão Tổ nhất thế con cái duyên cạn, đối với cái này độc lưu lại cháu gái, lại là yêu thích có thừa. Nhận được truyền tin, thời gian đầu tiên liền an trí Tiểu Hoàng, càng nhưng không được kiểm tra mình cắn trả thương thế, liền trực tiếp đạp không tới. Ừ, những thứ này ta đều biết, Huyền Nhất Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía chấp pháp đường trưởng lão. Gần đây cái này chấp pháp đường, quả thật hẳn phải thật tốt chỉnh đốn một chút, nếu không cái gì con mèo, con chó, cũng có thể đến cháu gái ta trong cung điện làm mưa làm gió. Thuộc hạ không dám. Trưởng lão kia diễn cảm ngay tức thì biến đổi, không chút do dự nào lại là tựa đầu lô đập vào liền trên mặt đất. Hắn biết lão tổ đối với Huyền Vân Tịch vô cùng cưng chiều, lại không nghĩ rằng ở liên quan đến Huyền Nhất môn an nguy lúc đó, vậy sẽ như vậy à? Huyền Nhất lão tổ hiển nhiên xem thấu đám người suy nghĩ trong lòng, ống tay áo vung lên, vậy lãnh đạm lại cổ xưa thanh âm vang lên lần nữa. Thực không dám giấu giếm, thằng nhóc này là ta mang về, ta niệm nhiều năm như vậy. Không người có thể dạy Vân Tịch chân chính công pháp, liền tìm tới đây người. Hơn nữa ở trước đây không lâu, tạm thời giao cho Vân Tịch. Nếu như các người chấp pháp đường có nghi nghĩa, không bằng đem ta cũng cùng nhau chấp pháp đi. Huyền Nhất lão tổ nói không có thuyết minh, nhưng Huyền Nhất trưởng môn nhưng là nghe rõ ràng, trên mặt như vậy vẻ hiện ra hết. Mặc dù trưởng môn trong lòng còn có hoài nghi, có thể lão tổ cũng nói như thế, hắn còn có thể nói gì? Các ngươi lượng. Cùng ta đi. Huyền Nhất lão tổ chẳng muốn lại ở chỗ này ở lâu, liền một bước bước ra. Diệp Thần và Huyền Vân Tịch nhìn nhau, chỉ có thể cùng Huyền Nhất lão tổ cùng trở lại Huyền Minh Động bên trong. Ngay tại Diệp Thần bước vào Huyền Minh Động lúc đó, Diệp Thần sắc mặt kịch biến. Tiểu Hoàng hơi thở mà lại ở nơi này vô cùng là mãnh liệt. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, xem ra chính là cái này Huyền Nhất lão tổ đem Tiểu Hoàng giấu địa phương. Nhưng mà trở lại Huyền Minh Động bên trong lão tổ, lúc này sắc mặt xanh mét, một mặt bất thiện nhìn về phía Huyền Vân Tịch. Vân Tịch, người cùng Gia Gia nói thật, cái này càn khôn cảnh tiểu tử rốt cuộc là ai? Huyền Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, vừa nhìn về phía lão tổ, tâm tình khá là quấn quýt, nếu như nàng nói thật, Gia Gia tất nhiên sẽ không mặc cho nàng nhận người ngoài vi sư. Nếu như không nói thật, Gia Gia ở nơi này Huyền Nhất môn bên trong cơ hồ pháp lực thông trời. Vạn nhất ra cái gì sơ suất, Diệp Thần chỉ dựa vào tu tập công pháp căn bản không cách nào thoát thân. Vân Tịch, nếu như ngươi dám lừa gạt cùng ta, hoặc là thật giống như chấp pháp đường trưởng lão nói. Vậy tiểu tử kia sẽ trực tiếp hình thần câu diệt. Huyền Nhất lão tổ giữ tợn thái độ hiện ra hết, hoàn toàn không có ngày xưa đối đãi Huyền Vân Tịch mặt mũi hiền lành. Huyền Vân Tịch thấy vậy, trong bụng đưa ngang một cái, trong tròng mắt sương mù manh manh, lại là một bộ huyễn nhiên muốn khóc hình dáng. Gia Gia, ta tính tình ngài là biết, tuyệt đối không biết làm có hại Huyền Nhất môn chuyện, chấp pháp đường trưởng lão mấy năm gần đây làm việc càng phát ra phách lối ngang ngược, bao nhiêu lần đều không cầm cháu gái coi ra gì. Huyền Nhất lão tổ thấy nàng bộ dáng này, cũng không tốt lại bản chứ gương mặt, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn là nhìn về phía Diệp Thần, hỏi. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Huyền Vân Tịch ngay tức thì nghĩ tới Huyền Hồ hai người thẳng thắn gặp nhau hình ảnh. Trên mặt nàng treo lên một chút thẹn thùng, khẽ cắn răng, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Huyền Nhất lão tổ, Gia Gia, ta cũng không giấu giếm nữa, hắn nhưng thật ra là ta trung ý người. Lời vừa nói ra, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Thậm chí, Huyền Nhất lão tổ cũng thẫn thờ chốc lát, hắn nhưng mà đối với Vân Tịch vô cùng rõ ràng. Vân Tịch từ trước đến giờ là đắm chìm ở công pháp võ đạo bên trong, lúc nào nghe nàng nói tới con cái tình trường. Lại tại sao có thể có cơ hội? Hắn ngay tức thì nghĩ đến Huyền Vân Tịch vẫn ở chỗ cũ lừa dối mình. Vân Tịch, người nghỉ muốn gạt ta. Lão tổ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt lúc này lần nữa đổi được tràn ngập sát ý đứng lên, thằng nhóc này chính là càn khôn cảnh, nơi nào xứng với nàng cháu gái. Gia Gia, hắn đối với cháu gái thật sự là cực tốt, cũng là bởi vì là hồi lâu không gặp, mới mạo hiểm vào đến thăm cháu gái. Diệp Thần xem Huyền Vân Tịch như vậy chân thiết hình dáng, đều có chút hoài nghi Huyền Vân Tịch nếu như đặt ở Hoa Hạ,
có phải hay không có thể cầm Oscar ảnh hậu. Nếu Huyền Vân Tịch lời đã nói đến nơi này, vậy hắn cũng chỉ có thể lộ ra một bộ tình chân ý thiết dáng vẻ. Mình cái tiện nghi này đồ nhi thật đúng là thời thời khắc khắc vì mình lo nghĩ, liền tự hủy danh thiết sự việc đều tin miệng về tới. Huyền Nhất lão tổ nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, tốt. Tốt, tốt, hai người các ngươi liên hiệp nói láo, thật lấy là ta không phát hiện được. Huyền Thiên Huyền Pháp, truy đuổi nguyên tố tích. Bất kể như thế nào, Huyền Nhất lão tổ vẫn là không muốn tướng hai người lời nói. Cái này quanh năm suốt tháng tính toán đã sớm để cho hắn dưỡng thành hoài nghi thói quen, cho dù là mình cháu gái cũng không thể tin hết. Huyền Vân Tịch nghe được thuật pháp ngâm sướng, trong lòng tràn đầy hàn lạnh, Gia Gia nhất định sẽ phát hiện mình to gan lừa gạt hắn, đến lúc đó, mình cái này mới bái sư phụ, lại đem làm như thế nào. Diệp Thần ngược lại là không chút nào lo lắng, thời khắc này hắn nếu đã phán đoán rõ ràng tiểu hoàng vị trí, coi như là bại lộ thân phận, cưỡng ép đột phá những ràng buộc, hắn cũng phải đem tiểu hoàng mang ra khỏi Huyền Nhất môn. Ngay lập tức, Huyền Nhất lão tổ xuyên thấu qua thuật pháp xuyên triển trọng tố, lần nữa hồi thả hai người huyền hồ cảnh tượng. Nhưng hình ảnh còn chưa hoàn toàn hiển lộ, Huyền Nhất lão tổ chính là phát hiện hai người ở huyền hồ tắm. Lại là thẳng thắn gặp nhau. Trong phút chốc, hình ảnh bị Huyền Nhất lão tổ đánh tan. Hắn cũng không muốn xem nhiều hình ảnh này một mắt. Đây chính là mình cháu gái à. Huyền Vân Tịch bị buộc lần nữa nhớ lại nàng hận không được quên mất trăm ngàn lần cảnh tượng, lúc này đã thẹn thùng được mặt đỏ tới mang tai, hận không được lập tức tìm một cái kẽ hở chui vào. Diệp Thần nhưng là thản nhiên vô cùng ngồi ở chỗ đó, một bộ sự việc đã phát sinh, mình cùng Huyền Vân Tịch yêu thật lòng diễn cảm. Huyền Nhất lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới sự việc ra hắn ý liệu, cái này hai người đã tiến triển đến này làm ruộng bước. Thôi, nếu ngươi nguyện ý, vậy thì để cho hắn ở lại đây đi. Huyền Nhất môn bên kia, ta đi nói. Huyền Nhất lão tổ không biết làm sao nói. Huyền Vân Tịch lúc này khó mà che giấu màu sắc ở giữa mừng rỡ, chỉ cần có Gia Gia gật đầu đồng ý, vậy những cái kia chấp pháp đường người còn ai dám nói một cái chữ không? Nàng tin tưởng, lấy thiên phú của nàng, nhất định có thể lấy nhanh nhất tốc độ nắm giữ Diệp Thần thi triển võ đạo, cùng với vậy mờ mịt không chừng tinh hải lực. Ngay tại lúc này, chỗ sâu lại truyền đến một đạo nhàn nhạt linh thú tiếng. Ừ, thanh âm gì? Huyền Vân Tịch hiển nhiên cũng là nghe được, đột nhiên nói, huyệt động kia chỗ sâu, tựa hồ là có cái gì linh thú phát ra ô ô vang động. Diệp Thần cơ hồ thời gian đầu tiên cũng đã xác nhận, là tiểu hoàng. Huyền Nhất lão tổ nhưng thong thả khoát tay một cái, không sao, trước đây không lâu ở hằng cổ vực lấy được một kiện kỳ thú, có chút không nghe lời, ta đi xem. Các ngươi hai người trước lưu ở chỗ này. Huyền Vân Tịch nhìn Gia Gia rời đi hình bóng, lộ ra một chút thèm thuồng diễn cảm, nàng còn không có linh thú, cũng không biết lần này Gia Gia bắt kỳ thú là cái gì phẩm cấp. Ngươi muốn đi xem. Diệp Thần tựa hồ là nhìn thấu nàng tâm tư, thấp giọng hỏi nói. Ừ, ta còn không có linh thú, nếu như Gia Gia cái này thích hợp ta, ta nhất định cầu hắn đưa cho ta. Sư phụ, nếu không chúng ta đi xem. Huyền Vân Tịch mời nói. Diệp Thần diễn cảm cổ quái, hiếu kỳ nói, Gia Gia ngươi là thái chân cảnh cường giả, hắn để cho hai người chúng ta lưu ở chỗ này, ngươi như thế nào đi xem. Huyền Vân Tịch lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, một giây kế tiếp, trong tay xuất hiện một cái phù văn cổ xưa hạt châu, nàng giơ giơ lên trong tay hạt châu, mở miệng nói, vật này là Gia Gia năm đó sinh nhật đưa cho ta, có thể che đậy thân hình một đoạn thời gian, coi như thái chân cảnh cũng không cách nào phát hiện. Sư phụ! Người cùng ta tới. Diệp Thần. Hắn gặp qua bẫy cha, vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Vân Tịch như thế cái hố ra. Bất quá chuyện này quan hệ đến tiểu hoàng, Diệp Thần tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh liền biến mất tại vô hình, nếu như cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện, hai đạo dấu chân đang từ từ hướng chỗ sâu đến gần. Cùng lúc đó, chỗ sâu. Thời khắc này tiểu hoàng hơi thở yếu ớt co rúm ở vậy một khối trên thạch đài. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, hiển nhiên đã cảm giác được Diệp Thần hơi thở, đang vùng vẫy phát ra nghẹn ngào thanh âm. Huyền Nhất lão tổ đã tới cái này huyền minh động chỗ sâu. Tiểu hoàng hai con người ác mộng dị mâu vẻ, yếu ớt cơ hồ không thể phát hiện. A, muốn đến lúc này, chính là nó thời điểm suy yếu nhất. Huyền Nhất lão tổ trong lòng đại hỉ, trước vậy hai con người ác mộng cắn trả lực, để cho hắn tổn thất trí bảo hồ lô bạch ngọc,
để cho hắn đối với hai con ngươi ác mộng tâm tồn kiêng kỵ. Sau một kích, tiểu hoàng hiển nhiên cũng là nỏ hết đà, trong cơ thể hai con ngươi ác mộng lực mất sức, lại cũng không cách nào vận chuyển. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Dữ tợn cười âm hiểm vẻ dạo dực ở Huyền Nhất lão tổ trên mặt, hắn đã không nhìn được tưởng tượng, nếu như hắn cắn nuốt hai con ngươi ác mộng lực lượng, thậm chí có thể cao hơn một tầng lầu, thậm chí có tư cách bước lên truyền thuyết kia ở giữa thái thượng thế giới. Đó là cái gì? Huyền Vân Tịch thận trọng ra dấu vậy trên thạch đài linh thú, nhìn qua cũng không có chỗ gì đặc biệt. Diệp Thần giả vờ lắc đầu, mặc dù hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là Tiểu Hoàng. Lúc này Tiểu Hoàng bị đặt ở trên thạch đài, tầng tầng lớp lớp trận pháp đem nó bao trùm trong đó, vậy ngũ huyền chất pháp dưới, Tiểu Hoàng đôi mắt ngậm vẻ tức giận và yếu ớt, tựa hồ bị trận pháp này đè nén hết sức thống khổ. Ồ! Huyền Vân Tịch thấy vậy phương đại trận, khá có chút bất ngờ diễn cảm, vậy linh thú nhìn qua cũng không phải là đặc biệt lợi hại dáng vẻ, lại để cho ra ra vận dụng cái này cùng cường hãn trận pháp thần thông. Trận pháp này có chỗ đặc thù. Diệp Thần nhìn ra Huyền Vân Tịch nghi ngờ, làm động tác tay truyền thanh hỏi đạo. Huyền Vân Tịch đang muốn trả lời, nhưng thấy Huyền Nhất lão tổ con ngươi đông lại một cái, ánh mắt đi bọn họ phương hướng bắn tới, vội vàng kéo Diệp Thần đường cũ trở về. Hai người lần nữa trở lại Huyền Minh động trước động sau đó, Huyền Vân Tịch mới lại nhẹ giọng giải thích. Trận pháp kia là chúng ta Huyền Nhất môn chí cao trận pháp, có thể so với Hộ Sơn đại trận. Chính là năm phương ngũ hành đại trận. Bị nhốt vậy một cái nhỏ linh thú, tuyệt đối không có thoát thân phương pháp. Mà người ngoài nếu như cưỡng ép đánh vỡ, trận kia bên trong người, khẳng định cũng sẽ ở phá trận trước đạo tiêu người diệt. Huyền Vân Tịch mà nói, ngược lại là ngăn cản Diệp Thần tiến công ý tưởng. Tiểu Hoàng quá mức yếu ớt, chỉ có thể dùng trí. Hơn nữa, thêm gì nữa? Diệp Thần cũng không nhìn ra cái khác đầu mối, lúc này nghe Huyền Vân Tịch nói một chút, trong bụng suy đoán. Cái này lão tổ nhất định còn có chuẩn bị chiêu. Mới vừa rồi ngươi thấy vậy phương thạch đài chưa? Huyền Vân Tịch quả thật cố ý bán một cái thắt hút. Diệp Thần gật đầu, ở hắn xem ra, vậy thạch đài cũng không có chỗ gì đặc biệt. Năm đó ra ra ta ngẫu nhiên được Thái Thượng Thiên Nữ vật, Huyền Thiên Tâm Kinh, vậy phương thạch đài, chính là năm đó vậy nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh gửi chỗ. Dưới sự kinh hãi, Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nhìn qua gập ghềnh không bằng phẳng thạch đài, lại là thái thượng thế giới thần vật. Huyền Vân Tịch lộ ra một bộ thiếu nữ vẻ mặt, hiếu kỳ nói, cũng không biết vậy linh thú là cái gì phẩm cấp, lại bị ra ra như vậy coi trọng. Lời còn chưa nói hết, Huyền Nhất lão tổ liền thần sắc vội vã trở lại trước người hai người, mở miệng nói, tốt lắm, Vân Tịch ngươi lại mang hắn trở về đi thôi. Còn dư lại sự việc, ta từ sẽ cùng chấp pháp đường nói. Đuổi Diệp Thần và Huyền Vân Tịch rời đi. Còn chưa cùng hai người đáp lời, đã xoay người lần nữa trở lại Huyền Minh động chỗ sâu. Ra ra. Huyền Vân Tịch cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo Diệp Thần rời đi, bên kéo vừa nói, sư phụ, trở về sau đó, ngài lại truyền thụ ta tinh hải lực tu luyện pháp môn. Diệp Thần lúc này nào có cái gì tâm tư nói tinh hải lực sự việc, xem vậy lão tổ hình dáng, nghiễm nhiên chính là sẽ đối Tiểu Hoàng ra tay. Hắn tuyệt không cho phép Tiểu Hoàng xảy ra chuyện. Chân thực không được, liền cháy Huyền Yêu tinh máu, vồ một lần. Hình ảnh quay về, Huyền Minh động chỗ sâu. Thiên có ngũ hành, đất có năm phương, huyền thiên hỗn độn, bao la vạn vật. Hàng tỷ thần ma, đều là cành lá, âm dương chu thiên, tế thế ý định. Cổ xưa lại thanh âm tang thương không ngừng vang lên. Cái này năm phương ngũ huyền chất pháp, bao la vạn vật, lại có tiên thiên hậu thiên nói một chút, tiên thiên trận pháp tự thành một nơi thế giới nhỏ. Điểm đến âm dương ngũ hành, hết thảy đều là ở chủ trận người trong nhất niệm. Vô số chu thiên tinh thần thần quang ở nơi này trong Huyền Minh động rơi xuống, tất cả loại huyền quang quy luật gia trì, hàm chứa thiên địa chí lý, diễn sanh ra vô hạn ý định giết người. Huyền Nhất lão tổ bàn tay, ở một phe này trận pháp huyền quang dưới, khuấy động hư không, vậy lũ lũ tinh thần thần quang, giống như từng viên sao rơi vậy, nện ở Tiểu Hoàng thân thể bên trên. Rồi sau đó, tinh thần thần quang hóa thân một món nhàn nhạt sáng bóng, từ Tiểu Hoàng trong thất khiếu chui vào. Ở nơi này huyền quang nướng bên trong Tiểu Hoàng, mặt mũi nhíu chặt, trên mình tựa như cùng lọt vào đạo hỏa hình thành núi lửa như nhau, quanh thân linh tức kinh mạch, ở nơi này năm phương ngũ huyền chất pháp nghiền ép dưới, dần dần thành bốc hơi tướng, tạo thành từng hạt tròn sáng chói đỏ xanh châu, từ Tiểu Hoàng trên mình nổi lên.
Huyền Nhất lão tổ trong lòng đại hỉ, cái này ngưng kết ra đỏ xanh châu, bất ngờ chính là hai con người ác mộng tinh khiết nhất huyết mạch à. Một giây kế tiếp, Huyền Nhất lão tổ ngồi xếp bằng, miệng liền mở ra, đã đem viên kia viên sáng chói đỏ xanh châu, toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Rất nhanh, Huyền Nhất lão tổ sợi tóc thật cao dơ lên, từ phát đuôi bắt đầu, lại lưu chuyển ra từng tia đỏ xanh khí. Năm phương ngũ hành tiên thiên trận pháp dưới, vốn là tinh thần ngay tức thì bọc lại Huyền Nhất lão tổ quanh thân, lũ lũ thuộc về hai con người ác mộng đỏ xanh sáng bóng quấn quanh lên. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Tiểu hoàng hai tròng mắt đột nhiên mở ra, ấn đường chỗ lại là xuất hiện một đạo cổ xưa đường vân. Trong phút chốc, nó thân hình đột nhiên biến hóa, giờ khắc này, tiểu hoàng hai tròng mắt tựa như tràn đầy cơn giận đốt trời. Thậm chí ánh mắt bên trong không có bất kỳ cảm tình, chỉ có vậy đủ để nuốt phá thiên địa sát ý. Hơi thở thậm chí vượt qua thái chân cảnh. Rất hiển nhiên, đây là thuộc về tiểu hoàng bảo vệ tánh mạng thuật pháp. Vào giờ khắc này bộc phát. Một đôi móng to đột nhiên chuyển hướng Huyền Nhất lão tổ. Đầu lâu to lớn đã thật cao ngẩng đầu, miệng to như chậu máu cái hiện, đầu lưỡi đã hướng Huyền Nhất lão tổ cuộn sạch đi. Khổng lồ trận pháp, cuối cùng dẫn động tiểu hoàng huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Hai con người ác mộng bị dự là thái cổ di trùng, có vô cùng rộng lớn lực lượng, một khi khôi phục thái cổ lúc huyết mạch trạng thái, giơ móng tới giữa, thì có nghiền ép sơn hà lực, thậm chí quá chân pháp thì cũng có thể bể tan tành. Năm đó luân hồi chi chủ bên người hai con người ác mộng cũng không có nhiều uy lực này. Lúc này tiểu hoàng, đã sớm đảo qua trước vậy chán nản thái độ. Giống như đao thương kiếm kích giống vậy răng, hung hãn hướng Huyền Nhất lão tổ gặm ăn đi. Huyền Nhất lão tổ lúc này mặc dù sợ hãi tiểu hoàng đột nhiên bùng nổ, nhưng cũng biết rõ nơi này có năm phương ngũ huyền chất pháp tướng giúp, đối phương bị quy luật lực hạn chế, thực lực tất nhiên bị áp chế. Hơn nữa hắn mới vừa cắn nuốt một chút đỏ xanh nguyên khí, lúc này lại là tham lam liếm môi một cái, xem thấu tiểu hoàng xương sườn mềm vậy giữ tợn cười. Ngươi thực lực, có tổn, liền ngoan ngoãn trở thành bản lão tổ thức ăn đi. Huyền Nhất lão tổ chợt quát một tiếng, trong mắt đột nhiên sắc bén, trên mình nổ lên một chùm oành thánh màu trắng lửa cháy mạnh, vô tận quy luật quấn quanh thân. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh bên trong, hắn thần hồn không ngừng thiêu đốt, tản mát ra khí thế bàng bạc. Hắn lại là không tiếc bất cứ giá nào, muốn cưỡng ép chiếm đoạt tiểu hoàng. Tiểu hoàng giống như núi cao vậy đứng vững vàng, trên mình yêu khí ngất trời. Đốt ta tinh hồn, táng diệt sinh linh. Huyền Nhất lão tổ phát ra cổ xưa thanh âm, hai tay bắt pháp quyết, sôi trào ra thánh màu trắng ấn quyết. Ung ung, thần hồn cháy, ngọn lửa nóng rực. Toàn bộ huyền minh động chỗ sâu bộc phát ra một cái xương trắng hừng hực không gian. Huyền Nhất lão tổ trên mình tản mát ra cực hạn hủy diệt ý, phá sát ý, thậm chí còn có lớn tai nạn hơi thở, cực kỳ kinh khủng, chấn động nhân tâm. Mà tiểu hoàng lúc này lại là lấy một cái càng can đảm thế công, hoàn toàn không để ý vậy bản thể thần hồn công kích, xuyên qua tầng tầng ngọn lửa cháy mạnh công kích, trực tiếp cắn Huyền Nhất lão tổ cổ. Nhanh mạnh vô cùng hút. Huyền Nhất lão tổ hừ lạnh một tiếng, mới vừa muốn ra tay, nhưng hắn con ngươi lại đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, hắn phát hiện mình đan điền lại vào giờ khắc này bị quỷ dị phong ấn. Hắn thậm chí dưới mắt không có cách nào tránh thoát. Lại là cảm giác được sinh cơ của mình đang không ngừng trôi qua. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, hắn biết, trong truyền thuyết hai con người ác mộng xa xa không có đơn giản như vậy. Dần dần, vậy Huyền Nhất lão tổ thân thể, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Máu tươi hết sức, sinh linh chốt. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Huyền Nhất môn chỉ còn lại chấp pháp đường đệ tử khắp nơi hộ vệ. Huyền tịch điện yên lặng không tiếng động, nhưng là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một đạo lãnh đạm bóng người. Thân ảnh này, dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần trong tay yên tĩnh giọt nước xuất hiện, tung người một cái lần nữa bay vào vậy huyền hồ lưu bên trong, mục tiêu chỉ, chính là Huyền Minh Động. Mà giờ khắc này, Diệp Thần hiển nhiên không biết tiểu hoàng bản thể bởi vì cắn trả như vậy khổng lồ lực lượng. Cùng tự thân đột phá lực lượng đụng vào nhau dưới, lần nữa đã bất tỉnh. Mà Huyền Nhất lão tổ lúc này, máu tươi mất hết, chỉ còn lại một bộ khô héo hài cốt. Một đời thái chân cảnh cường giả làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả như thế này. Diệp Thần một đường cẩn thận, tiến vào Huyền Minh Động sau đó, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Vậy nguyên bản cường hãn lão tổ hơi thở, lúc này lại vô căn cứ biến mất.
Năm phương ngũ huyền chất pháp tiên thiên trận pháp đã bị phá, nhưng hậu thiên trận pháp nhưng ở vậy thạch đài phò hộ dưới, cùng toàn bộ huyền nhất sơn mạch nối liền, cùng sơn xuyên con sông kết hợp với nhau, diễn sinh ra lúc này khốn trận. Diệp thần ở yên tĩnh giọt nước dưới sự che chở, mắt thấy tiểu hoàng như cũ co giúp ở vậy phương trên thạch đài. Hắn dài dài thở phào một cái, đường đường thái cổ di chủng hai con ngươi ác mộng, há sẽ là huyền nhất môn có thể chấm mút, coi như là thiên điện điện chủ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể cùng khỏe hẳn lúc tiểu hoàng đánh một trận. Rất nhanh, Diệp thần liền cảm thấy không đúng. Hắn tùy thời chuẩn bị cháy huyền yêu tinh máu ra tay. Nhưng huyền nhất lão tổ nhưng cuối cùng không có xuất hiện. Đột nhiên, hắn con người phóng đại. Vậy hài cốt là, huyền nhất lão tổ. Điều này sao có thể? Thoáng qua tới giữa, Diệp thần tiêu hóa trước mắt sự việc, nhưng là lộ ra lau một cái quỷ dị mỉm cười. Cái này huyền nhất môn xem ra là khí số hết, lão tổ đều đã thành tiểu hoàng thức ăn. Đây cũng là lột vỏ sau tiểu hoàng chỗ kinh khủng. Chỉ là lúc này tiểu hoàng cắn nuốt vậy lão tổ uy năng, cần nhất định thời gian tiêu hóa hấp thu. Tuyệt đối không nghĩ tới, huyền nhất lão tổ lại cho tiểu hoàng làm đồ cưới. Diệp thần vừa mới chuẩn bị mang đi tiểu hoàng, một giây kế tiếp, đại trận đột nhiên chấn động. Nếu tiểu hoàng không ngại, Diệp thần cũng không gấp tại tạm thời giúp tiểu hoàng thoát khốn, thoáng qua tới giữa, liền biến mất ở tại chỗ. Mà giờ khắc này, huyền nhất tông đường bên trong, nguyên bản cung phụng mấy vạn năm lão tổ ngọc bài, chẳng biết lúc nào lại đánh mất sáng bóng. Đang quét tông đường huyền nhất môn đệ tử nhận ra được khác thường, khi thấy rõ vậy xảy ra chuyện ngọc bài, diễn cảm biến. Một giây kế tiếp, liền lăn một vòng hướng một phương hướng đi. Bài ở người ở đây, quang diệt người mất. Nhưng mà, đây chính là huyền nhất lão tổ à, đã sống vô tận 5 tháng. Tu Vi đạt tới thái chân cảnh trung kỳ huyền nhất lão tổ. Huyền nhất trưởng môn nghe được đệ tử bẩm báo, hiển nhiên vậy cả kinh thất sắc, một bước đạp nứt ra hư không thẳng để trong huyền minh động. Chỉ gặp vậy bị lão tổ chuẩn mực chân bảo, lúc này mép lông tơ còn mơ hồ dính vết máu, đang không coi ai ra gì ngủ say tại đại trận dưới. Bên người vậy một bộ hài cốt, bất ngờ chính là huyền nhất lão tổ. Lão tổ, thanh âm bi thống, từ huyền nhất trưởng môn trong miệng phát ra, tê tâm liệt phế tiếng kêu, ở toàn bộ huyền nhất môn bên trong vang vọng. Đây không phải là cái gì chân bảo, căn bản là tà vật à. Hủy ta huyền nhất môn tà vật à. Ta huyền nhất môn nhiều năm như vậy lánh đời không ra, chính là vì đến khi có một ngày thiên đạo biến mất sau đó, quật khởi ra. Nhưng hiện tại, thiên đạo bắt đầu biến mất, nhưng là lão tổ chết. Nên làm cái gì? Huyền nhất trưởng môn trong chốc lát, tâm tính đại loạn. Không có lão tổ che chở, bọn họ huyền nhất môn, thiên đạo biến mất sau đó, chẳng phải mặc cho thiên nhân vực bên trong cái khác phái đừng cầm nặn. Hắn sắc mặt xanh mét nhìn một cái tiểu hoàng, có cái này năm phương ngũ hành đại trận trông chừng, nó trong chốc lát vậy xông phá không đến, lúc này trước hết xử lý môn phái bên trong sự vật. Trong phút chốc, toàn bộ huyền minh động bộc phát ra một đạo thông thiên sáng chói chói lọi. Nửa đêm giống như ban ngày vậy. Huyền nhất môn sáng lập sau đó. Chỉ có 3 lần xuất hiện cái loại này dị tượng. Nhưng mỗi một lần, bên trong tông môn đều là đại sự. Huyền Vân Tịch hiển nhiên cũng là cảm giác được cái gì, có chút nghi hoặc nhìn về phía huyền minh động phương hướng, chẳng lẽ là Gia Gia gặp nguy hiểm. Rất nhanh, nàng bóng người liền tại chỗ biến mất. Diệp thần nghiêng dựa vào ở một bên phương tháp bên trên, cũng không có đi theo huyền Vân Tịch đi huyền minh động. Mà là chậm rãi đứng dậy, hướng huyền nhất trưởng môn phương hướng đi. Hắn muốn đi tìm một chút có hay không năm phương ngũ huyền chất phương pháp phá giải. Cùng lúc đó, trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Trưởng môn, không cần cuống cuồng, lúc này càng cần hơn bình tĩnh. Huyền môn trưởng lão vây ở trưởng môn bên người, mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Làm sao có thể không gấp, lão tổ giống như ta huyền nhất môn định hải thần châm, lúc này chết, ta huyền nhất môn kẻ thù truyền kiếp như thế nào né tránh. Huyền nhất môn ỷ vào huyền nhất lão tổ, mỗi lần xuất thế đều là long trời lở đất oai, kinh niên mệt mỏi tháng kẻ thù truyền kiếp không biết có nhiều ít. Trưởng môn, kẻ thù truyền kiếp tạm thời không sao, lúc này còn không bại lộ, huống chi ta huyền nhất môn đóng cửa nhiều năm như vậy, bọn họ trong chốc lát không sẽ nhận được tin tức, hôm nay trọng yếu nhất chính là như thế nào xử lý vậy tà vật. Huyền nhất trưởng môn mắt lộ ra hung quang, nguyên vốn cho là đây là một chàng đại cơ duyên. Không nghĩ tới lại là đại kiếp khó khăn.
phải vĩnh cửu hủy diệt nó. Đúng. Không thể lại giữ lại nó gieo họa chúng ta Huyền Nhất Môn. Thời khắc này Diệp Thần, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, hai tròng mắt đóng chặt, hồn thể đổi thành. Hồn lực và thần niệm lực đạt tới trình độ cao nhất. Huyền Nhất Lão Tổ chết, Huyền Nhất Môn trận pháp lại là suy yếu mấy phần. Hơn nửa giờ phút này Huyền Nhất Môn đại loạn, Diệp Thần tự nhiên ở trạng thái cực hạn hạ, có thể cảm giác chung quanh hết thảy. Mà đại điện thanh âm lại là truyền đến hắn trong tai. Diệp Thần lãnh đạm gương mặt xuất hiện một đạo nụ cười, các ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là đối với tiểu hoàng ra tay. Trong đại điện Huyền Nhất trưởng môn tự nhiên không biết Diệp Thần đang ở trên bầu trời cao, hắn giờ phút này tâm loạn đến trình độ cao nhất, hắn xuôi tay đi mấy bước, phảng phất là hạ định to lớn quyết tâm, dùng Huyền Nhất diệt thần trận. À, trận này, tất cả trưởng lão trên mặt liền hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên cái này Huyền Nhất diệt thần trận không giống vật thường. Trưởng môn, trận này cần đệ tử hiến tế, uy năng siêu nhiên không thể lường được, xin trưởng môn nghĩ lại à. Huyền Nhất trưởng môn sắc mặt nặng nề, đây là quan hệ đến toàn bộ Huyền Nhất môn tồn vong, nếu như không ở chỗ này lúc đem tiểu xúc sinh kia hoàn toàn hủy diệt, đến khi nó tu vi trả lời, lại có lão tổ tu vi gia trì, toàn bộ Huyền Nhất môn cũng trở vẫn thân ở này. Truyền thụ ta trưởng môn làm. Một đạo to lớn ngọc giản vô căn cứ ra. Lập tức phong tỏa sơn môn, trong vòng trăm năm không thể tự tiện ra vào. Huyền Nhất lão tổ vẫn thân, số Huyền Nhất môn người hiến tế hầu hạ. Theo tiếng nói rơi xuống, ngọc giản kia bên trong tạo thành chữ to, trực tiếp rơi vào toàn bộ Huyền Nhất sơn mạch bên trong, mỗi cái Huyền Nhất môn người đều ở đây cùng trong chốc lát, thấy cái này trưởng môn làm. Lão tổ vẫn thân. Lúc nào, làm sao sẽ, là ai có thể tổn thương lão tổ? Toàn bộ Huyền Nhất môn bên trong, lúc này lòng người bàng hoàng, trên mặt mỗi người cũng cất giấu khẩn trương bất an, tựa như cái kế tiếp vẫn người chính là mình vậy. Trưởng môn. Bố trí Huyền Nhất diệt thần trận cần rất chuẩn bị nhiều, vậy đoạn thời gian này, vậy tà vật nên. Tất cả trưởng lão đã đến trong Huyền Minh động nhìn rồi, nhưng là không người dám đụng chạm cái này làm cho lão tổ cũng rơi xuống tiểu hoàng. Dù là nó đang một bộ người vô hại ngủ say hình dáng, vậy làm cho không người nào so sợ hãi nó đỏ xanh sáng bóng dưới uy lực còn lại. Nguyên bổn chính là nó đột phá lúc thời điểm suy yếu nhất, lúc này lại cưỡng ép cắn nuốt lão tổ. Trước mắt năm phương ngũ hiền chất pháp đủ vây khốn nó, chỉ là chúng ta cũng phải tăng nhanh chuẩn bị, nhất định không thể kéo đến nó khôi phục thực lực. Muốn đem vậy Huyền Nhất diệt thần trận phát huy đến trình độ cao nhất, phải vận dụng Thái Thượng Thiên Nữ lưu tồn nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh nguyên bản, mượn vậy vô thượng cấp trên uy năng, tới tiêu diệt nó nguyên thần. Huyền Nhất trưởng môn gật đầu, lúc này hắn đã sớm nghĩ đến, cho dù là hao tổn vậy nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh, vậy không thể bỏ qua nó. Thái Thượng Thiên Nữ. Chẳng lẽ đây cũng là đời trước luân hồi chi chủ bố trí? Trên bầu trời Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trong lòng mơ hồ lo lắng, nếu như là có Thái Thượng Thiên Nữ nhân quả, vậy tiểu hoàng tình cảnh, không quá lạc quan. Mà giờ khắc này Huyền Vân Tịch đang ngồi ở Huyền Tịch điện cửa, sắc mặt tịch mịch đau thương. Gia Gia coi như là nàng duy nhất người thân, mặc dù có chút thời điểm đối với nàng nghiêm nghị, nhưng nàng chưa bao giờ trách Gia Gia. Mà giờ khắc này, Gia Gia lại có thể bỏ mình. Nàng chưa từng nghĩ qua, Thái Chân Cảnh cường giả lại sẽ chết như vậy đột nhiên. Thậm chí nàng vào giờ phút này đều cảm giác là một giấc mộng. Diệp Thần hiển nhiên chú ý tới Huyền Vân Tịch, thấy nàng bộ dáng này, mặc dù Huyền Nhất lão tổ tội đại ác vô cùng, nhưng hắn cái này cháu gái nhưng là vô tội. Không do dự nữa, Diệp Thần biến mất ở trên bầu trời, đi tới Huyền Vân Tịch bên người. Nén bi thương thuận đổi. Diệp Thần thật sự là không tìm ra cái gì khác lý do để an ủi nàng, dẫu sao lão kia tổ là bởi vì là tham niệm của mình mà chết. Ta lấy là Gia Gia hội trưởng dài thật lâu phụng bồi ta. Lại không nghĩ rằng Gia Gia liền đi như vậy. Có trưởng lão nói với ta một ít thứ, sư phụ, ta thật là nhớ trở thành cái đó hiến tế người. Nhưng là ta không dám. Ta như vậy có phải là rất vô dụng hay không? Huyền Vân Tịch đau thương vừa nói. Nàng say mê tu vi, cho tới bây giờ không có ở Gia Gia trước người tẫn hiếu. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, ta vốn cũng không là các ngươi Huyền Nhất môn người, lần này hiến tế không bằng liền do ta tới. Cũng coi là Gia Gia ngươi làm sao cùng sự việc. Huyền Vân Tịch hơi nước tràn ngập trong mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần,
nàng chân thực không rõ ràng sư phụ tại sao đột nhiên muốn là ra ra mình hiến tế. Cái này sẽ chết à? Mấu chốt sư phụ mới đến huyền nhất môn bao lâu, vì sao sẽ sanh ra loại ý nghĩ này? Nàng thậm chí cảm thấy Diệp Thần nói đùa. Nhưng mà, Diệp Thần ánh mắt nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Ngươi huyền nhất môn gặp kiếp này, mà ta lại vào lúc này vào ngươi huyền nhất môn, muốn đến hết thảy đều là nhân quả. Hơn nữa, ta nhưng mà huyền nhất lão tổ công nhận cháu rể, do ta tới, chẳng phải hợp tình hợp lý. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Huyền Vân Tịch, lúc này mặt nàng trên không có một chút bị Diệp Thần đùa giỡn ảnh hưởng, ánh mắt rất phức tạp, vượt ra khỏi nàng cái tuổi này nên có trầm ổn. Sư phụ, ngươi thật xác định, ngươi không phải ở ngu ngốc, vẫn là ngươi lấy là hiến tế là trò đùa, ngươi lấy là ngươi có thể sống sót. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hiến tế bất quá là nghi thức, vạn nhất ta thật có thể sống sót đâu. Một ngày sau, đang. Rên rỉ tiếng chuông vang khắp toàn bộ huyền nhất môn. Huyền Vân Tịch mặc làm trường bào màu trắng, đứng ở nơi này huyền nhất đạo tràng phía trước nhất. Diệp Thần chính là đứng ở nàng bên người, giống nhau một bộ huyền nhất môn đệ tử lối ăn mặc. Cách đó không xa Huyền Vân Trảm nhìn về phía cái này hai người lúc đó, nhưng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Nhiều năm như vậy hắn bị Huyền Vân Tịch khắp nơi áp chế, lão tổ vẫn thân, toàn bộ huyền nhất môn tôn quý nhất chính là hắn cha. Hắn cũng muốn xem lúc này Huyền Vân Tịch chĩa vào thiếu chủ và tiểu sư tỷ danh tiếng, nên như thế nào tự xử. Minh lễ. Đám người huyền nhất môn người đều là ngâm sướng vãng sinh trận pháp. Vân Tịch, ngươi là lão tổ duy nhất cháu gái, do ngươi tới chọn cái này hiến tế người đi. Huyền nhất trưởng môn nói nặng trịch nói, trong giọng nói tràn đầy đối với lão tổ tưởng nhớ, một bộ hiền hòa diện mạo nhìn về phía Huyền Vân Tịch. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử diễn cảm khó khăn xem đến mức tận cùng. Thậm chí hận không được đem đầu thấp tới đất trên, sợ bị Huyền Vân Tịch chọn. Nhưng mà, Diệp Thần lại không cùng Huyền Vân Tịch nói chuyện, dẫn đầu mở miệng trước, nhân quả duyên định, ta nếu là lão tổ mang tới huyền nhất môn, đang do ta tới hiến tế. Nhiều lần suy nghĩ sau đó, Diệp Thần cảm thấy đây là duy nhất một danh tránh ngôn thuận thấy tiểu hoàng cơ hội, hơn nữa, do hắn tới hiến tế, cũng có thể tránh thương tổn tới tiểu hoàng. Này có thể nói một mũi tên hạ hai chim. Ngươi muốn hiến tế. Huyền nhất trưởng môn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Diệp Thần sẽ vào lúc này đứng ra, lúc này cũng là vô cùng là chấn kinh. Cái này lão tổ không biết từ nơi nào mang về người tuổi trẻ, lại cùng lão tổ có thâm hậu như vậy tình nghĩa sao? Ta tự nguyện hiến tế. Diệp Thần gật đầu một cái, lãnh đạm trên gương mặt đều là ý đang lời nói thản nhiên cùng dứt khoát. Cách đó không xa Huyền Vân Trảm nghe được câu này. Mặt vui vẻ, hắn vốn đang lo lắng, cái này không biết lai lịch nhỏ người, là lão tổ tìm tới bảo vệ Huyền Vân Tịch. Hiện tại, hắn muốn chủ động hiến tế, thật là cực tốt. Ngươi, Huyền Vân Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thần, nàng trước còn lấy vi sư phó là đùa giỡn, chỉ là vì chọc cười nàng vui vẻ. Nhưng là lúc này, trước mặt nhiều người như vậy, một khi nhận lời, liền không cách nào đổi ý. Được, nếu ngươi có phần này hiếu tâm. Vậy thì do ngươi hiến tế. Huyền nhất trưởng môn thở dài nói, nhìn về phía Huyền Vân Tịch lúc đó, đã treo lên vẻ lo âu, Vân Tịch, ngươi lại yên tâm, lão tổ vẫn thân, ngươi vẫn là ta huyền nhất môn tôn quý nhất người. Huyền Vân Tịch tâm tư đơn thuần, tự nhiên không có phát hiện trong lời này khác biệt. Diệp Thần nhưng tỉnh dụi nhíu mày mau, người trưởng môn này hiển nhiên là bao giấu hòa tim, huyền nhất lão tổ vừa mới chết, Huyền Vân Tịch cái này huyền nhất thiếu chủ danh tiếng. Cũng đã bị lấy xuống, xem ra sau này Huyền Vân Tịch địa vị đã là tràn ngập nguy cơ. Cảm ơn tạ trưởng môn sư bá, Vân Tịch thân thể khó chịu, đi trước cáo từ. Lão tổ vẫn thân, Diệp Thần chủ động hiến tế, để cho Huyền Vân Tịch bây giờ không có tâm tư cùng bọn hắn lá mặt lá trái, chỉ muốn rời đi đất thị phi này. Huyền Vân Trảm tiến tới Huyền Nhất trước mặt trưởng môn, khẽ mỉm cười, không có lão tổ những ràng buộc, phụ thân liền trở thành chân chính trưởng môn, vậy mình. Tương lai có thể không phải là danh chánh ngôn thuận thiếu chủ. Phụ thân, huyền nhất lão tổ vẫn thân, ngài liền là cả huyền nhất môn duy nhất có thể cậy vào tồn tại, sau này lớn nhỏ công việc cũng không đều là ngài định đoạt. Huyền nhất trưởng môn trên mặt toát ra một chút không dễ phát giác mỉm cười, trong miệng nhưng trách mắng, nghỉ được nói bậy bạ. Hắn lúc này đã sớm từ lão tổ vẫn diệt lo lắng sợ hãi bên trong chậm tách ra tới đây. Dần dần vậy ý thức được lúc này cục diện này lại đối với mình còn rất có chỗ ích lợi,
Nhiều năm như vậy, mặc dù hắn thân là huyền nhất trưởng môn, nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, cũng là muốn đi qua huyền nhất lão tổ gật đầu, mình bất quá là một bề ngoài gọn gàng con rối thôi. Phụ thân, ta có phải hay không nói bậy bạ, ngài trong lòng rõ ràng. Ừ, trưởng môn trầm ngâm một tiếng, đáng tiếc lão tổ vẫn thân quá mức đột nhiên, theo ta biết, lão tổ mới có thể có ngày hôm nay nhưng mà không hề thiếu nghịch thiên cơ duyên, có thể hắn nắm giữ pháp bảo thần thông cũng không ở huyền minh động bên trong. Đó là lão tổ đem công pháp này truyền thừa len lén giấu đi. Huyền Vân Trảm nói, phụ thân tu vi cũng là thái chân cảnh, giờ khắc này ở toàn bộ huyền nhất môn đã là người thứ nhất, nhưng cùng huyền nhất lão tổ như nhau, vẫn còn là kém một đoạn lớn, nếu như có thể có được lão tổ truyền thừa, vậy phụ thân nhất định cao hơn một tầng lầu. Huyền nhất trưởng môn lắc đầu, ta thăm dò qua huyền minh động, cũng không có phát hiện chút nào. Vậy chẳng lẽ là, Huyền Vân Trảm ánh mắt rơi ở mới vừa rời đi Huyền Vân Tịch trên mình, cái này lão tổ duy nhất người thân, có khả năng có được liền lão tổ huynh lực truyền thừa. Nếu như truyền thừa và chân bảo ở Huyền Vân Tịch thân lên, vậy. Lau một cái nụ cười âm hiểm hiện lên ở Huyền Vân Trảm trên mặt. Ngươi lại bí mật tra hỏi. Huyền nhất trưởng môn làm một cái tay đao động tác tay, lúc cần thiết, có thể chọn lựa một ít thủ đoạn nhỏ. Huyền Vân Trảm sau khi nghe xong, trong lòng đại hỉ, xem ra phụ thân là đồng ý mình ý tưởng, Huyền Vân Tịch hiển nhiên phách lối không được bao lâu. Huyền Vân Trảm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, phụ thân, vậy huyền nhất diệt thần trận bố trí ở nơi nào, ở huyền minh động sao? Huyền nhất trưởng môn lắc đầu một cái, ánh mắt ngưng trọng, huyền nhất diệt thần trận, cần cực đoan thời gian điều kiện đạt tới chuẩn bị, ta nghĩ cặn kẽ sau đó quyết định đem đại trận bố trí đến phong ấn địa cung bên trong. Huyền Vân Trảm ngẩn ra, phong ấn địa cung. Huyền nhất trưởng môn cũng không muốn nói nhảm, mở miệng nói, tốt lắm, không cần nhiều lời. Ngươi chỉ phải làm cho tốt chuyện ngươi là được, ta cũng nên bố trí trận pháp. Sau đó, bởi vì tiểu hoàng hút lão tổ uy lực còn lại còn ở, để cho các trưởng lão cũng không dám trực tiếp đụng chạm tiểu hoàng. Cuối cùng chỉ có thể ở huyền nhất trưởng môn suy nghĩ sau đó, tập hợp rất nhiều trưởng lão lực, phù không đem tiểu hoàng từ trong huyền minh động rời ra, giam cầm đến huyền nhất môn lòng đất phong ấn địa cung bên trong. Sắc trời dần sáng, dâng lên bong bóng cá trắng hư không. Cũng không giống ngày xưa quang đãng. Vân Tịch Điện. Huyền Vân Tịch rất sớm ngay tại Diệp Thần bên người, thẳng đến lúc này, mặc dù trong lòng như cũ bi thương, nhưng là nghĩ đến mình mới sư phụ lập tức phải hiến tế, vẫn là có chút không thôi, nàng thật sự là không muốn để cho Diệp Thần tới hiến tế. Sư phụ, hôm nay chính là cực dương vô cùng ngày, người bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. Ta chưa bao giờ đổi ý, ngược lại là ngươi, mọi chuyện chú ý. Diệp Thần lắc đầu, chỉ là nhìn về phía Huyền Vân Tịch thời điểm, đối với cái này đơn thuần cô gái nhỏ toát ra một chút đồng tình, có thể phải không được bao lâu, vậy đạo mạo nghiêm trang huyền nhất trưởng môn thì phải đối với nàng ra tay. Đến giờ, hiến tế đệ tử đem sẽ trước thời hạn bị đưa vào phong ấn trong địa cung. Chấp pháp đường trưởng lão đã mang đệ tử đem Diệp Thần vây quanh, tựa như sợ Diệp Thần chạy trốn vậy. Diệp Thần khóe miệng vuốt một nụ cười nhàn nhạt. Còn không quên đối với Huyền Vân Tịch lộ ra một người mỉm cười, hai tay chắp sau lưng đi vào phong ấn địa cung bên trong. Rắc rắc. Diệp Thần tiến vào địa cung trong nháy mắt, vậy địa cung cửa đã ầm ầm đóng cửa. Huyền Vân Tịch tim nghe được cái này một tiếng đóng cửa vang lớn, lại có chút cảm giác hít thở không thông. Nàng biết, sau ngày hôm nay, có thể sẽ không còn được gặp lại sư phó. Mấy ngày nay, nàng đeo sao biển lực cảm ngộ rất nhiều. Diệp Thần lại là không chán kỳ phiền dạy dỗ, ở nàng nhìn lại, đây là Diệp Thần đang bố trí hậu sự. Nhưng là nàng bỏ mặc nghĩ như thế nào, cũng muốn không rõ ràng sư phụ vì sao phải bị chết. Thật chẳng lẽ là cái gọi là nhân quả? Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết Huyền Vân Tịch suy nghĩ, ở cửa lớn đóng nháy mắt, hắn định từ hướng nội bên ngoài đẩy ra cửa điện, lại bị một chút thiên địa quy luật lực văng ra. Dù là Diệp Thần huyền thể hóa linh thần thông và hồn thể đổi thành. Đổi thành là vô biên cự lực, cũng không có chút nào tác dụng. Diệp Thần trong tay luân hồi hơi thở cái hiện, tạo thành to lớn uy năng, thúc đẩy ở toàn bộ cửa cung điện bên trên. Như cũ không nhúc nhích tí nào. Thâm hậu như vậy thiên địa quy luật lực, để cho Diệp Thần cảm giác được vẻ ngưng trọng, khổng lồ như vậy thiên địa quy luật, cho dù là thái chân cảnh, vậy thì không cách nào mở. Diệp Thần đối mặt cung điện này cửa, hiện tại thân ở bị động cục diện, chỉ có thể ưu tiên tìm tiểu hoàng. Lại nghĩ biện pháp phá vòng vây ra.
phong ấn trong địa cung, tiểu hoàng co rúm ở trên mặt đất lạnh như băng. Tiểu hoàng! Diệp thần mau đi mấy bước, trực tiếp đi tới tiểu hoàng trước mặt. Hắn đưa tay ra, nhất thời cảm giác được tiểu hoàng thân thể nóng bỏng, mặt mũi bên trong đỏ xanh hai màu sáng bóng không ngừng thay nhau, trong cơ thể quy luật lực khắp nơi lén lút, lại là đến lập tức lằn danh đột phá. Diệp thần sắc mặt nặng nề, trong cơ thể bát quái thiên đan thuật thi triển ra, phát hiện tiểu hoàng lúc này tựa như cùng là hai loại tu vi va chạm kịch liệt trước, nhưng vậy hình thành một loại kỳ quái thăng bằng, thậm chí còn đang không ngừng đẩy tới hai con ngươi ác mộng tiến hóa. Chân chính hai con ngươi ác mộng, sắp ra đời. Một bộ khác phân chẳng lẽ là huyền nhất lão tổ tu vi và lực lượng. Nếu thật sự là như thế, vậy tiểu hoàng sau khi đột phá tất nhiên siêu tuyệt hết thảy. Quá tốt! Diệp thần thở dài nói, tiểu hoàng nhiều lần trắc trở, cuối cùng là thành công hoàn thành hai con ngươi ác mộng tiến hóa, muốn đến đây đối với toàn bộ luân hồi chi chủ bày ván cờ, cũng có cực lớn giúp ích. Bất quá Diệp thần cũng biết mình tình cảnh, nếu như bọn họ không cách nào đột phá địa cung này hạn chế, ở huyền nhất diệt thần trận dưới tác dụng, lại có thái thượng thiên nữ huyền thiên tâm kinh phụ trợ, hắn và tiểu hoàng đem sẽ nhân thần toàn diệt. Địa cung ra, Huyền Vân Tịch nhìn Diệp thần đã bóng lưng biến mất, trong lòng tràn ngập lần trước loại cảm giác cô độc, lão tổ vẫn thân, sư phụ hiến tế, cái này toàn bộ huyền nhất môn bên trong cũng chỉ còn lại có mình. Huyền nhất trưởng môn ngồi xếp bằng ở phong ấn địa cung ra trên đất trống, 10 vị huyền nhất trưởng lão đều kết hợp phương vị, ngồi quanh ở chung quanh hắn. Gió cát nổi lên bốn phía, bụi đất tung tóe, một tòa trận pháp thật to, ở đó lớn vô cùng ngọc thạch trên mặt đất nổi lên. 10 vị huyền nhất trưởng lão, 10 loại bất đồng công pháp, 5 loại bất đồng tâm lực. Kim, mộc, nước, lửa, đất. Trong chốc lát, toàn bộ địa cung bầu trời, sấm sét lần lượt thay nhau, gió lớn nổi lên bốn phía, nước lửa hòa vào nhau. Cái này bất đồng lực lượng, vào giờ khắc này, hoàn mỹ ngưng tụ thành một đạo lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể nghiền ép quá thật cường giả năng lượng. Quỷ dị nhất chính là, bọn họ tất cả thần hồn lực giống như dòng suối như nhau, chảy vào đại trận bên trong. Cái này 10 vị huyền nhất trưởng lão, bản thân vậy ngầm chứa ngũ hành bát quái, đồng thời lực lượng dưới, đại trận hàm chứa sát ý ngập trời. Mà lúc này, huyền nhất trưởng môn trong tay, hiện ra một bản tản ra kim quang trang sách. Chính là huyền thiên tâm kinh. Vậy huyền thiên tâm kinh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện liền một cái mảnh khảnh bàn tay, thần quang bung ra, vô tận rực rỡ, vô tận dũng mãnh. Huyền Vân Tịch nhìn huyền nhất diệt thần trận từ từ mở, hai tay không tự chủ nắm chặt. Mà lúc này phong ấn địa cung bên trong, ở trận pháp này sau khi khởi động, đã có biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản vẫn là âm lãnh ẩm ướt phong ấn địa cung, ở nơi này ngất trời trận pháp dẫn dắt dưới, đã biến hóa hình thái, giống nhau đã là núi đao biển lửa. Vậy chập chờn biển lửa, còn có vậy trong biển lửa trùng điệp bất tận núi đao. Chủ nhân, tiểu hoàng đang toàn lực lằn danh đột phá, căn bản không rảnh phân tâm né tránh bên người hết thảy nguy hiểm. Giờ phút này, Diệp thần cũng là mặt đầy vẻ ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân, trình độ cao nhất thi triển, đồng thời, giơ tay lên một chút, một đạo kim ngọn lửa màu bạc ngay tức thì cuộn sạch ra. Huyền cực tuyệt hỏa, Tuyền Nhi, toàn lực ra tay. Huyền Linh Châu bên trong tinh thuần năng lượng, bơm vào đến đạo linh lửa bên trong, Nhan Tuyền Nhi toàn lực ra tay, vậy vàng bạc ngọn lửa, hóa thành một đầu ở trong biển lửa bay múa hỏa phượng, nháy mắt tức thì, dường như muốn đem toàn bộ địa cung cũng đốt vậy. Cho ta diệt. Vậy từ giống như địa ngục giống vậy ngọn lửa bên trong, vô số yêu quái từ dưới đất chui ra. Mỗi một chỉ đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, ở đó 10 vị huyền thiên không cùng tâm pháp khởi động dưới. Mỗi một chỉ địa ngục ác quỷ đều đã lần lượt sử xuất bất đồng thần thông công pháp. Bọn họ cũng không phải là chỉ là con rối, mà là đã có mình tác chiến ý thức. Diệp thần kiên định không rời bảo vệ ở tiểu hoàng bên người, giống như là một tôn sát thần, và Nhan Tuyển Nhi sóng vai tác chiến. Xem ra Nhan Tuyển Nhi lực lượng còn chưa đủ, đã như vậy, tuất đất nguyên phù. Mở. Nồng đậm tuất thổ khí tức mau chóng hiện, tụ tập ở tiểu hoàng bên người. Từng chuôi mang theo tuất đất nguyên khí kiếm to, tạo thành một khối tấm thuẫn, ở mỗi cái phương vị bảo vệ tiểu hoàng. Tiểu hoàng mắt thấy Diệp thần và Nhan Tuyền Nhi đẫm máu chiến đấu hăng hái, ánh mắt đổi được kiên nghị sắc bén. Nó muốn đột phá. Nó phải trở nên mạnh. Nó phải bảo vệ chủ nhân.
nó phải đem toàn bộ Huyền Nhất Môn dẫm ở dưới chân. Phong ấn trong địa cung, từ tiểu hoàng trên mình bắt đầu tóe ra mãnh liệt ánh sáng, nhưng ánh sáng này, mà lại ở giữa không trung bên trong tạo thành một cái âm dương trận hình. Mà vậy nguyên vốn phải là một âm một dương lỗ tròn, lúc này lại là bị nhức mắt đỏ xanh ánh sáng chiếm cứ. Địa cung ra, Huyền Vân Tịch lúc này đã đứng ngồi không yên, ở nơi này Huyền Nhất Diệt Thần trận pháp dưới, nàng nghe được đến từ địa cung chỗ sâu tiếng gào thét. Sư phụ nhất định ở chịu đựng vô tận hành hạ đi. Tại sao sư phụ muốn ngu như vậy? Tại sao phải lựa chọn hiến tế? Huyền Nhất Diệt Thần trận. Tất cả trưởng lão cùng trong chốc lát, trong lòng hiện ra một giọt máu trong tim, phía trên tụ tập bất ngờ chính là bọn họ gần đây trăm năm tu vi. Tất cả máu trong tim giống như giọt nước vậy, chậm rãi bay lên, hướng đang trung tâm Huyền Thiên Tâm Kinh đi. Phù không trung thần quang bàn tay, ở tiếp thu huyết mạch lực đồng thời, trong ngón tay đã tản mát ra hồng quang. Chỉ cần Huyền Thiên Tâm Kinh thành công chiếm đoạt toàn bộ máu tươi, như vậy, toàn bộ Huyền Nhất Diệt Thần trận đem sẽ hoàn toàn khởi động, lại cũng không có chỗ trống quay về. Làm thế nào, sư phụ, sẽ chết à? Huyền Vân Tịch lúc này phát hiện, mình không muốn nhìn thấy sư phụ cùng lão tổ như nhau vẫn thân, ít nhất không thể chết được ở Huyền Nhất Môn, mình nhưng mà Huyền Nhất Môn thiếu chủ à, làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn sư phụ hiến tế đâu? Không được, nàng tuyệt không cho phép người bên người sẽ rời đi mình. Đau thương ánh mắt ngay tức thì đổi được kiên định cố chấp, nàng liếc mắt một cái ngồi xếp bằng tất cả trưởng lão. Huyền Nhất Ngân Hà chém. Đột nhiên tới giữa, một đạo kiếm sóng khơi thông ra, mục tiêu chỉ hướng chính là vậy 10 giọt máu tươi trong tim. Hệ nước thần thông, giống như 10 chuôi nhọn kiếm nhỏ, ở nơi này người bất kỳ cũng không có phòng bị dưới tình huống, ầm ầm ra. Mỗi một giọt máu trong tim ở tiếp xúc tới tiểu kiếm trong nháy mắt, đã hòa tan ở kiếm nhỏ kia bên trong, kiếm nhỏ tốc độ không giảm chậm, trực tiếp phá trận ra, rơi vào ngoài trận ngọc thạch bản bên trên. Công dã tràng. Mỗi trưởng lão sắc mặt cũng treo lên một chút trắng bệch, cái này trăm năm máu tươi, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải tùy tiện có thể được lại tới vật. Đối với bọn họ tự thân tu vi, cũng có ảnh hưởng. Huyền Vân Tịch, ngươi điên rồi sao? Huyền Vân Trảm lúc này nhìn về phía Huyền Vân Tịch ánh mắt đều thay đổi, ngút trời sát ý ở trong tròng mắt hội tụ, tựa như đối phương chính là một cái người điên. Huyền Vân Tịch khóe miệng nhưng lộ ra một nụ cười khổ, ta đổi ý, ta không muốn hắn đi hiến tế. Trận pháp đã khởi động, người có cái gì tư cách nói không? Lúc này Huyền Nhất trưởng môn, mắt thấy trận pháp trong chăn đoạn, trong lòng tức giận, cái này tà vật có bao nhiêu nguy hiểm, lúc này bất diệt giết hắn, còn đợi lúc nào? Lần nữa ngưng kết, Huyền Nhất trưởng môn lạnh như băng nói, thời cơ ngàn năm một thuở, lúc này nếu là không được, vậy coi như không có sau đó. Huyền Nhất các trưởng lão rối rít mặt lộ sầu khổ, cái này trăm năm tu vi đối với bọn họ mà nói mặc dù không coi vào đâu, nhưng cũng là đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, lúc này, nhưng bởi vì Huyền Vân Tịch không thể không lần nữa ngưng tụ trăm năm tu vi, trong lòng đối với Huyền Vân Tịch lại là nổi nóng vượt quá. Trước kia có lão tổ che chở, nàng Huyền Vân Tịch một giới nữ lưu, miễn cưỡng vậy làm dậy thiếu chủ danh tiếng, nhưng là hiện tại, lão tổ vẫn thân, nàng một cái nữ cô nhi. Vậy dám cản rỡ như vậy. Tập trung tâm thần. Nhìn ra mọi người phẫn uất, trưởng môn lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Vân Trảm, bắt lại Huyền Vân Tịch. Phụ thân. Dưới mắt, có thể danh chánh ngôn thuận bắt lại Huyền Vân Tịch. Đây là Huyền Vân Trảm nhiều năm qua tâm nguyện. Huyền Thiên Hỏa Vân Trưởng. Huyền Vân Trảm trên song trưởng, tạo thành đoàn đoàn ngọn lửa lực, trong hư không đám mây, lúc này cũng là dính vào lửa sắc như nhau. Tạo thành một đóa đóa ngọn lửa vân. Lạnh thấu xương thần hỏa hơi thở bao phủ ở Huyền Vân Tịch trên thân hình. Tựa hồ là muốn đem nàng trực tiếp tiêu diệt. Huyền Vân Tịch đẹp thêm kiên định con ngươi đông lại một cái, lớn tiếng nói chỉ bằng vào ngươi. Còn chưa xứng. Huyền Vân Tịch tú mục khều một cái, sau đó cả người đã hướng một cái hướng ngược lại đi. Mà nàng bay lượn phương hướng, hách như vậy chính là một người trong số đó trưởng lão chỗ ở vị trí. Sư thúc chú ý. Huyền Vân Trảm nhắc nhở vẫn là chậm, Huyền Vân Tịch bàn tay đã vỗ vào trưởng lão kia hậu bối bên trên. Phốc, một hơi máu đỏ tươi trực tiếp phun vải ra, người cũng đã từ bảo vệ phương vị rời đi, lộ ra một cái lỗ hổng. Huyền Vân Tịch tơ không chậm trễ chút nào, một cái hoa rơi trưởng đánh vào trên mặt đất, vậy từng viên hệ nước thần thông băng kim,
đã thật nhanh hướng tâm trận đi. Nguyên bản cũng đã xuất hiện một chút vấn đề diệt thần trận, lúc này ở Huyền Vân Tịch công kích dưới, dần dần vỡ yếu. Còn không lui xuống. Huyền Nhất Trưởng Môn hiển nhiên cũng không muốn tùy tiện buông tha, Huyền Vân Trảm không có ngăn lại Huyền Vân Tịch, mặc dù ngoài ý liệu của hắn, nhưng là, Huyền Vân Tịch vọng tưởng bằng vào sức một mình liền phá cái này Huyền Nhất diệt thần trận, thật sự là có chút ý nghĩ hảo huyền. Vậy thái chân cảnh khí thế uy nghiêm từ Huyền Nhất Trưởng Môn trong tay cuộn sạch ra, hắn lại là cưỡng ép Triều Ly một cái tay, tới đem Huyền Vân Tịch đánh tan. Huyền Vân Tịch không chút nào né tránh, ở nàng nhìn lại, đây là nàng duy nhất cơ hội. Nếu như lúc này bỏ qua, một khi trận pháp đại thành, sư phó kia thì thật muốn mất mạng địa cung. Huyền Nhất Trưởng Môn một trưởng này, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng đối với Huyền Vân Tịch mà nói, đã là khó mà chống đỡ. Thái chân cảnh cường giả và còn thật cảnh cường giả nhưng mà khác biệt một trời. Huyền Thiên Tâm Kinh. Huyền Vân Tịch không nghĩ nhiều nữa, cả người vẫn là hướng tâm trận đi, chỉ là công kích mục tiêu không còn là người, hơn nữa Huyền Thiên Tâm Kinh. Nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh lúc này lưu chuyển rực rỡ thần quang. Huyền Vân Tịch tự biết thực lực mình có hạn, cũng không có dùng lực lượng cuối cùng đi kháng nhận định Huyền Thiên Tâm Kinh, nhưng cũng chỉ có thể dốc toàn lực, khẩn cầu có thể đem Huyền Thiên Tâm Kinh rời ra tâm trận. Chỉ phải rời khỏi tâm trận, Huyền Thiên Tâm Kinh đối với diệt thần trận gia trì, tự nhiên sẽ biến mất. Hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, sắp đến liền Huyền Nhất Trưởng Môn cũng không kịp ngăn trở. Huyền Vân Trảm sắc mặt tái xanh nhìn Huyền Vân Tịch đây cơ hồ là kiểu tự sát một màn. Hắn thật sự là muốn không rõ ràng, cái thằng nhóc đó có cái gì tốt, Huyền Vân Tịch vì hắn lại ngay cả mạng cũng không cần. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau này, Huyền Vân Tịch và Huyền Thiên Tâm Kinh cơ hồ đều bị cái này động lực đánh tan. Huyền Thiên Tâm Kinh ánh sáng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng trở về vốn là hình dáng, từ từ trở lại Huyền Nhất Trưởng Môn trong tay. Mà Huyền Vân Tịch ngực bị va chạm, huyết mạch trong cơ thể rối loạn, một hơi đen nhánh máu tươi phun ra, cả người đã hoành nằm trên mặt đất bên trên. Yếu ớt đến trình độ cao nhất. Thậm chí sinh mệnh lực cũng đang trôi qua. Ngươi cái nghiệt chướng. Huyền Nhất Trưởng Môn mắt xem Huyền Nhất diệt thần trận xoay chuyển trời đất hết cách, lúc này nổi cơn giận dữ, hận không được một kiếm chém chết Huyền Vân Tịch. Ta không hối hận. Huyền Vân Tịch nhưng là mở miệng nói. Chỉ là trong thanh âm bao hàm không có sức cùng bi thương, bỏ mặc nói thế nào, nàng vậy vì sư phó giành được một chút sức sống. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng là không ngu ngốc, nàng biết ra ra sau khi chết, nàng ở Huyền Nhất Môn tứ cố vô thân, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Mà duy nhất quan tâm nàng, chỉ có sư phụ. Mặc dù sư phụ lai lịch không rõ, nhưng mấy ngày này sống chung, nàng biết sư phụ tuyệt đối không phải người xấu. Chí ít đối với nàng mà nói. Không phải. Nàng không hối hận như vậy trọng thương, không hối hận phá hoại trận pháp. Cho dù là chết, cố nhiên lỗ mãng, cố nhiên có lỗi với Huyền Nhất Môn, nhưng nàng đối với dạy mình nội tâm. Gặp Huyền Thiên Tâm Kinh mất đi ánh sáng, Huyền Nhất các trưởng lão có ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, trận pháp bị phá, bọn họ hiển nhiên không cần lại cống hiến trăm năm tu vi. Nhưng mà tâm trạng chập chờn mãnh liệt nhất dĩ nhiên là Huyền Nhất Trưởng Môn. Lão Tổ vẫn thân. Người thành tựu duy nhất cháu gái, lại như vậy thành tựu, cưỡng ép cắt đứt diệt thần trận, thả qua sát hại lão tổ nguyên hung. Huyền Nhất Trưởng Môn lúc này giống nhau một bộ đứng ở đạo đức điểm cao dáng vẻ, bi phẫn dị thường nhìn về phía Huyền Vân Tịch. Huyền Vân Tịch nhưng là lắc đầu, nghiêm túc nói, trưởng môn, gia gia đã vô tội vẫn thân, hiện tại như lại hiến tế, cùng giết người không khác. Huyền Nhất Môn từ trước đến giờ là lấy võ lực trấn nhiếp bốn phương, đổ đối với cửa của mình người. Nhưng là gần đây bao che. Hôm nay hiến tế người khác, chân thực có chút vi phạm Huyền Nhất Môn khai tông lập phái mục đích. Cưỡng từ đoạt lý, người căn bản cũng không xứng đáng làm lão tổ cháu gái. Huyền Vân Trảm cũng là mở miệng nói, hắn rất rõ ràng, lúc này chính là hướng Huyền Vân Tịch làm khó dễ thời cơ tốt nhất. Lão tổ những năm gần đây, tự mình cho ngươi truyền thụ nhiều như vậy thần thông công pháp, ngươi chẳng những hoàn toàn không có cảm ơn chi tâm. Hiện tại còn ngăn cản chúng ta là hắn trả thù, thật là bạch nhãn cực kỳ. Huyền Vân Tịch lúc này vậy nghe được vậy Huyền Vân Trảm trong lời nói có hàm ý, lạnh lùng nói, người bêu xấu ra ra, ta Huyền Vân Tịch sở học mỗi một dạng thần thông, đều là từ Huyền Nhất trong điện, đi qua khảo hạch, sau khi thông qua mới học. Ra ra cũng không có len lén giáo sư cùng ta. Hừ, Huyền Vân Trảm một bộ chúng ta kiên quyết không tin dáng vẻ,
ta xem ngươi không muốn cãi chảy cãi cối, ngươi lấy là ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành tông môn hệ nước võ đạo người thứ nhất. Ngươi thật lấy là bằng ngươi thực lực, vẫn là ngươi cái gọi là thức tỉnh huyết mạch. Ngươi có ý gì? Huyền Vân Tịch nhìn về phía Huyền Vân Trảm ánh mắt, đối phương đã đổi được 10 phần sắc bén, nàng phát giác đối phương tựa hồ ở cố ý nói gạt đám người. Ta có ý gì? Huyền Nhất Môn 34.500 tên đệ tử, tại sao chỉ có huyết mạch ngươi có thể đột nhiên thức tỉnh? Là bởi vì là lão tổ len lén cho ngươi ăn bảo vật chấn tông. Nói bậy. Vân Trảm không có nói quàng, Huyền Nhất trưởng môn lúc này vậy lên tiếng nói, cái này vốn là hai người phụ tử bọn hắn hai bè hí. Năm đó, ta Huyền Nhất Môn thăm dò đến cao nhất nguồn nước tinh hoa, đây vốn là bảo vật chấn tông, để lại cho Huyền Nhất Môn nhất cái thiên phú đệ tử sử dụng, nhưng là lão tổ nhưng tự tiện đem nó lấy dùng, vì ngươi phò hộ kinh mạch, lúc này mới có sau đó huyết mạch ngươi tiến hóa. Huyền Vân Tịch, những chuyện này, đã qua, ta đại khả không truy cứu. Lời nói vừa chuyển, Huyền Nhất trưởng môn trong con mắt hết đường trưởng môn uy áp, nhưng là gần đây ngươi tăng đức bại được. Lại muốn bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ Huyền Nhất môn, căn bản không xứng làm Huyền Nhất thiếu chủ. Lại càng không phối trở thành rất nhiều đệ tử trong miệng tiểu sư tỷ. Trong nháy mắt, Huyền Nhất trưởng môn nói đốt rất nhiều đệ tử tâm trạng. Đúng, Huyền Vân Tịch không xứng làm Huyền Nhất thiếu chủ. Đám người rối rít phụ họa nói, nhìn về phía Huyền Vân Tịch ánh mắt hoàn toàn không có dĩ vãng cung kính, có chỉ là bỏ đá xuống giếng khinh bỉ. Hôm nay, nếu như ngươi giao ra lão tổ âm thầm truyền thụ cho ngươi thần thông, chân bảo, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, lưu ngươi ở ta Huyền Nhất môn làm một cái đệ tử bình thường. Huyền Nhất trưởng môn một bộ nghĩa chánh ngôn từ vẻ, tựa như đây đã là đối với Huyền Vân Tịch lớn nhất ân điển. Giờ khắc này, Huyền Vân Tịch ngay tức thì minh bạch trưởng môn vì sao như vậy. Nàng có dự cảm ngày này sẽ tới, nhưng không nghĩ tới đây như thế hoàn toàn. Chẳng lẽ những thứ này cái gọi là chân bảo thật so mình còn có trọng yếu không? Chẳng lẽ những cái kia sư đệ cũng không từng chân tâm thật ý tôn trọng qua mình sao? Vào giờ phút này, nàng tựa như thấy rõ tất cả người xé đi sau khi ngụy trang mặt. Để cho nàng cảm giác được buồn nôn. Nàng vậy trong mắt hết sức lạnh như băng, nàng trong mắt đỏ tươi, giống như ứ máu, nàng gằn từng chữ, lại không nói ra ra chưa bao giờ cho ta lưu lại qua bất kỳ thần thông chân bảo, cho dù có. Xem các ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân hình dáng, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ta Huyền Nhất chân bảo giao cho các ngươi. À, vậy ngươi như thế nói, ngay cả có. Huyền Vân Trảm đắc ý xem hướng phụ thân. Huyền Nhất trưởng môn cười lạnh một tiếng, lúc này mặt mũi hiện ra hết, trong ngón tay đã ngưng tụ ra một đoàn Huyền Nhất chân hỏa. Hắn cùng Huyền Vân Trảm đã ở lão tổ nghỉ ngơi chi địa tìm rất nhiều địa phương, nhưng là cũng không có tìm được, lúc này hy vọng duy nhất đều ở đây Huyền Vân Tịch trên mình. Ngay tại lúc này, một vị tóc hoa dâm ông già, đột nhiên mở miệng, trưởng môn. Vân Tịch đơn thuần không hiểu chuyện, như vậy biết hay không? Ông già nhìn Huyền Vân Tịch có chút thương tiếc, cái này còn bất quá là một đứa nhỏ, nhưng phải chịu đựng như vậy hơn chỉ trích. Nhưng mà, một bên chấp pháp đường trưởng lão, giờ phút này ánh mắt chừng được cùng chuông đồng như nhau, đối với lão kia người lạnh lùng nói, người lão hổ đồ sao? Nàng như vậy hành vi, giống như khi sư diệt tổ. Ngươi còn muốn là nàng cầu tha thứ sao? Vậy tóc muối tiêu ông già thở dài một tiếng, chỉ có thể là nhìn Huyền Vân Tịch, lại vậy không có nói gì. Hắn đã đèn cạn dầu, tu vi lại là không thể so với người khác, có cái gì tư cách nói chuyện. Huyền Vân Tịch, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi cầm lão tổ cho thần thông của ngươi và chân bảo giao ra, ta còn có thể để cho ngươi làm một tên đệ tử bình thường, nếu không. Ngươi có thể cũng phải hiến tế cho lão tổ. Hừ, Huyền Vân Tịch phun một cái, đệ tử bình thường, ai hiếm. Nàng nói thế nào cũng là lão tổ duy nhất cháu gái, lúc này bị người như vậy khi dễ, làm sao có thể bó tay chịu trói. Nhưng mà, Huyền Vân Tịch bị Huyền Thiên Tâm Kinh cắn trả, lúc này sớm đã là nỏ hết đà, chẳng qua là một mực ở mạnh trống. Ha ha, Huyền Nhất trưởng môn đã hai tay đẩy ra. Huyền Nhất chân hỏa đã đem Huyền Vân Tịch vây quanh bọc lại. Ta đây muốn xem, người có nhiều mạnh miệng. Nghiệp hỏa triền thân, khí tức nóng bỏng đem Huyền Vân Tịch tầng tầng lớp lớp bọc lại, từng tầng nướng trước Huyền Vân Tịch. Cả thân kinh mạch giống như bị đốt như nhau, Huyền Vân Tịch định dùng hệ nước võ đạo, thế nhưng ngưng tụ thủy chi đạo vận mới vừa mới tiếp xúc đến cái này nghiệp hỏa, đã bị bốc hơi hầu như không còn.
hoàn toàn không có một chút lực lượng có thể chống cự. Huyền Vân chằm mắt nhìn từ đầu đến cuối ngậm chặt miệng ba Huyền Vân Tịch, không nghĩ tới nàng lại mạnh miệng đến đây. Huyền Vân Tịch, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói. Ngươi cầm lão tổ đồ cũng giấu đi nơi nào. Phải biết cái này huyền nhất chân hỏa nhưng mà không kém gì bất kỳ vực ngoại thần hỏa à, đừng nói là trực tiếp bị nướng, coi như là đến gần, không có khá cao tu vi, vậy không dễ dàng chịu đựng. Phụ thân, Huyền Vân Trảm nhìn Huyền Vân Tịch không có từng tia muốn thổ lộ ý, có chút lo lắng nhìn về phía huyền nhất trưởng môn. Vân Tịch, ngươi coi là thật như vậy mạnh miệng sao? Huyền nhất trưởng môn lần nữa lộ ra lau một cái ôn hòa vẻ. Lúc này, Huyền Vân Tịch đã nhìn thấu cái này trưởng môn dối trá bộ mặt thật, trong lòng chỉ còn lại hàn lạnh ý. Ai, vậy mà đắc tội với. Huyền nhất trưởng môn trong tay một phản chuyển, một cái mô hình nhỏ ngũ hành ngũ quỷ trận, xuất hiện ở trong tay hắn. Một lần cuối cùng cơ hội, nếu không, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành con rối. Huyền Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nhìn cái này nàng kêu mười mấy năm trưởng môn sư bá, gần từng chữ, muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Tùy theo ngươi. Ngũ hành ngũ quỷ trận, coi là trên là huyền nhất môn cường hãn nhất luyện pháp một trong. Nhưng ở Huyền Vân Tịch trong lòng, mình bị luyện chế thành con rối, cũng tốt hơn lại như thế sống tạm sống ở huyền nhất môn. Nàng Huyền Vân Tịch đạo tâm không có sợ hãi chút nào, muốn cho nàng cứ như vậy bó tay chịu trói, tuyệt đối không được. Huyền nhất như băng trận. Huyền Vân Tịch tỉnh lại huyết mạch lực ngay tức thì bốc cháy, nàng màu sắc đã biến thành màu băng lam. Vậy sâu thẳm con ngươi, nhìn về phía huyền nhất trưởng môn bên trong, đã là một phiến lạnh như băng. Cho ta trấn áp. Huyền nhất trưởng môn xanh mét sắc mặt, nhìn về phía Huyền Vân Tịch lúc phảng phất là ở xem một cổ thi thể. Quỷ trận bao phủ ở Huyền Vân Tịch đỉnh đầu, giống như áp đính vậy, một tấc tấc đem Huyền Vân Tịch dưới áp chế tới. Phốc. Máu tươi từ Huyền Vân Tịch khóe miệng rỉ ra, đem nàng quần áo, toàn bộ ướt. Một món thần quang. Từ Huyền Vân Tịch ngực bắn ra, đem nàng cả người gói lại. Vậy thần quang giống như một tầng bảo vệ che chở như nhau, hoàn toàn đem nàng cả người bảo vệ. Là Gia Gia năm đó ban cho nàng băng xương thạch. Vậy băng xương thạch trên tản ra mãnh liệt chói lọi, thậm chí còn có lau một cái hư ảnh, đứng ở Huyền Vân Tịch sau lưng. Là lão tổ. Huyền Vân cảm thấy một màn này, cơ hồ muốn hoài nghi lão tổ căn bản còn chưa chết, lúc này bị sợ cơ hồ đứng không vững. Không thể nào. Huyền nhất trưởng môn đôi mắt dữ tợn, hiển nhiên vậy không tin trước mắt một màn này. Vân Tịch, lão tổ thanh âm già nua, từ trong hư không truyền ra ngoài, mang như năm xưa vậy âm sắc. Gia Gia, Huyền Vân Tịch nước mắt đã xuôi dòng, đây là Gia Gia đối với nàng sau cùng bảo vệ. Lão tổ lúc này đã cả người ảnh đứng ở nàng trong óc. Vân Tịch, ta xuất hiện chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cái này băng xương thạch. Ta đã mở ra một khối tự tại trời, những năm này ta nghiên cứu thần thông, chân bảo cũng ở trong đó. Ngươi huyết mạch thức tỉnh tiến hóa, là thích hợp nhất tu luyện huyền thiên tâm kinh thí sinh. Nhớ lấy, không muốn cả tin người khác. Gia Gia, Gia Gia. Huyền Vân Tịch một tiếng gào thét, nhưng mà lão tổ cũng đã biến mất hầu như không còn, thật biến mất ở toàn bộ thế gian. Ở lão tổ dưới sự uy áp, huyền nhất trưởng môn sử dụng quỷ trận đã sụp đổ. Huyền nhất trưởng môn ngắn ngủi ngẩn ra sau này, đã phát ra ầm ầm tiếng cười. Không nghĩ tới được tới toàn không uổng thời gian. Huyền Vân Trảm cũng là mặt vui vẻ nhìn Huyền Vân Tịch trước ngực băng xương thạch. Cầm băng xương thạch, giao ra. Chấp pháp đường đệ tử giờ phút này đã đem Huyền Vân Tịch vây quanh vòng tròn, thật giống như rất sợ nàng vô căn cứ biến mất như nhau. Huyền Vân Tịch một cái tay nắm băng xương thạch, thần sắc lộ ra bi thiết tình. Đây là Gia Gia để lại cho nàng cuối cùng một kiểu đồ. Cùng lúc đó, phòng ấn địa cung bên trong, bởi vì Huyền Vân Tịch phá hoại, vậy nguyên bản này thay nhau vang lên núi đao biển lửa, đã biến mất. Trận pháp biến mất. Diệp Thần có chút giật mình nhìn tình huống chung quanh, vô cùng ma đồng thi triển, tự nhiên nhìn thấy bên ngoài một màn. Lại là Huyền Vân Tịch, nàng cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Nàng từ vừa nghe đến mình muốn hiến tế, liền biểu hiện ra không đồng ý. Chỉ là lúc này, cộng thêm những cái kia đối với nàng nhìn chằm chằm sư bá, nàng tình cảnh, không chịu nổi tưởng tượng. Không có những thứ này yêu quái gào thét ảnh hưởng, tiểu hoàng đột phá tốc độ rõ ràng tăng mau. Giữa không trung trên âm dương đồ dọn ra, giống như bảo tháp như nhau, từ từ thực hóa, từng tầng đem tiểu hoàng gói lại.
kinh mạch một tấc bị xông lên soát, một lần bị tẩy. Không ngừng vết nứt, lại không ngừng dán lại. Đỏ xanh thần thánh ánh sáng, vô thượng thái thượng sáng bóng, tạo thành một phiến mênh mông sông lớn, khoáng đạt thở mạnh. Oanh! Một đạo to lớn chỉ từ tiểu hoàng thân thể bên trong văng tung tóe ra. Tựa hồ là bởi vì tiểu hoàng không cách nào hấp thu như thế nhiều huyền nhất lão tổ năng lượng, còn dư lại năng lượng cũng ở đây trong một cái chớp mắt này bùng nổ. Vô tận quy luật tràn ngập. Hống! Hai con người ác mộng tiếng gào, ngay lập tức tới giữa chấn động toàn bộ huyền nhất môn đỉnh đầu thương khung. Vậy nguyên bản liền thái chân cảnh đều không cách nào dung chuyển cửa, lúc này mà lại ở tiểu hoàng tiếng gào bên trong, đánh rách thành phấn vụn. Có thể gặp thời khắc này tiểu hoàng kết quả có kinh khủng dường nào. Thái cổ di chủng hai con người ác mộng, uy lực không giống vật thường, cho dù một đầu ấu thú, vậy cũng không thể khinh thường. Huyền nhất diệt thần trận ở trong một cái chớp mắt này, đã hoàn toàn đánh mất uy năng. Trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực, 10 vị huyền nhất dài cứ ở nơi này cùng trong chốc lát, trong miệng đều là phun ra một đạo máu tươi. Huyền nhất diệt thần trận, trước quán chú rất nhiều bọn họ máu tươi, lúc này, ở nơi này hai con người ác mộng gào thét sau này, toàn bộ gặp cắn trả, phun ra một hơi đỏ bừng máu tươi. Tiểu hoàng, chúng ta đi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Diệp thần lúc này khí thế mãnh liệt dâng trào, huyền nhất môn dám chấm mút tiểu hoàng, thì phải bỏ ra có giá phải trả. Tiểu hoàng vậy hiển nhiên cảm giác được chuyện lúc trước, tất cả đều là huyền nhất lão tổ nơi là, hung hãn vẻ mặt đại biểu nó tâm tình lúc này đặc biệt không tốt. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bành! Cửa địa cung đột nhiên vỡ vụn, hiển nhiên để cho tại chỗ tất cả mọi người đều khẽ chấn động. Huyền nhất trưởng môn không khỏi được quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là diệt thần trận đưa đến. Có thể khi thấy hai đạo thân ảnh ở cửa xuất hiện, hắn diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Cực độ kinh hoàng, giống như thấy quỷ vậy. Xa xa huyền vân tịch đôi mắt rưng rưng, thấy diệp thần xuất hiện thời điểm, giống như là thấy được cứu tinh vậy. Sư phụ còn sống. Có lẽ giờ phút này toàn bộ huyền nhất môn, cũng chỉ có sư phụ cái này không thuộc về huyền nhất môn tồn tại, mới có thể làm cho nàng cảm giác được một chút thế giới này nhiệt độ. Nàng chật vật mở miệng, dùng cực kỳ suy yếu thanh âm hô, sư phụ. Diệp thần và tiểu hoàng đạp đỏ màu xanh sáng bóng, bước chậm đi ra phòng ấn địa cung. Diệp thần ngay tức thì liếc mắt liền thấy được bị đám người vây quanh huyền vân tịch, vô tận lửa giận ngay tức thì ở trong lòng cháy. Ngút trời sát ý không ngừng nổi lên. Vân tịch. Diệp thần tiến lên trước một bước, ngăn ở huyền vân tịch bên người. Hắn có thể cảm nhận được huyền vân tịch thương thế nặng bao nhiêu. Phụ thân, bọn họ lại còn sống đi ra. Huyền vân chạm thấy Diệp thần và tiểu hoàng cùng đi ra, giống như thấy được tà vật như nhau. Tà vật. Bọn họ đều là tà vật. Huyền nhất các trưởng lão cũng vạn phần hoảng sợ, trong đầu tất cả đều là huyền nhất lão tổ khô héo hài cốt, bọn họ cũng không muốn và lão tổ như nhau. Lão tổ như thực lực này đều không cách nào chịu đựng, càng không cần phải nói bọn họ. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Ngay sau đó, tất cả huyền nhất môn đệ tử và trưởng lão gầm to, tựa như vậy thì có thể thương tổn tới Diệp thần bọn họ. Nhưng mà, đối với tất cả mọi người sát ý, Diệp thần biểu tình như cũ lãnh đạm, hắn ánh mắt rơi vào huyền vân tịch trên mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói. Vân tịch, làm sao làm thành như vậy, quá cho vi sư mất thể diện. Nhớ, không có tuyệt đối thực lực trước, không muốn tùy tiện ra tay. Nói xong, Diệp thần liền đem huyền vân tịch đỡ dậy, bát quái thiên đan thuật từ phía sau lưng bay lên không, đã bắt đầu từ từ trợ giúp huyền vân tịch khôi phục thương thế. Sư phụ, người không có sao liền tốt. Huyền vân tịch nắm trong tay băng xương thạch, gần như cầu khẩn nhìn về phía Diệp thần. Sư phụ, đây là gia gia để lại cho ta duy nhất di vật, xin ngài giúp ta bảo vệ nó. Diệp thần nhìn tay nàng bên trong nắm thật chặt đá, khá là thận trọng gật đầu một cái. Cảm ơn sư phụ. Huyền vân tịch trên mặt tái nhợt, phủ lên vẻ vui mừng. Huyền vân chạm nhìn hai người như vậy, vội vàng nói, phụ thân, huyền vân tịch đã cùng tà vật cấu kết chung một chỗ. Chúng ta nên ra tay. Huyền nhất trưởng môn hừ lạnh một tiếng, huyền nhất môn đệ tử, trưởng lão nghe lệnh. Nói xong, trong tay hắn huyền thiên tâm kinh đã sử dụng, vậy chọc trời uy áp, lần nữa văng tung tóe xuất thần quang. Hiển nhiên muốn mượn vật này chu diệt tiểu hoàng và diệp thần. Mà giờ khắc này, hai con người ác mộng tiểu hoàng tự nhiên phát hiện cái gì,
nó tiến lên một bước, vô tận hung ý bùng nổ, dưới chân ngọc thạch mặt đất ngay tức thì tạo thành từng đạo nứt nẻ đường vân. Vậy đỏ xanh khí trạch, theo những văn lộ này, trực tiếp bức bách toàn bộ huyền nhất môn người nhượng bộ. Mà Diệp Thần cũng là tay cầm sát kiếm, giống như sát thần như nhau, trực tiếp cất bước đến trước trận, lạnh như băng con người quét nhìn toàn trường, chính là các ngươi, làm thương tổn ta Đổ Nhi Vân Tịch. Lửa giận ngập trời, hừng hực thiêu đốt tức giận, để cho Huyền Vân Trảm các người đều là giật mình trong lòng. Ai có thể nghĩ tới một cái càn khôn cảnh tiểu tử lại có thể bộc phát ra như vậy ngút trời sát ý. Thậm chí để cho linh hồn của bọn họ cũng vào thời khắc này cảm thấy run rẩy. Đây là đối với chết trực giác. Phụ thân đại nhân, mau ra tay, Huyền Vân Trảm ngay tức thì có chút hoảng hốt. Hắn cảnh giới mặc dù so Diệp Thần cao hơn rất nhiều, nhưng hắn biết, mình tuyệt không phải tiểu tử này đối thủ. Hoảng cái gì? Huyền Nhất Trưởng Môn nhìn Huyền Vân Trảm như vậy không chịu thua kém hình dáng, lắc lắc đầu nói, chúng ta có Thái Thượng Thiên Nữ Huyền Thiên Tâm Kinh, coi như là Hồng Thiên Kinh tới, cũng có sức đánh một trận. Huyền Nhất các trưởng lão mỗi cái thần sắc ngưng trọng, ngược lại không sợ hãi Diệp Thần, sợ hãi là đầu kia tản ra đỏ xanh sáng bóng hung thú à. Đây chính là để cho Thái Chân Cảnh Trung Kỳ lão tổ ngay lập tức rơi xuống vật không may à. Chỉ sợ trận chiến này, bọn họ Huyền Nhất Môn đem phải bỏ ra 10 phần giá thê thảm, mới có thể kiếm được một chút sức sống. Huyền Nhất Trưởng Môn ánh mắt nhìn về phía một đạo thân ảnh, cười lạnh nói, Huyền Vân Tịch, cái này hai con ngươi ác mộng chính là chiếm đoạt ra ngươi nguyên hung, ngươi lại không phân chia phải trái đúng sai muốn cứu nó, thật là cho ra ngươi mặt à. Huyền Vân Tịch cố nhiên yếu ớt, thế nhưng sáng ngời lại kiên định con ngươi nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Nhất Trưởng Môn, Trưởng Môn Sư Bá. Ngươi không phải vậy nhớ ra ta lưu lại thần thông và di vật sao? Lúc này, còn vọng tưởng gây xích mích ly gián. Huyền Vân Tịch trong lòng vô cùng xác định, bỏ mặc trước chuyện gì xảy ra, đối với nàng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là thủ hộ ra để lại cho di vật của nàng. Ngay lập tức tới giữa, dị biến nổi lên. Tiểu hoàng bóng người đột nhiên biến ảo, vậy hai con ngươi ác mộng ấu thú, mỗi một sợi lông phát cũng tản ra thái cổ hơi thở. Phía trên ngưng tụ thái cổ thiên đạo quy luật, từng luồng đỏ xanh nguyên khí, ở nó bốn phía lơ lửng xoay tròn, vô tận uy áp bao phủ ở toàn bộ Huyền Nhất Sơn mạch bầu trời. Giờ khắc này, Huyền Nhất Trưởng Môn các người biết không có thể ngồi chờ chết. Các ngươi hợp lực đối phó linh thú, hắn giao cho ta. Huyền Nhất Trưởng Môn thật nhanh giao phó, linh thú này đối mặt thanh niên kia một bộ thấp mi lọt tai dáng vẻ, hiển nhiên thanh niên kia chính là cái này hai con người ác mộng chủ nhân. Bắt giặc phải bắt vua trước, Huyền Nhất Trưởng Môn quyết định mình toàn lực ra tay, trước bắt Diệp Thần. Vân Tịch, người đi một bên. Diệp Thần đem Huyền Vân Tịch đẩy tới một bên, cái này đúng là hắn và Tiểu Hoàng sóng vai tác chiến trường. Huyền Nhất Tiên Ma Trận. Vậy 10 vị trưởng lão liếc nhau một cái, cơ hồ cùng trong chốc lát hô. Mà nguyên bản tứ tán môn nhân, lấy chấp pháp đường làm chủ, rối rít lấy 10 người là một trận nhỏ, phò hộ ở trưởng lão trước người. Cái này Huyền Nhất Thiên Ma Trận, là một khối đồ sộ trận, số người càng nhiều, thì uy lực càng mạnh. Lúc này bọn họ thi triển chính là đôi vòng trận, các trưởng lão là một vòng, mà đệ tử, cũng là một vòng. Huyền Nhất Thiên Ma Trận cao nhất trận pháp, có thể đạt tới 6 vòng, một khi 6 vòng Thiên Ma Trận sử dụng, Thiên Ma khó thoát. Tiểu Hoàng Thái Cổ Di Trùng Tôn Sư, hiển nhiên sẽ không sợ hãi còn con này hai vòng Thiên Ma Trận. Hai móng bên trên. Nuốt trời thái cổ khí trạch đã giống như sợi tơ vậy, tạo thành từng đạo bóng sáng dấu vết. Thuần trắng tiên ma nguyên khí cùng đỏ xanh thái cổ khí trạch va chạm. Tạo thành một đạo rễ như bơn ánh sáng, ầm ầm bắn hướng bốn phía, vậy nguyên bổn đã bể cửa địa cung, lúc này kể cả chung quanh cung điện ầm ầm sụp đổ. Huyền Nhất Sơn mạch bảo vệ đại trận, ở nơi này một quang ba chấn động dưới, lại vậy đung đưa. To lớn thần uy thậm chí đem Huyền Vân Tịch vậy vét sạch đi ra ngoài. Tiểu Hoàng ngay tức thì biến mất, đã đem Huyền Vân Tịch tiếp lấy, lần nữa hồi chỗ cũ. Đối với Tiểu Hoàng mà nói, chủ nhân đều đã đáp ứng phải bảo vệ nàng, mình tất nhiên là muốn cùng bảo vệ, hơn nữa nàng cũng coi là cái này toàn bộ Huyền Nhất Môn bên trong nhất người hiền lành. Nhưng Huyền Vân Tịch nhìn về phía Tiểu Hoàng ánh mắt hết sức phức tạp, nó là chiếm đoạt ra nguyên hung, nhưng là cùng sư phụ lại rất thân mật, mà lúc này, nó lại là ở bảo vệ mình. Cái này nhân quả phải nên làm như thế nào coi là. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, hướng Tiểu Hoàng gật đầu một cái, làm tốt lắm. Cùng ta động thủ,
còn dám phân tâm. Huyền nhất trưởng môn trong tay huyền thiên tâm kinh thần quang phụ thể, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên, vậy xuất hiện ở huyền nhất trưởng môn lòng bàn tay. Kim mang thạch khai thiên nhãn, mộc mang thạch tụ thần thức, thủy mang thạch tồn tinh huyết, hỏa mang thạch thối cốt cách, thổ mang thạch bình địa khởi. Vậy ngũ hành nguyên ở huyền nhất trưởng môn trận pháp bên trong, hình thành một đạo to lớn con rối. Quơ giống như tới từ địa ngục lưỡi liềm, mười phần anh dũng vào tới Diệp Thần trước mặt. Có thể, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là như cũ, vô cùng lãnh đạm đứng tại chỗ, thậm chí, khóe miệng còn treo một món nụ cười khinh thường. Nụ cười này để cho tất cả huyền nhất môn đệ tử cười nhạt không dứt. Ở bọn họ xem ra, là Diệp Thần buông tha. Diệp Thần căn bản không có tư cách từ huyền nhất trưởng môn trên tay sống sót. Dù là trưởng môn mới vừa rồi thi trong trận đã bị thương. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là tùy ý nâng lên tay, hướng vậy to lớn con rối, một quyền đánh. Thấy một quyền này, một đám võ giả không khỏi được lộ ra lau một cái nụ cười châm chọc. Phế vật chính là phế vật, liền sắp giấy chết cũng không chịu được như vậy. Diệp Thần một quyền này, lại là không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, hoàn toàn dựa vào thuần lực lượng đánh ra. Ngay tại lúc này, Diệp Thần quyền, rốt cuộc cùng vậy con rối đụng nhau. Nhất thời, cuồng bạo hủy diệt quy luật hơi thở, ngay tại Diệp Thần trên nắm tay nổ đi ra, không khí từng tầng một sụp đổ, sa hoàng con rối trong tay sa hóa lưỡi liềm, lập tức liền hóa thành phấn vụn. Mà vậy con rối thân thể cường tráng, đang hãn dũng không sợ đánh vào tới đây, cùng Diệp Thần quyền đụng đụng vào nhau, nổ ra kinh thiên nổi sóng. Huyền thiên tâm kinh ra chỉ dưới cái này cái con rối, thân thể vô cùng cường hãn, bất quá Diệp Thần nhưng không có bị thương chút nào, chỉ là bị cái này uy áp đẩy lui hai bước. Diệp Thần nhìn về phía khôi lỗi kia ánh mắt ngược lại là ngưng trọng mấy phần, xem ra cái này cho dù là nửa cuốn huyền thiên tâm kinh, hắn uy năng vậy không thể khinh thường. Thật ra thì Diệp Thần bản thân thân xác đã hết sức cường hãn, ở Thái Thượng Thiên Ma Thể và Tam Nguyên Thái Nhất Công gia chỉ dưới, kết hợp với luân hồi huyết mạch, thể chất hạng cường hãn, giống vậy thần thông hư ảnh, ở hắn một quyền xuống cũng hẳn sụp đổ. Nhưng giờ phút này, lại để cho hắn lui về sau hai bước. Cho dù như vậy, cũng là để cho tại chỗ tất cả người, thậm chí còn huyền nhất trưởng môn cũng diễn cảm động lại. Một kích này lại không để cho Diệp Thần hóa là xương máu. Thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch gì? Không do dự nữa, tất cả trận môn trưởng lão và đệ tử đồng loạt ra tay. Huyền nhất môn bên trong vốn là có một đạo đại trận gia trì, hơn nữa đại trận và ngoại giới chủ lưu trận pháp cũng không giống nhau. Dù là Diệp Thần nắm trong tay Thái Huyền trận hoàng truyền thừa, thời gian ngắn vậy định trước không cách nào phá vỡ. Tạm thời tới giữa, huyền nhất môn bên trong có một đạo lại một đạo cường hãn trận pháp, không ngừng thi triển, lại khó khăn lắm vây khốn Diệp Thần và Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cái này thái cổ di chủng tai hại vậy dần dần hiển lộ ra, nó trước mắt thân thể thu vi, vừa phát huy không được hai con người ác mộng toàn bộ thực lực, vậy chịu đựng không được thời gian dài hao tổn, lại từ từ lộ ra xu thế suy sụp. Diệp Thần mắt gặp Tiểu Hoàng thế nhỏ, nhưng bị huyền nhất trưởng môn kéo, tạm thời cũng chia thân hết cách. Ha ha ha, cái gì thái cổ di chủng, bất quá như vậy. Hai người tràn vào rơi xuống gió, huyền nhất trưởng môn con lão hồ ly này tự nhiên không phải không biết, giờ phút này lại là cuồng vọng cười nói. Diệp Thần rên lên một tiếng, cũng không muốn cùng hắn trổ tài miệng lưỡi nhanh. Huyền Vân Tịch nhìn sư phụ và vậy linh thú từ từ không địch lại, trong bụng vậy nóng nảy vạn phần, băng kiếm ngưng kết ra. Nâng kiếm thì phải xông vào trận hình bên trong. Tiểu Hoàng đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng biết như vậy đi xuống, hắn và chủ nhân nhất định không thể đột xuất vòng vây. Chủ nhân, Tiểu Hoàng tìm cơ hội chạy tới Diệp Thần bên người, hạ thấp giọng nói. Ta có một pháp, có thể đánh vỡ bế tắc. Diệp Thần liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng một mắt, Tiểu Hoàng linh thú trên mặt, lại hiển lộ ra vậy từng tia ngưng trọng. Ngươi nói. Diệp Thần vậy biết không có thể lại như thế kéo dài, huyền nhất môn người đông thế mạnh, bọn họ hai người không chống đỡ được quá lâu. Ta có thể cháy một chút huyết mạch lực cùng với huyền nhất lão tổ tu vi, tăng lên thực lực đạt tới thần thể chịu đựng năng lực, cưỡng ép phát huy hai con người ác mộng phần lớn uy năng, nhưng là bùng nổ như vậy siêu ngạch năng lượng sau đó, ta sẽ rơi vào ngủ say, cần vô số đạo tinh và đồng giá vật mới có thể lần nữa bị thức tỉnh. Diệp Thần nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Hoàng. Hắn biết cưỡng ép tăng lên tu vi và thân xác lực,
đối với linh thú mà nói có thống khổ dường nào. Chủ nhân, không có biện pháp khác, kéo dài như vậy, ta cũng sẽ thua trận. Diệp Thần thở dài, hắn biết Tiểu Hoàng nói đúng, hiện tại phá cuộc mới là mấu chốt nhất. Ngươi yên tâm, ta nhất định gom đủ đầy đủ đạo tinh và năng lượng, đem ngươi thức tỉnh. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kiên định thần sắc nghiêm túc, hắn Diệp Thần nói chuyện giữ lời. Bành! Một giây kế tiếp, đỏ xanh ánh sáng bỗng nhiên phóng đại, toàn bộ thương khung đều tựa như bị một kiếm phá mở hai nửa. Một nửa thiên là lửa giận đỏ, một nửa thiên là thần bí xanh. Tiểu Hoàng thể hình bỗng nhiên phóng đại, nguy nga thân thể, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt, mang thái cổ cấp trên cường hãn hơi thở, nguyên bản lông xù lông, hiện tại mỗi một cây cũng giống như là vô cùng bền bỉ lưỡi dao sắc bén vậy. Hư không truyền đến chấn động, tựa hồ vận mệnh đang tức giận, cạo dậy rồi ngày tận thế vậy gió bão. Ngang ngược ác mộng lực, vét sạch toàn bộ huyền nhất sơn mạch. Tiểu Hoàng hai tròng mắt bên trong đỏ xanh u quang, giống như có thể biết rõ nhân tâm như nhau, nhọn đâm vào mỗi một cái huyền nhất môn người trong mắt. Tất cả người chỉ cảm giác được mình thức hải sợ hãi đung đưa, thần hồn ở vào giờ phút này lại bị vô tình đánh nát, liên quan dao động bọn họ tu hành nhiều năm vững chắc đạo tâm. Cho dù là bước vào thái chân cảnh huyền nhất trưởng môn, ở nổ tung Tiểu Hoàng ác mộng lực dưới áp chế, thức hải bên trong cũng là một mảnh hỗn độn. Hắn ánh mắt đều là kinh hoàng. Mình nhưng mà thái chân cảnh cường giả, có thể cái này hung thú bùng nổ lực lượng lại mơ hồ vượt qua thái chân cảnh. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng lão tổ tại sao sẽ chết. Như vậy thái cổ di chủng, vốn cũng không nên bị người nắm giữ. Rình dập người, cục hẳn phải chết. Nhưng cái này rất nhiều tỉnh ngộ, quá muộn. Diệp Thần bắt cơ hội, bát quái phủ đồ tháp sử dụng. Cưỡng ép áp chế ở huyền nhất môn rất nhiều trận pháp bên trên, đem tầng kia điệp bất tận trận pháp từng cái nghiền nát. Cách đó không xa Huyền Vân Tịch nhìn cái này xoay ngược lại, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn cắt vạn phần. Những người này, đã từng đều là của nàng cùng các sư huynh đệ, sư thúc bá. Cũng là gia gia chấp trưởng nhiều năm huyền nhất môn một phần chia. Như toàn bộ chết, vậy huyền nhất môn cũng không lại. Sư phụ, không nhẫn tâm. Còn chưa nhẫn tâm, Huyền Vân Tịch không nhịn được hô, không có nói ra ý, nhưng cũng rõ ràng trắng trắng viết ở trên mặt. Diệp Thần nhìn một cái Tiểu Hoàng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vô cùng hậu hoạn, nhưng đây đối với Huyền Vân Tịch thật sự mà nói là quá mức tàn nhẫn. Tiểu Hoàng uy nghiêm hình dáng dưới, chuyển qua khổng lồ hung thú dữ tợn đầu lâu, nhìn xem Huyền Vân Tịch. Nó cường hóa chỉ có thể duy trì tạm thời, nếu như bởi vì tạm thời mềm lòng, cùng hắn ngủ say sau đó. Huyền nhất môn người trả thù chủ nhân, vậy phải làm thế nào cho phải? Chủ nhân, đã như vậy, ta liền bức bách bọn họ cùng ngài ký kết nô bộc khế ước. Tiểu Hoàng hai con móng to một toát, từng cây một lông tơ bay xuống, tạo thành từng đạo hỗn độn lời thề tái thể, đồng thời vậy mang theo hai con người ác mộng cường hãn hơi thở. Nếu như bọn họ một khi ruồng bỏ ngài, nhất định sẽ phải chịu ác mộng lực và hỗn độn phép tắc kể cả đánh chết. Diệp Thần vui mừng gật đầu một cái. Phương pháp kia không mất là lưỡng toàn kỳ mỹ. Huyền Vân Tịch vậy gật đầu một cái, huyền nhất môn người có thể bảo toàn tánh mạng, đây đối với nàng mà nói đã đủ rồi, còn như những thứ khác, đó cũng là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Huyền nhất trưởng môn đạt tới tất cả trưởng lão toát ra vẻ không cam lòng, nhưng ở Tiểu Hoàng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt u quang lần nữa nhìn về phía bọn họ lúc đó, cũng chỉ có thể bị động đón nhận cái này một nô bộc khế ước. Từng đạo nô bộc dấu vết, xuất hiện ở huyền nhất môn đám người trên thân hình, Diệp Thần ở cùng trong chốc lát, vậy cảm nhận được liền cùng huyền nhất mọi người liên lạc lực. Tiểu Hoàng bỏ rơi vung đầu lâu to lớn, toàn bộ thân hình đã thu nhỏ lại trở về lúc ban đầu hình thái, thậm chí mơ hồ rơi vào hôn mê. Chủ nhân, ta lực lượng xong hết rồi, ta có thể phải hôn mê một hồi. Không quá ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Diệp Thần tiến lên một bước, ôm lấy hôn mê Tiểu Hoàng. Ánh mắt ôn nhu nhìn một cái, sau đó đem nó thả lại luân hồi mộ địa bên trong. Sư phụ, Huyền Vân Tịch xách kiếm, vội vàng đi tới Diệp Thần bên người. Nàng lúc này trạng thái mặc dù không tốt, nhưng đã mất lo lắng tánh mạng. Huyền nhất trưởng môn vẻ mặt thẫn thờ nhìn Diệp Thần, hắn biết mình đã là Diệp Thần người làm, cho dù là trong đáy lòng dâng lên từng tia bất kính ý, cũng sẽ phải chịu vô tận ngọn lửa phép tắc nướng. Mà Huyền Vân chạm mặt đầy bi thiết. Hắn không rõ ràng,
tại sao rõ ràng lão tổ đã vẫn thân, chỉ cần chờ một lát nữa hắn liền có thể từ Huyền Vân tịch cầm trong tay đến truyền thừa. Tại sao cứ như vậy thất bại thì sao? Không, Huyền Vân Trảm không sợ chết giống vậy, ngũ hành hỏa vân trưởng lần nữa đánh ra, mục tiêu chỉ chính là Huyền Vân tịch. Diệp Thần chỉ là khẽ nhíu mày một cái mau, hai tròng mắt đông lại một cái, trong không khí lại xuất hiện vô số chập chờn. Huyền Vân Trảm thế công chỉ như vậy dừng lại, tựa như không cách nào tiến thêm một bước. Sau đó vậy cường hãn linh lực toàn bộ cắn trả hồi hắn trên người mình. Ta muốn giết ngươi. Huyền Vân Trảm miệng phun máu tươi, nhưng cũng không dừng bước lại, thà sống không bằng chết bị Huyền Vân tịch dẫm ở dưới chân, hắn càng muốn thống khoái đi chết. Vân Trảm. Huyền Nhất Trưởng Môn liền vội vàng tiến lên, muốn kéo mình cái này chủ động tìm chết nghịch tử. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước, một chuôi lượn lờ hủy diệt ý sát kiếm đã xuyên thủng ngực hắn. Ta nói qua, ta đồ nhi, ai cũng không có tư cách động, cũng không ai được. Diệp Thần lãnh đạm nói. Huyền Vân Tịch bỏ ra, đã trở thành Diệp Thần nghịch lân một phần chia, bất kỳ sẽ đối Huyền Vân Tịch người động thủ, hắn đều không thể dễ dàng tha thứ. Huyền Nhất Trưởng Môn sắc mặt ảm đạm xuống, quỳ sát ở Huyền Vân Trảm trước thi thể, có người đầu bạc tiễn người đầu xanh thê lương. Ngươi nhưng có cầu oán hận. Diệp Thần cao cao tại thượng vừa nói, theo hắn xem ra, cái này phụ tử, coi như là giết cũng không quá đáng. Huyền Nhất Trưởng Môn lắc đầu liên tục, ván đã đóng thuyền. Đây cũng là hắn nhân quả. Được. Diệp Thần cũng không lo lắng, bọn họ có khế ước ràng buộc, chỉ cần hắn động từng tia ý niệm, mình liền có thể cảm giác được. Diệp Thần biết mình hẳn giải quyết thỏa đáng, nhìn một cái Huyền Vân Tịch, sau đó ánh mắt rơi vào trên người mọi người, gằn từng chữ, từ hôm nay trở đi, Huyền Vân Tịch, chính là Huyền Nhất Môn trưởng môn, nàng đem dẫn Huyền Nhất Môn tiếp tục ở thiên nhân vực tuyên cổ truyền thừa tiếp. Mệnh lệnh này vừa ra, liền liền Huyền Vân Tịch đều sợ ngây người, lúc này Diệp Thần là tất cả Huyền Nhất Môn chủ nhân, hắn nếu như muốn làm Huyền Nhất trưởng môn nói, nhất định chính là không phí nhiều sức. Sư phụ, Huyền Nhất Môn có rất nhiều pháp bảo thần thông, đối với ngài mà nói cũng là cơ duyên không nhỏ. Huyền Vân Tịch nói bóng gió, đã là ở cho biết Diệp Thần, Huyền Nhất Môn nội tình thâm hậu, hắn cần gì phải đem Huyền Nhất Môn giao trả lại cho mình. Diệp Thần cười một tiếng, lộ ra không sợ thần thái. Ngu học trò, ta còn sẽ tham đồ ngươi những thứ này pháp bảo sao? Huống chi, những thứ này đối với ta lại nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Ta có tiểu hoàng là đủ rồi. Giờ khắc này, Huyền Vân Tịch đối với Diệp Thần thân phận hơn nữa nghi ngờ, nàng xác định sư phụ mình bối cảnh, nhất định phải so tầm thường. Đột nhiên, nàng nghĩ tới đã từng bất ngờ nghe được một câu truyền thuyết. Thiên nhân vực Bắc Lăng Thiên Điện ra đời một vị siêu cấp yêu nghiệt, bất quá càn khôn cảnh. Lại có thể một kiếm chân áp rất nhiều thiên tài. Chẳng lẽ vị này chấn động thiên nhân vực siêu cấp yêu nghiệt chính là sư phụ? Huyền Vân Tịch không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Huyền Nhất đám người lúc đó, diễn cảm đã mang theo một chút lạnh lùng. Nể tình nhiều năm tình, vậy nể tình ra ra đối với Huyền Nhất Môn ra nhiều tâm huyết, ta không hề muốn Huyền Nhất Môn lúc này hủy diệt, chuyện hôm nay, xóa bỏ, chỉ cần các ngươi tận tâm trợ lực ta Huyền Nhất Môn phát triển. Gia Gia lưu lại công pháp thần thông, ta tất xốc túi truyền cho. Giờ phút này, trưởng môn oai hiện ra hết. Trải qua cuộc sống thay đổi nhanh chóng, Huyền Vân Tịch sớm thì không phải là đã từng là Huyền Vân Tịch. Vừa dứt lời, Huyền Nhất Môn người dĩ nhiên là cúi đầu xưng thần. Diệp Thần nhìn trước mắt hết thảy, lộ ra một nụ cười vui mừng, tiện nghi của hắn học trò, lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc, tâm trí đã càng thành thục hơn bền bỉ. Trưởng môn Huyền Thiên Tâm Kinh. Tiền nhậm Huyền Nhất trưởng môn chủ động đem Huyền Thiên Tâm Kinh đưa lên, đây là chí cao vô thượng trưởng môn tín vật, cũng là Huyền Nhất môn cao nhất truyền thừa. Huyền Vân Tịch nhận lấy, thần sắc khá là ngưng trọng, các ngươi lui xuống trước đi đi. Thấy đám người rời đi sau đó, Huyền Vân Tịch đem vậy Huyền Thiên Tâm Kinh đưa cho Diệp Thần. Sư phụ, cái này nửa bộ Tâm Kinh, ngài cầm đi. Diệp Thần lắc đầu cự tuyệt, lại không nói cái này là nửa bộ Tâm Kinh. Đối với hắn mà nói, Thái Thượng Thiên Nữ Đồ, cũng không quá như vậy. Không cần, sau này có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tìm được còn lại vậy nửa bộ Tâm Kinh. Huyền Vân Tịch cảm kích nhìn về phía Diệp Thần, sư phụ, ngài có thể hay không nói cho ta thân phận chân thật của ngài. Diệp Thần nghe nàng nhắc nhở, mới phản ứng được, mình vẫn luôn là dịch dung đổi hình dáng giống như ở Huyền Vân Tịch trước mặt. Đã như vậy,
ta cũng không giấu giếm nữa, ta kêu Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt viết đầy lãnh đạm, bất quá khuôn mặt đã trở lại mình chân thật dáng vẻ. Diệp Thần, nhưng mà Bắc Lăng Thiên Điện cái đó Diệp Thần. Huyền Vân Tịch từ từ nhai kỹ cái này hai chữ, nói với nàng, danh tự này, là nàng số mệnh bên trong cứu tinh, là nàng đại cơ duyên, lớn nhân quả. Diệp Thần cũng cảm thấy được không cần thiết giấu giếm, gật đầu một cái. Vân Tịch, thế gian nhân quả tuần hoàn, không phải là nhân tâm tham lam sở trí, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng ra ngươi cùng tiểu hoàng tới giữa nhân quả. Diệp Thần cúi đầu trầm tư một tí, vẫn là chậm rãi nói, nếu Huyền Vân Tịch là đồ đệ của mình, hắn không hy vọng nàng và tiểu hoàng tới giữa có ngăn cách. Ta rõ ràng. Huyền Vân Tịch dĩ nhiên rõ ràng Diệp Thần lúc này nói lời nói này hàm nghĩa, đối mặt tiểu hoàng tâm tình, mặc dù phức tạp, nhưng cũng đúng như Diệp Thần mà nói, hết thảy nhân quả đều là vì lòng người tham lam. Đây có lẽ là ra nhân quả, hết thảy đã sớm định trước. Võ đạo thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Sau này, có bất kỳ sự việc, có thể đến Thái Huyền Trận Môn hoặc là Bắc Lăng Thiên Điện tìm ta. Diệp Thần con người đông lại một cái, mở miệng nói. Hắn hy vọng tương lai có thể thấy một cái không giống nhau Huyền Vân Tịch, hơn nữa ở trước khi rời đi, Diệp Thần đem một đạo tinh hải nước quy luật còn sót lại, trồng vào Huyền Vân Tịch trong óc, cái này là dựa theo luân hồi mộ địa tinh hải thần Lạc Thái Hư phân phó, xem ra vị này tinh hải thần đối với Huyền Vân Tịch cũng là vô cùng là nhìn chúng. Học trò bái biệt sư phụ. Huyền Vân Tịch quỳ mọp xuống, nhìn Diệp Thần rời đi. Trong tay băng xương thạch nhưng là lóe lên ánh sáng chói mắt chiếu rọi, phản xạ ra bảy màu vân chiếu rọi, lại cùng tay nàng ở giữa Huyền Thiên Tâm Kinh hối tụ tập với nhau, biến thành một vũng bích lục nước hồ, tản ra vô thượng thái thượng khí. Vậy một vũng bích lục nước hồ, lại từ từ chảy vào Huyền Vân Tịch kinh mạch bên trong, mà nàng nguyên bản đã tỉnh lại huyết mạch, lúc này, nhưng ở hồ nước này xông lên xoát dưới, lại đổi được cực hạn hơn, càng thuần túy. Vốn là Huyền Thiên Tâm Kinh, lúc này lại là thu nạp liền cái này băng xương thạch ở giữa cỡ nhỏ tự tại thiên. Cuồn cuộn có thể thôn nhật nguyệt thần quang huyền khí, đem toàn bộ Huyền Nhất Sơn mạch tầng tầng bao phủ, giống như nữ thần hạ xuống giống vậy thần trạch, để cho Huyền Nhất Môn đám người quỳ bái. Quỷ dị chuyện xảy ra, Huyền Vân Tịch lại vào giờ khắc này đột phá. Hơn nữa đột phá hơi thở còn không dừng lại. Toàn bộ Huyền Nhất Sơn mạch ngút trời linh khí lại là vô cùng vô tận hướng Huyền Vân Tịch thần thể chạy tới. Huyền Vân Tịch ấn đường một đóa băng hoa tách thả ra. Nàng lúc này huyết mạch không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tu hành Huyền Thiên Tâm Kinh thí sinh, từ nay về sau, chân chính có chấp trưởng một môn tư cách. Mấu chốt, nàng chưa từng nghĩ qua, mình thực lực sẽ vào giờ khắc này điên tăng. Cùng lúc đó, Thiên Nhân Vực, một nơi bị vô tận băng xương bao trùm chi địa. Nơi này gió lạnh từng cơn, không gian bên trong lại là tràn đầy tuyệt hàn quy luật. Coi như vậy thái chân cảnh cường giả muốn ở trong đó sinh tồn đều khó. Có thể như vậy tuyệt cảnh bên trong, thậm chí có một đạo tuyệt đẹp bóng người. Bóng người chủ nhân ngồi xếp bằng, người mặc lưu luyến y phục rực rỡ, da thịt trắng như tuyết, hai tròng mắt đóng chặt, lông mi mao khẽ run, trên mình tản ra đẹp lạnh lùng thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người làm chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là Ngụy Dĩnh. Tuyệt Hàn Đế cung cao nhất cung chủ Ngụy Dĩnh. Đoạn này ngày giờ, Ngụy Dĩnh muốn theo đuổi võ đạo trình độ cao nhất, liền không ngừng đi theo Tô Mạch Hàn tu luyện. Mỗi một lần tu luyện, đều là sống chết kiếp. Đây đã là Ngụy Dĩnh lần thứ 19 lựa chọn tuyệt cảnh tu luyện. Thời khắc này Ngụy Dĩnh cả người tựa như ở vô tận thâm thúy băng hàn trong vực sâu ngâm, cả người hàn băng quy luật vần quanh lưu chuyển. Nàng quanh thân cơ hồ hiện đầy băng xương, liền lông mày cũng phơi bày ra lông vũ trạng băng hoa. Quanh thân bị đóng băng đã phơi bày run lẩy bẩy thái độ. Nàng lấy hàn thể nhập đạo, có thể để cho nàng như vậy trạng thái, có thể gặp dưới mắt tình huống là biết bao gai gâu. Thời khắc này Ngụy Dĩnh cả người tựa như cùng là một chuôi băng xương lưỡi dao sắc bén, giống như là bị băng xương cướp lấy ý thức hỗn độn sinh linh vậy. Một bên cô gái tóc trắng Tô Mạch Hàn mắt thấy Ngụy Dĩnh càng ngày càng hơn suy bại đi xuống, ở trong mắt tất cả đều là không đành lòng. Ai, ngươi lại là tội gì? Vì sao phải làm như vậy? Liền vì Diệp Thần thằng nhóc kia. Ngươi có biết ngươi hiện tại còn có thể sống bao lâu? Ngươi làm như vậy, thằng nhóc kia căn bản không biết. Ngụy Dĩnh nhưng là quật cường cắn môi đỏ mọng,
răng tới giữa phát ra run rẩy và va chạm, bây giờ nàng, cơ hồ ngay cả lời cũng không nói rõ ràng, nhưng nàng vẫn là nói. Diệp thần phải đối mặt khí vận ngập trời Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, lại đắc tội Đông Hoàng Thiên Điện, Đông Hoàng Thiên Điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Diệp thần lại là cuối cùng phải đối mặt Hồng Thiên Kinh, Thái Thượng Thiên Nữ. Ta, yêu hắn, ta muốn là hắn làm chút sự việc, cho dù là yên lặng làm. Coi như ta sẽ chết, ta cũng phải mạo hiểm thử một lần. Tô Mạch Hàn đang nhìn mình học trò, có chút không biết làm sao. Nàng muốn khuyên, nhưng nàng năm đó hồi nào không phải như vậy. Cô gái khốn khổ vì tình, cũng sẽ để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Dưới mắt, Ngụy Dĩnh trạng thái càng ngày càng kém, lúc này trong lòng cũng không phải là nhớ Diệp thần thôi. Nếu học trò mang trong lòng nhớ mong người này, nàng liền thay Ngụy Dĩnh cầm Diệp thần tìm tới. Ta mang người trở về đi thôi, sau đó, ta muốn đi ra ngoài một hồi. Hình ảnh quay về. Diệp thần bước ra một bước huyền nhất sơn mạch, lần nữa hồi đến thế giới bên ngoài. Mặc dù tiểu hoàng đã rơi vào ngủ say, nhưng Diệp thần có tự tin có thể đem nó thức tỉnh. Hơn nữa, cái này có lẽ đối với tiểu hoàng mà nói cũng là vô thượng cơ duyên, dẫu sao, nhưng nếu không có huyền nhất lão tổ thâm hậu như vậy tu vi, nó có lẽ không thể nhanh như vậy tiến hóa là hai con người ác mộng ấu thú. Bây giờ tiểu hoàng đối với Diệp thần mà nói, đúng là một chương cường hãn vô cùng lá bài tẩy. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, liên quan tới huyền nhất môn hết thảy, có lẽ đều là Thái Thượng Thiên Nữ an bài, nếu như hết thảy như Diệp thần sở liệu, vậy Thái Thượng Thiên Nữ thật sự là cực kỳ tự tin, thế phải hoàn thành nuôi heo kế hoạch, để cho Diệp thần có thể đủ quá cường hãn đứng ở trước mặt nàng. Diệp thần. Hư không không tiếng động vỡ vụn, một tiếng quen thuộc kêu gọi truyền tới. Diệp thần nghi hoặc nhìn về phía trong hư không, chính là Tô Mạch Hàn. Tiền bối, ngài làm sao tới? Cho tới nay, Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm như nhau, trừ phi là nguy cấp, nếu không rất ít cùng Diệp thần gặp mặt, dẫu sao dính trên bọn họ nhân quả, là rất dễ dàng bị Thái Thượng Thế Giới phát hiện. Ta chuyến này, có vạn phần khẩn cấp sự việc muốn cùng ngươi nói. Tô Mạch Hàn diễn cảm lại nữa rừng rưng, ngược lại hai tròng mắt nhưng là viết đầy tâm sự. Thấy một màn này, không khỏi làm Diệp thần trong bụng trầm xuống, chẳng lẽ là Ngụy Dĩnh xảy ra chuyện. Tiền bối mời nói. Tô Mạch Hàn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta vậy ngu đồ nhi, vì có thể tăng lên tự thân cảnh giới, lại gạt ta đi băng xương đường cùng, lại là cưỡng ép nuốt một khối Thái Thượng Hàn vật. Mà hết thảy các thứ này, cũng là vì một người. Cái gì? Diệp thần sau khi nghe xong, trong lòng chấn động một cái, lấy Ngụy Dĩnh mạnh hơn tính cách, vì có thể trợ giúp mình, lại làm đến loại này. Tô Mạch Hàn một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục nói, mặc dù nàng thiên tư lớn lao, trời xanh liền thích hợp tu hành hàn băng quy luật, nhưng là, há là như vậy cảnh giới liền có thể dung chuyển Thái Thượng Hàn vật. Tiền bối, vậy nàng hiện tại như thế nào? Diệp thần tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài, rất sợ từ Tô Mạch Hàn trong miệng nói ra từng tia không kết quả tốt. Nàng không chịu nổi Thái Thượng Hàn vật uy năng, hiện tại đã trở thành Thái Thượng Hàn vật tái thể, tối đa một năm, nàng đem triệt để trở thành một cái chịu đựng hàn băng phép tắc đồ đựng, mất toàn bộ ý thức. Một năm, Diệp thần kêu lên một tiếng, đau thương thần sắc hiện ra hết, hắn bước ra một bước, vội vàng nói, tiền bối, mời ngài mang ta đi gặp nàng. Tô Mạch Hàn chuyến này liền là muốn để cho Ngụy Dĩnh tạm biệt Diệp thần một mặt, lúc này không có chút nào chần chờ, trực tiếp mang Diệp thần trở lại Minh Đền. Nàng đang ở bên trong, chính ngươi đi đi. Đạp tới cửa, Tô Mạch Hàn cũng không lại tiến vào, Ngụy Dĩnh hôm nay bộ dáng này, nàng thật sự là lo lắng vạn phần, vậy không muốn nhìn thấy Ngụy Dĩnh vì để cho nàng yên tâm mà cưỡng ép cứng rắn chống đỡ hình dáng. Còn không có đến gần bên trong, Diệp thần đã cảm nhận được đập vào mặt lạnh lùng khí. Một loại cực kỳ nguy hiểm băng xương khí lạnh, đang dồi dào ở toàn bộ đền bên trong. Trên mặt đất, vậy ngưng kết băng xương như nhau lạnh lùng quy luật lực. Giá rét, thấu triệt cánh cửa lòng giá rét, thấu xương giống vậy xuyên thấu Diệp thần cường hãn thân xác. Ngụy Dĩnh, Diệp thần hoàn toàn không để ý băng xương này khí lạnh xâm nhập, tăng nhanh nhịp bước, trực tiếp đi tới Ngụy Dĩnh trước người. Thời khắc này Ngụy Dĩnh đang nằm chung một chỗ noãn ngọc bên trên. Hiển nhiên là Tô Mạch Hàn dùng để giúp nàng khắc chế Thái Thượng cổ vật, chỉ là, cái này mạnh mẽ khí lạnh dưới, noãn ngọc bên trên, vậy trùm lên một tầng băng xương thật mỏng. Mà Ngụy Dĩnh lúc này cả người cũng chôn ở lửa vũ dưới,
vậy một phiến phiến lửa vũ có còn mang phượng hoàng lửa hơi ấm còn dư lại, hơi thở thậm chí không thua Nhan Tuyền Nhi. Hiển nhiên là Tô Mạch Hàn vì nàng bảo bối đầu nhi, bất chấp bại lộ nhân quả nguy hiểm, đi thiên nhân vực đường cùng một trong lửa vũ rừng hái. Cho dù có hai phe này tới nóng tới ấm pháp bảo, Ngụy Dĩnh lông mày, tóc, cũng đã kết lên một tầng xương, cả người vẫn là run rẩy không dứt. Ngụy Dĩnh vừa dứt lời, Diệp Thần liền thấy Ngụy Dĩnh đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra, người sau tựa như không tin mình ánh mắt thấy như nhau, một lần lại một lần mở ra khép lại. Diệp Thần, ngươi làm sao, tới. Ngụy Dĩnh tình huống lúc này đã cực kỳ gay gâu, nói cũng không nói rõ ràng. Ngươi cái gì cũng không cần nói, cắn bể ngón tay ta. Diệp Thần rất rõ ràng, mình máu so thứ gì đều hữu dụng. Chỉ cần Ngụy Dĩnh hút ngón tay mình, tất nhiên có thể nhanh nhất khôi phục. Ngụy Dĩnh do dự mấy giây, vẫn làm theo. Tí tí máu tươi tiến vào Ngụy Dĩnh thân thể. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh lần này lại không có và những người khác như nhau khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần diễn cảm biến. Mình máu lại có thể cũng không có dùng. Giờ khắc này, Diệp Thần có chút bối rối. Hắn nghĩ tới điều gì, rút tay ra chỉ. Một giây kế tiếp, hắn liền bắt đầu thi triển bát quái thiên đan thuật, thấy Ngụy Dĩnh bộ dáng này, hắn tim một hồi làm đau, không biết cuộc sống như thế, chính nàng ngạnh kháng bao lâu. Bát quái thiên đan thuật, lấy bát quái đại lộ đúc thành, có thể dùng thiên pháp, pháp, thủy pháp, lửa pháp, lôi pháp, trạch pháp, gió pháp, núi pháp tám loại thủ đoạn luyện đan, luyện chế được đan dược, mang có thiên địa tự nhiên, bát quái huyền cơ hay uẩn. Từng bụi quý giá chân bảo dược liệu, một kiện kiện nóng bỏng linh đan, toàn bộ bị Diệp Thần chân mày đều không nháy mắt một cái ném vào bát quái bên trong lò luyện đan. Diệp Thần, không, phải uổng phí, khí lực. Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần cái này bức phét sạch của cải dáng vẻ, hơi thở mong manh vùng vẫy ngồi dậy, muốn ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần cũng không nói gì, mặt mũi tới giữa tiêu lửa đốt, để cho hắn càng ngày càng nóng nảy. Canh kim nguyên phù và tuất đất nguyên phù đồng thời tản mát ra canh kim tuất đất khí, ở Diệp Thần sau lưng xuất hiện một cái khoáng đạt bát quái đồ án. Vô tận thần quang trào đãng, càn khôn khảm ly, chấn đoái tốn cấn tám cái tinh vị, không ngừng lóng lánh sáng chói, mênh mông hơi thở long trời lở đất. Như vậy rộng lớn khí trạch, lưu chuyển ở trên lò luyện đan. Thậm chí Diệp Thần còn gia nhập mình một đạo máu tươi. Thành, một viên màu đỏ thẫm, phẩm tương cực kỳ cao đan dược, từ lò luyện đan bên trong bay ra. Diệp Thần tiến lên một bước, vội vàng đem đan dược đút vào Ngụy Dĩnh trong miệng, đầy mắt mong đợi nhìn nàng nuốt xuống. Như thế nào? Diệp Thần một tay ấn ở Ngụy Dĩnh kinh mạch bên trên. Nhưng mà, mạch tượng không có biến hóa chút nào. Ngụy Dĩnh trong cơ thể hàn sát khí như cũ như trước như nhau, ở nàng trong cơ thể khắp nơi lén lút. Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần biểu tình thất vọng, khóe miệng nhưng cưỡng ép lôi kéo ra một người mỉm cười, an ủi, không quan hệ. Lần này, là ta, tự do phóng khoáng. Diệp Thần thấy Ngụy Dĩnh một bộ đem nơi có việc đẩy tới trên người mình dáng vẻ, để cho hắn lại là tim thương yêu không dứt, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Ngụy Dĩnh mất đi sức sống. Ngụy Dĩnh mạnh chống giữ một hồi, nhưng cũng cuối cùng trầm trầm ngủ đi. Cho dù là trong giấc mộng, chân mày vậy nhíu thật chặt, biểu dương nàng không lúc nào không đang dãy dụa kháng cự. Vô luận là thần thông vẫn là chân bảo, lúc này đối với Ngụy Dĩnh trạng thái, lại là không có biện pháp nào. Cái này thái thượng hàn vật kết quả là cái gì, lại có uy năng như vậy. Diệp Thần đi ra đền, hắn đã không kịp đợi đi tìm Tô Mạch Hàn, đi tìm hiểu cái này thái thượng hàn vật phương pháp phá giải. Nếu vấn đề ra ở nơi này thái thượng hàn vật bên trên, vậy chỉ cần phá vỡ cái này thái thượng hàn vật, tất nhiên có thể cứu Ngụy Dĩnh. Diệp Thần đi tới chủ điện bên trên. Để cho hắn bất ngờ phải, hồi lâu không thấy Nhâm Tiền Bối vậy ở trên đại điện. Rất hiển nhiên, lần này Nhâm Tiền Bối xuất hiện ở chỗ này, chính là vì Ngụy Dĩnh chuyện. Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, sau đó ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạch Hàn nói, Tô Tiền Bối, vậy quá trên hàn vật như thế nào phá rõ ràng. Ta tin tưởng ngài nhất định có biện pháp. Nhưng mà Tô Mạch Hàn cho Diệp Thần trả lời nhưng là để cho Diệp Thần tựa như cảm thấy sấm sét giữa trời quang vậy. Diệp Thần, nếu là thật có biện pháp, Ngụy Dĩnh cũng sẽ không như vậy. Diệp Thần ngẩn ra, hay là hỏi nói, Tô Tiền Bối, Nhâm Tiền Bối, thật không có biện pháp. Diệp Thần cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai,
Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm nhưng mà có thể so với thái thượng thế giới cường giả à, Diệp Thần không tin bọn họ hai người lại không có biện pháp nào. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là ở cùng Diệp Thần làm trò đùa, Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm đối mặt Ngụy Dĩnh tình huống lúc này, đều đang bó tay. Ở Diệp Thần trong lòng, Nhâm Phi Phàm vốn là không gì không thể tuyệt thế cường giả, lúc này, Nhâm Phi Phàm nhưng cũng lộ ra lau một cái không có biện pháp chút nào sầu khổ. Tô Mạch Hàn giải thích, không có cách nào, vậy quá trên hàn vật liền liền thái thượng thế giới người vậy không nhất định có thể uống, Ngụy Dĩnh ban đầu tu vi và thực lực cưỡng ép chiếm đoạt thái thượng hàn vật sau đó, cũng không lâu lắm ta liền phát hiện nàng không đúng, đầu tiên là trong cơ thể khí lạnh không bị khống chế văng tung tóe, lại mà nàng cả người vậy đều bắt đầu tràn ra linh lực, ở ta tra hỏi dưới, nàng mới thổ lộ thật tình. Nàng nuốt vào hàn vật có một phần vạn cơ hội, thức tỉnh hàn vật ở giữa hồng hoang huyết mạch. Thực lực lại là vượt qua hết thảy, lúc này mới để cho nàng như vậy mạo hiểm, nhưng mà, cái này một phần vạn cơ hội cuối cùng là mong manh. Nàng thất bại. Tô Mạch Hàn thở dài nói, nếu như nàng biết sớm một chút, nói không chừng còn có biện pháp, đem thái thượng hàn vật bức ra nàng bên ngoài cơ thể. Nhưng là bây giờ nói những thứ này đã là lúc đã chậm. Tiền bối, thì thật cầm vật này không có biện pháp chút nào sao? Diệp Thần chưa từ bỏ ý định nói. Tô Mạch Hàn lắc đầu, hai tròng mắt bi thiết tình. Ngươi có thể biết cái này thái thượng hàn vật, là cái gì? Đột nhiên, Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói. Tiền bối ngài biết thứ này sâu xa. Diệp Thần trong lòng vui mừng, tràn đầy hy vọng nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, đối với cái này thái thượng hàn vật, hắn không biết chút nào. Ta chỉ biết là nó toàn gọi băng minh cổ ngọc, truyền thuyết thái thượng thế giới bởi vì trí cao đánh một trận hư không vỡ vụn, băng minh cổ ngọc rớt xuống. Sau đó một mực tồn tại băng xương đường cùng bên trong, nhưng đối với nó nhân quả, nhưng không ai biết được. Băng minh cổ ngọc. Diệp Thần trong lòng một hồi than tiếc, trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ, không chỉ là hắn, liền liền Nhâm Phi Phàm bọn họ lại cũng đối với băng xương này tuyệt địa thái thượng hàn vật, có chút như vậy không biết gì cả. Nhưng theo như đồn đãi, băng minh cổ ngọc đã ngưng kết ra cổ ngọc chi tâm, Ngụy Dĩnh có thể ở băng xương đường cùng đạt được nó. Rất có thể cũng không phải là Ngụy Dĩnh tìm được nó, hơn nữa nó lựa chọn Ngụy Dĩnh. Nhâm Phi Phàm hơi có vẻ thâm ý nhìn về phía đền bên trong, Tô Mạch Hàn thời gian đầu tiên liền cầu trợ với hắn, hắn tự nhiên đối với Ngụy Dĩnh tình huống như lòng bàn tay. Lấy Ngụy Dĩnh tình huống, căn bản từ đầu tới đuôi đều không cách nào trấn áp băng minh cổ ngọc, nhưng là ban đầu lại có thể lừa gạt được Tô Mạch Hàn, vậy chỉ có một loại khả năng, là cái này thái thượng hàn vật mình ẩn núp hơi thở. Như vậy suy đoán, đây chẳng phải là nói, là cái này băng minh cổ ngọc tự lựa chọn liền Ngụy Dĩnh coi như ký chủ. Diệp Thần gãi đúng chỗ ngứa nói, nguyên vốn cho là đây là đánh bậy đánh bạ, nhưng không nghĩ tới, đây có lẽ là cái này thái thượng vật lựa chọn. Xem ra cái này thái thượng thế giới, chân bảo thật sự là quá mức quỷ dị. Như vậy có lẽ căn bản là một chàng đến từ thái thượng thế giới âm mưu. Cái này nhất thế là đại cục, lại cũng đem Ngụy Dĩnh bao phủ đi vào sao. Vẫn là nàng căn bản bởi vì Diệp Thần quan hệ, sớm đã là người trong cuộc. Thôi, ngươi nếu đã tới, liền hảo hảo bồi bồi nàng đi. Tô Mạch Hàn thở dài, nhìn về phía Diệp Thần, cũng là toát ra thương hại thần sắc, nói xong đã xoay người rời đi, có thể làm thành tựu sư phó nàng đều đã làm rồi, không làm được, cũng là bởi vì quả quyết định. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần một mắt, cuối cùng là không nói gì nữa, đối với hắn mà nói. Trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành đời trước nguyên vẹn bố trí, hy vọng Diệp Thần sẽ không bị này đả kích chưa gượng dậy nổi. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không bởi vì Ngụy Dĩnh liền chưa gượng dậy nổi, bởi vì đối với Ngụy Dĩnh, hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn nàng lúc này mất mạng. Cố nhiên Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn không cách nào phá rõ ràng, nhưng hắn coi như thọt phá thiên nhân vực trời, vậy muốn cứu Ngụy Dĩnh. Do dự mấy giây, Diệp Thần mở miệng nói, xem ra, chỉ có thể cầu vị kia. Ở Diệp Thần trong lòng, Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn cũng không biết sự việc, cũng chỉ có mấy tên kia có thể. Thứ nhất, chính là Thiên Yêu và Huyền Yêu hai người. Nhưng cái này hai vị hư không mờ mịt tồn tại phải chăng sẽ trả lời mình, Diệp Thần cũng không xác định. Thứ hai, chính là Thần Uyên Hôi Lão. Hôi Lão tồn tại, bước ngang qua vô số năm tháng, lại là loại nào đó người bầy bố tồn tại. Nhưng hai người tới giữa, có khả năng nhất vẫn là Hôi Lão. Chẳng qua, mình lập tức lên đường đi táng thiên hải.
Diệp Thần trong lòng biết lúc này Tô Mạch Hàn thương cảm sẽ không so hắn thiếu, lúc này cũng bất quá là trốn tới một chỗ khác khổ sở thôi. Dẫu sao Ngụy Dĩnh nhưng mà Tô Mạch Hàn coi trọng nhất đệ tử. Bất quá ở lên đường đi Táng Thiên Hải trước, Diệp Thần dự định hỏi một câu những người khác. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần liền tới đến luân hồi mộ địa bên trong. Tất cả vị tiền bối, Diệp Thần có là một muốn nhờ, muốn hỏi các tiền bối có ai biết cái này băng minh cổ ngọc nhân quả, hoặc là khắc chế phương pháp. Mặc dù có chút đại năng vẫn còn trạng thái ngủ say, thậm chí không cách nào dẫn động, nhưng Diệp Thần không tin liền một vị biết băng minh cổ ngọc người cũng không có. Luân hồi mộ địa bên trong, dốc sách tinh hải nước không ngừng chảy xuôi, tất cả mộ bia một như thường lệ yên lặng. Không có người nói chuyện, vậy chính là không có ai biết, càng hoặc là bọn họ căn bản không nghe được. Dù là tinh hải thần cũng là yên lặng lắc đầu một cái. Diệp Thần lòng buồn đau, cái này băng minh cổ ngọc chẳng lẽ là thái thượng thiên nữ đổ sao? Là muốn hắn bây giờ chuyển ngay trên thái thượng thế giới, mới có thể cứu về Ngụy Dĩnh. Vô biên tuyệt vọng cuốn tới, coi như Diệp Thần đối mặt cường hãn hơn nữa kình địch, hắn cũng không có như vậy tuyệt vọng qua. Nếu không biết băng minh cổ ngọc, như vậy liên quan tới băng xương tuyệt địa sự việc. Mời các tiền bối cho biết. Diệp Thần thanh âm ở toàn bộ luân hồi mộ địa quanh quẩn, vẫn là yên tĩnh như chết. Tiểu tử. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên ở Diệp Thần vang lên bên tai tới. Huyền tiên tử. Giờ khắc này, Diệp Thần có chút vui mừng. Hắn làm sao quên Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão. Giờ phút này Huyền Hàn Ngọc thanh âm đối với hắn mà nói chính là vô tận trong bóng tối rực rỡ, là Diệp Thần lúc này rơm dạ cứu mạng. Huyền tiên tử, ngươi nhưng mà biết có quan băng xương đường cùng, hoặc là băng minh cổ ngọc nhân quả. Mời Huyền tiên tử tỉ mỉ cho biết. Huyền Hàn Ngọc mắt gặp Diệp Thần vội vàng như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đối với cái này thái thượng hàn vật, có lẽ ta cùng nó có mấy phần sâu xa. Diệp Thần ánh mắt tỏa sáng, đây thật là một người vô cùng tốt tin tức. Thái thượng hàn vật, cực hạn băng hàn thuộc tính để cho nó được gọi là băng minh cổ ngọc, hơn nữa từ nó luyện chế xong thành ngày đứng lên, liền bị đặt ở cực kỳ băng hàn chi địa, 10 phần thích hợp nó tập quán, lâu ngày, nó đi qua cái này nghìn năm năm tháng tích lũy, cuối cùng ngưng kết ra mình băng minh cổ tim, có thể coi như là khí linh. Vậy ngài biết có cái gì khắc chế phương pháp sao? Ta không biết, thời gian thấm thoát, linh trí của nó đến trình độ nào, ta cũng không biết. Nhưng là mơ hồ có thể đoán được chế tạo hắn là ai. Là ai? Diệp Thần không dằn nổi nói, bước chân cũng không tự chủ đi đứng lên. Có thể có này cùng uy năng pháp bảo, chỉ có thể là xuất từ luyện thần tộc. Nguyên bản cái này nhất tộc chỉ tồn tại ở thái thượng thế giới, và thiên nhân vực lại là không có một chút liên quan. Nhưng là, đếm triệu năm trước, thiên nhân vực đã từng bất ngờ hạ xuống một vị luyện thần, tên là Cổ Thất. Băng minh cổ ngọc, Cổ Thất. Nhất định là hắn. Diệp Thần thi triển vô cùng ma đồng, mơ hồ cảm giác được cái gì, cái này như vậy có nguyên nhân quả liên lạc tên chữ, ở Diệp Thần xem ra, cơ hồ chính là khắc chương như nhau, đại biểu Cổ Thất đối với khối này băng minh cổ ngọc quyền sở hữu. Chỉ là thái thượng thế giới, luyện người thần tộc tại sao lại đột nhiên hạ xuống thiên nhân vực, trong này rốt cuộc có cái gì sâu xa đâu. Cái này Cổ Thất hạ xuống thiên nhân vực sau đó, lúc ấy có thể nói là một đời kỳ nhân. Để lại rất nhiều kỳ chân dị bảo, càng bị gọi là luyện khí thần, nhưng là hắn thần thông quảng đại, lại xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không có ai biết tung tích của hắn. Huyền đau lòng thở dài, vẫn là nói, nếu như muốn cứu Ngụy Dĩnh, tìm được Cổ Thất, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là, cái này phải xem cơ duyên của ngươi. Tên này khó tìm, liền ta cũng là tình cờ mới biết được cái này nhất bí văn. Đa tạ Huyền tiên tử. Diệp Thần cảm kích nói. Huyền Hàn Ngọc là hắn cung cấp những tin tức này, nhất định chính là đã tới thì vũ. Diệp Thần đi nhanh hồi đền bên trong, nhìn một cái bị vô số quy luật và tai khí tàn vòng Ngụy Dĩnh, ngưng trọng nói, Ngụy Dĩnh, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Cổ Thất. Nhất định. Diệp Thần nếu biết một chút đầu mối, tự nhiên thời gian đầu tiên tìm được Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm. Hắn cần nhiều tin tức hơn. Trên đại điện, một đạo giọng nữ trong trẻo vang khắp. Diệp Thần, người nói gì sao? Luyện thần tộc. Tô Mạch Hàn không thể tin nhìn về phía Diệp Thần, nàng biết Diệp Thần có luân hồi mộ địa tồn tại, nhưng cái này băng minh cổ ngọc cũng không phải là giống vậy đồ, liền Nhâm Phi Phàm cũng không biết sự việc, Diệp Thần lại không biết làm thế nào biết.
cái này chẳng lẽ chính là Ngụy Dĩnh nhân quả? Ngụy Dĩnh bởi vì Diệp Thần mà dính cái này băng minh cổ ngọc, chẳng lẽ muốn bởi vì Diệp Thần mà hóa giải? Tô tiền bối, Nhâm tiền bối, các ngươi biết liên quan tới vị này luyện thần tộc luyện thần cổ thất sự việc sao? Diệp Thần nhanh chóng truy hỏi nói, lấy Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi phàm thần thông quảng đại, có lẽ trước chỉ là không có cầm băng minh cổ ngọc và luyện thần tộc buộc chung một chỗ, hiện tại có Huyền Tiên Tử nhắc nhở, bọn họ hai người hẳn sẽ biết càng nhiều một chút. Nhâm Phi phàm nhíu mày một cái, thái thượng cổ tộc, luyện thần tộc. Hắn ngược lại là có rất nhiều ấn tượng, chỉ là cái này chỉ vừa đến thiên nhân vực luyện thần cổ thất, hắn nhưng là không việc gì quá nhiều trí nhớ. Tô Mạch Hàn cũng là một mặt khao khát nhìn Nhâm Phi phàm, nàng cùng Diệp Thần tâm tình lúc này là giống nhau như đúc, chẳng muốn thả qua một tia một hào cơ hội. Cổ thất. Nhâm Phi phàm cẩn thận phụt ra phụt vô danh tự này, trong tay cao nhất chói lọi đang chậm chạp lưu chuyển, con người huyết nguyệt dấu vết vậy mơ hồ hiện lên. Hồi lâu sau, hắn mở miệng nói, thật ra thì ta trong trí nhớ đúng là có người này xuất hiện qua, nếu như ta không đoán sai, năm đó, hắn đi tới thiên nhân vực, từng lấy luyện thần nhất tộc cao nhất uy danh, dẫn được lúc ấy các lộ môn phái đi trước cầu chân bảo thần binh, cũng không biết cái gì nguyên do, hắn đột nhiên lựa chọn lánh đời không ra, ẩn cư ở một mảnh hồ bạn. Lâu ngày, hắn tồn tại liền như đá chìm biển khơi vậy. Hồ kia bạn thật giống như kêu tinh hồ. Nhâm Phi phàm còn chưa nói xong, Huyền Hàn Ngọc thanh âm cơ hồ ở cùng trong chốc lát vang lên. Thằng nhóc, ta nhớ ra rồi, vậy cổ thất năm đó vì trốn tránh cái gì, cuối cùng ẩn cư ở một phiến tinh hồ bản. Tinh hồ bản. Diệp Thần tái diễn Huyền Hàn Ngọc thanh âm, cùng Nhâm Phi phàm miệng đồng thanh nói. Tô Mạch Hàn nghe vậy đại hỉ, như thế nói, đi tinh hồ bản, liền có thể tìm được luyện thần cổ thất. Thiên nhân vực bản đồ minh mông. Tinh hồ nước biển chỗ, nơi nơi. Nhâm Phi phàm lắc đầu một cái, tỏ ý Tô Mạch Hàn không nên quá qua lạc quan. Đám người tâm tình lúc này, điệt đáng phập phồng, tạm thời thung lũng tạm thời thiên đường, Diệp Thần nhưng kiên định lại nghiêm túc nói, bỏ mặc có nhiều ít chỗ tinh hồ bản, ta cũng sẽ thay Ngụy Dĩnh tìm được luyện thần cổ thất. Nhâm Phi phàm dùng thần thức nhìn xem như cũ hôn mê, nhưng là nhưng thống khổ vạn phần Ngụy Dĩnh. Hắn đúng là có thần thông thuật pháp. Có thể đột phá hạn chế, trực tiếp chính xác xác định vị trí đến cổ thất, nhưng là làm như vậy quá mức mạo hiểm. Cổ thất xuất từ thái thượng thế giới, cùng thái thượng liên quan thiên ti vạn lũ, hắn một khi ra tay, sẽ trực tiếp bại lộ Diệp Thần. Hơn nữa lúc này, nhưng còn chưa phải lúc. Có lẽ Ngụy Dĩnh và vậy quá trên hàn vật tồn tại, chính là bởi vì Diệp Thần nhân quả dính đưa đến. Chuyện thế gian, ai có thể nói rõ đâu. Có lẽ, ta có một pháp, có thể thử một lần. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh hải thần thanh âm dạo rực ra. Dốc sách tinh hải nước, lúc này lần nữa ngưng tụ thành một khối ngai vàng, tinh hải thân lạc thái hư hư ảnh ngồi ở trong đó. Diệp Thần đôi mắt tản mát ra vui sướng ánh sáng, cái này đạt tới thì vũ tới vừa vặn, tinh hồ, có nước địa phương, trốn chỗ nào được qua tinh hải thần bắt. Tiền bối, mời ngài giúp ta. Diệp Thần khẩn thiết nói, lúc này đối với Ngụy Dĩnh mà nói. Có thể sớm một khắc giải trừ áp chế, là có thể thiếu bị một khắc đau khổ. Ước chừng một cái chớp mắt, Diệp Thần khí thế đã đột nhiên phát sinh biến hóa. Vậy vốn là phát sắc tới giữa, lưu chuyển ra giống như phồn tinh giống vậy màu bạc sáng bóng, tinh hải căn nguyên khí dồi dào ở hắn toàn bộ trên thân hình. Trong hư không, hiện ra một bộ minh mông phồn tinh đồ, mỗi một viên phồn tinh cũng giống như chân thực tồn tại, tản ra tinh huy lực, trong trẻo lạnh lùng mà cường hãn. Thoáng qua tới giữa, quyên quyên tinh hải nước, đã từ dưới chân bay lên tới, càng ngày càng xiết, lại xanh thành một khối luân bàn. Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi phàm không nói gì, chỉ lại yên lặng nhìn tinh hải thần sử dụng thuật pháp. Bá! Tất cả tinh huy thống trong chốc lát tản mát ra minh duệ ánh sáng, từng đạo chùm tia sáng lần lượt thay nhau ngang dọc, trực tiếp đánh vào như bánh xe bàn bên trên, tạo thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Truy đuổi! Tinh hải thần la lớn! Trong ngón tay, nhất phi ánh sáng bạc tiểu ngư quơ quơ cái đuôi, bơi vào như bánh xe bàn bên trong. Tiểu ngư làm một cái hấp khí động tác, những cái kia vòng xoáy lại bởi vì tiểu ngư cử động mà biến hóa, có cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất, có thì từ từ biến mất, mà có nhưng càng xiết. Cuối cùng, toàn bộ luân bàn bên trên, chỉ để lại bốn cái vòng xoáy. Lạc Thái Hư ngay sau đó đem phương vị làm thành chỉ dẫn ngọc bài, rồi sau đó giao lại thân thể quản khống quyền. Diệp Thần, cái này khắp nơi,
là đi qua ta so sánh toàn bộ thiên nhân vực 100+ chỗ tinh hồ, tìm được tinh hải lực dày đặc nhất địa phương, cũng là tập hợp thiên địa linh khí nhất đậm đà địa phương, nếu như cái này khắp nơi cũng không có, người nọ hẳn không ở thiên nhân vực. Lạc Thái Hư tự tin nói, cuốn lên mà tự nhiên sợi tóc, biểu dương tự tin của hắn. Hắn được gọi là tinh hải thần, có lẽ võ đạo không đạt tới người khác, hoặc giả rất nhiều y thuật trận đạo không đạt tới người khác, nhưng ở biển lãnh vực, như có người có thể đủ ngồi lên vạn trượng sóng biển ngai vàng. Chỉ có thể là hắn. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần âm thầm hạ định quyết tâm, đến khi hắn cứu về Ngụy Dĩnh, nhất định phải nghĩ đủ phương cách giải cứu Lạc Thái Hư chân thân. Lạc Thái Hư vẫn là bộ kia trong trẻo lạnh lùng hình dáng, khinh thường phất phất tay, đã lại chui trở về liền luân hồi mộ bia bên trong. Cái này khắp nơi địa phương, mỗi một chỗ cũng tiết lộ ra vô biên nguy hiểm, cũng không dễ dàng đến gần. Tô Mạch Hàn nhìn cái này dần dần biến mất luân bàn, Ngụy Dĩnh cửa ải này, thật là hung hiểm khó khăn làm à. Tiền bối yên tâm, vô luận khó khăn bao nhiêu, ít nhất ta đã có cái này khắp nơi chỉ dẫn, nhất định có thể là Ngụy Dĩnh tìm được cổ thất. Đối với Diệp Thần mà nói, như bây giờ cục diện đã so với trước đó tốt hơn nhiều, ít nhất hắn không cần trơ mắt nhìn Ngụy Dĩnh vẫn thân mà cái gì cũng làm không được. Ta mỗi ngày đều cần là Ngụy Dĩnh bảo vệ tim, chuyến này, ta sợ là không thể cùng ngươi cùng đi. Tô Mạch Hàn lo lắng nhìn về phía Ngụy Dĩnh, Ngụy Dĩnh bị nàng truyền thụ võ đạo và rất nhiều thần thông, như nàng như nhau, lúc này, chỉ có thể cũng chỉ có nàng có thể giúp Ngụy Dĩnh áp chế băng minh cổ ngọc ăn mòn. Ừ, cảm ơn tiền bối, Ngụy Dĩnh, nàng hết thảy liền xin nhờ ngài. Diệp Thần khẩn thiết nói, chỉ cần có Tô Mạch Hàn trông nom Ngụy Dĩnh, hắn liền có thể buông tay đánh một trận, đi tìm cổ thất. Bố trí mấu chốt buông xuống, ta cũng cần đi trấn thủ một vật, bất tiện cùng ngươi quá đáng dính nhân quả, ngươi chuyến này một đường chú ý. Nhâm Phi Phàm dặn dò, cái này nhất thế, hắn thời khắc gánh vác luân hồi chi chủ giao phó, cùng với mình bố trí, không dám có một chút lười biếng. Diệp Thần rõ ràng, Ngụy Dĩnh thời gian không nhiều lắm, hiện tại không thể kéo dài nữa, ta sẽ là được lên đường. Nháy mắt tới giữa, Diệp Thần bóng người liền tại chỗ biến mất. Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn nhìn nhau, đều lộ ra một đạo hội ý nụ cười. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. Thế gian nhân quả, khó mà dự liệu. Diệp Thần và Thái Thượng Thế Giới dính quá mức mật thiết, cái này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn có Ngụy Dĩnh, chỉ sợ cũng đã cuốn vào cái này bàn vô tình cuộc cờ. Tô Mạch Hàn ngón tay bắt pháp quyết, đột nhiên mắt đẹp bên trong xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, mở miệng nói, ta mới vừa lặng lẽ xem bói, sợ rằng phải tìm cổ thất không chỉ chúng ta à. Diệp Thần nhân quả, chạm đến những thế lực kia. Nhâm Phi Phàm đoán được cái gì, gật đầu một cái, rồi sau đó sau lưng hư không biến dạng, chín bánh xe huyết nguyệt ở trong hư không lấp lánh rực rỡ. Rồi sau đó, Nhâm Phi Phàm bóng người biến mất. Hư không khép lại. Cùng lúc đó, Minh Long Thần Điện. Minh Long Thần Điện bên trong, Vũ Văn Thái đang liếc nhìn cổ điển tịch. Hắn thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Minh Long Thần Điện truyền thừa hồi lâu, đối với cái này toàn bộ thiên nhân vực thậm chí là thái thượng thế giới, đều có vô cùng thâm hậu nhân quả sâu xa. Có lẽ rất nhanh, nếu như đạt được vật kia, cũng hoặc là tìm được tên kia, ta Minh Long Thần Điện tại thiên đạo suy thoái lúc đó, tất nhiên một lần hành động xưng bá. Vũ Văn Thái khép lại điển tịch, lộ ra vẻ dữ tợn mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, bọn họ dựa theo ghi lại, một mực tìm một vị từ thái thượng luyện thần tộc tự mình đi tới thiên nhân vực luyện thần cổ thất.